Y đạo quan đồ. Chương 146, chuyển thủ thành công. Các trà nghệ sư biểu diễn pha trà trước mặt bọn họ với thủ pháp lão luyện. Trương Dương nhìn những ngón tay giống như hoa lan của trà nghệ sư, cũng không khỏi cảm thán kỹ nghệ tinh diệu của cô ta. Sự thành công của Phương Văn Nam tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên, sự mẫn cảm của hắn đổi với thương nghiệp thật sự là hơn người khác một bậc. Lý Trường Vũ Thuốc không rời tay, từ sau khi đảm nhiệm chức phó thị trường thường vụ, Hắn càng lúc hút càng nhiều, Cát Xuân Lệ khuyên hắn rất nhiều lần, nhưng hắn thủy chung không thể nào bỏ được thói quen này. Phương Văn Nam làm tư thế mời Lý Trường Vũ uống trà, cung kính nói: "Mời thị trưởng Lý." Lý Trường Vũ từ trong khay cầm khăn ướt lên lau hai tay sau đó mới bưng chén trà lên, trước tiên hít hương thơm thấm vào tận phế phủ của trà, sau đó mới nhấp một ngụm, từng chút từng chút nhấp trà xanh, nhắm mắt lại một lúc lâu mới cảm thán nói: "Trà ngon." Audio điện tử võ tấn bền. Trương Dương cũng là một người rất hiểu cách ẩm tra, có điều động tác của hắn lại không khoa trương như Lý Trường Vũ. Trong mắt hắn, khi quan vị của người ta đã đạt tới mức nhất định, tự sẽ tạo ra một loại khí phái. Lý Trường Vũ cũng không phải là ngoại lệ, nhưng màn biểu diễn này cũng hơi quá khoa trương rồi, không khệnh thì ngươi chết à. Thằng nhóc này mắng thầm trong lòng. Phương Văn Nam từ trong động tác của Lý Trường Vũ cảm nhận được bốn chữ, cao thâm mạc chắc, Hắn đã thông qua xác định của Tô Tiểu Hồng, Lý Trường Vũ đã được xác định phụ trách công trình đường vòng tròn 3 lần này, cũng chính là nói Lý Trường Vũ trong chuyện này có được quyền phát ngôn tuyệt đối. Một người nắm được quyền lực, dù biểu hiện thế nào cũng không quá đáng, đặc biệt là hắn còn phải cầu người đang ngồi ở đối diện đây. Phương Văn Nam xua xua tay, tỏ ý bảo những người khác ra ngoài, lúc này mới chuyển đề tài sang chuyện đường vòng tròn 3, căn cứ theo hiểu biết của hắn. Làm quan tới loại cấp bậc như Lý Trường Vũ bọn họ rất giỏi đánh thái cực, thừa nước đục thả câu, nhưng bọn họ lại không thích người khác quanh co lòng vòng. Nếu như vậy, bọn họ sẽ cho rằng đó là sự vũ nhục đối với chi số IQ của mình, sẽ cho rằng là đang phí phạm thời gian, cho nên Phương Văn Nam lựa chọn phương thức trực tiếp nhất, thị trường Lý, tôi nghe nói thị Lý đã quyết định khởi công xây dựng đường vòng tròn 3. Lý Trường Vũ cũng không định thừa nước đục thả câu, khi Trương Dương chuyển cáo ý tứ của Phương Văn Nam cho hắn, hắn đã đoán ra mục đích của đối phương rồi. Hắn không trực tiếp trả lời câu hỏi này của Phương Văn Nam, mà hỏi ngược lại, tin tức của anh rất linh thông, Thị lý vẫn chưa tuyên bố chính thức, anh sao mà biết được. Câu nói này chẳng khác nào thừa nhận mình sẽ phụ trách chuyện này, đồng thời cũng nhắc nhở Phương Văn Nam rằng nguồn gốc tin tức của anh đã bị tôi đoán được rồi. Phương Văn Nam cười nói, thông qua một người bạn cũ, tên thì tôi không tiện tiết lộ, xin thị trưởng Lý thông cảm. Lý Trường Vũ gật đầu, Phương Văn Nam nói vậy chẳng khác nào gián tiếp thừa nhận hắn và Hồng Vĩ Cơ có quan hệ không bình thường. Hồng Vĩ Cơ tiết lộ tin tức này cho Phương Văn Nam, lại bảo Phương Văn Nam tìm mình, cũng chính là nói Hồng Vĩ Cơ có ý cho Phương Văn Nam nhận công trình này. Bản thân hắn lại không tiện ra mặt, đúng là một lão hồ ly, lý trường vũ mắng thầm trong lòng, có điều, vẻ mặt của hắn vẫn rất hờ hứng, tài chính của thị lý rất eo hẹp, công trình sẽ cần phải tạm ứng một khoản tiền rất lớn. Hắn đây không phải là nói quá, cũng không phải là khiến Phương Văn Nam biết khó mà lùi, hắn muốn nói cho Phương Văn Nam biết tình hình thực tế, thực lực của Phương Văn Nam hắn rất rõ, trong Giang Thành người có năng lực nhận công trình này cũng chỉ có y mà thôi. Phương Văn Nam gật đầu, nói thị trưởng Lý, đối với điều này tôi đã có chuẩn bị đầy đủ rồi. Lý Trường Vũ mỉm cười, nói tôi cũng hiểu chút ít về tập đoàn Thịnh Thế, các anh ở Giang Thành là một xí nghiệp nổi trội, có thực lực nhất định. Công trình của Giang Thành người mà chúng tôi suy tính đến trước tiên đương nhiên sẽ là xí nghiệp địa phương như vậy có thể nâng đỡ xí nghiệp quê nhà cũng có lợi cho việc tạo dựng nên hình tượng mới cho giang thành chúng ta hắn dừng lại một chút rồi lại nói khi đặt kế hoạch xây dựng cảnh khu chùa nam lâm tôi hy vọng xí nghiệp dân doanh của giang thành đứng ra biểu lộ thực lực của các vị một chút nhưng các vị ai ai cũng phóng tầm mắt ra bên ngoài ha ha cơ hội làm ăn ở cửa nhà chẳng lẽ lại không phải là cơ hội à phương văn nam nghe ra Lý Trường Vũ đây nói nói hắn không trúng xuất lực cho quê nhà, nhưng ngẫm nghĩ kỹ lại, trong lời nói hình như còn có hàm nghĩa khác. Trương Dương một mực không nói gì lúc này liền cười nói, Phương Tổng là người làm đại sự, lúc đó, ánh mắt đang nhìn chầm chầm vào khu đất của cửa hàng bách hóa dệt vải, công trình nhỏ ở cửa nhà của chúng ta căn bản là không khiến ông ấy cảm thấy hứng thú. Phương Văn Nam bắt đầu ý thức được rằng Trương Dương đang phối hợp với Lý Trường Vũ cho hắn vào bẫy, hắn tuy dụng tâm đề phòng, nhưng vẫn không nhịn được mà tiếp tục lao về phía cái hố mà người ta đã đào sẵn, công trình này quá dụ người. Phương Văn Nam cười nói, "Trưởng phòng Trương, tình cảnh của tôi cậu chắc biết mà, khi đặt kế hoạch xây dựng cảnh khu chùa Nam Lâm, tôi đã tham gia vào cuộc tranh thầu khu đất của cửa hàng bách hóa dệt vải của Đông Giang, mặc dù nhìn thấy khối thịt béo ở trước cửa nhà, nhưng đáng tiếc là không có năng lực để ăn." Trương Dương cười nói, "Cho nên mới nói, các anh tranh thầu thất bại trở về lại là một chuyện rất tốt." khối thịt béo chùa Nam Lâm bị người ngoài nuốt mất rồi, du lịch của Giang Thành chúng ta không thiếu cảnh đẹp, tường thành cổ và đường cổ cũng là một trong những công trình du lịch trọng điểm trong tương lai của chúng ta. Phương Tổng lần này ngàn vạn lần đừng bỏ lỡ cơ hội đấy. Đến thằng ngu cũng có thể biết rằng tường thành cổ và đường vòng tròn ba chẳng có chút quan hệ nào cả, nhưng Trương Dương lại cứ liên hệ hai chuyện này lại với nhau. Phương Văn Nam không thể không nghĩ nhiều, hắn rất nhanh liền ngộ ra rằng thì ra là người ta đang ra điều kiện. Mình muốn nhận được công trình đường vòng tròn 3 thì phải nhận công trình tu sửa tường thành cổ, đây không phải là mua một tặng một ư?" Hắn nhìn Lý Trường Vũ. "Phó thị trưởng Lý của chúng ta nhàn nhã phẩm trà, ánh mắt thì dính liền vào một bức tranh ở trên tường, giống như chuyện này căn bản chẳng có chút quan hệ nào tới hắn ta vậy." Phương Văn Nam cười khổ, nói: "Biết rõ là thịt béo, nhưng tôi chắc gì đã có thể đồng thời ăn được." Trong mắt hắn, tường thành cổ và đường cổ rõ ràng là chẳng có giá trị gì dưới tình huống có khả năng hắn vẫn ra sức từ chối việc này mục đích của thương nhân chính là tối đại hóa lợi ích cái mà hắn nhìn chúng là công trình đường vòng tròn ba đối với phong cảnh của tường thành cổ thì chẳng có chút hứng thú nào cả lý trường vũ đột nhiên mở miệng nói có thể suy tính phương thức đầu tư hợp tác nghe nói anh và cố gia đồng trước đây đã từng hợp tác phương văn nam hiểu một cách triệt để rồi câu này của lý trường vũ chẳng khác nào là nói rõ rằng hắn nếu muốn tiếp nhận được công trình đường vòng tròn 3, một là phải tiếp nhận cả công trình cảnh khu tường thành cổ, còn có một điều kiện khác chính là bảo cố giai đồng gia nhập, hai điều kiện e rằng thiếu một cái cũng không được. Lý trường vũ tinh minh như thế nào chứ, Hồng vĩ cơ đá quả bóng này cho hắn, đây là quyết định hắn ở công trình đường vòng tròn 3 tất nhiên phải phát sinh quan hệ đối lập với tả viết cho yêu, trước mắt mà nói, thực lực và sức lực của hắn đều có chút không đủ, nếu kéo cả cố giai đồng vào, đại thị trường tả viên chiêu cũng chỉ có dương mắt mà nhìn. Lý trường vũ đã hoàn toàn tỏ rõ ý tứ của mình rồi, cũng không cần phải ở lại nữa, hắn rời khỏi quán trà trước. Phương Văn Nam tiến xong Lý Trường Vũ liền quay lại nhìn Trương Dương đang cười xấu, kêu khổ không thôi, nói tôi nói nè người anh em, tôi không dễ lọt vào bẫy người ta như vậy đâu. Trương Dương cầm chén trà lên, học theo bộ dạng vừa rồi Lý Trường Vũ, chậm rãi hấp một ngụm sau đó từ từ nhắm mắt lại động tác đồng dạng nhưng lọt vào mắt phương văn nam thì lại hoàn toàn khác hẳn lý trường vũ làm ra bộ dạng này là rất tự nhiên và cũng rất bình thường nhưng thằng nhãi này làm ra khiến người ta hận tới ngứa răng hắn không thể đấm vỡ mõm hắn ra cho bõ tức trương dương nói phương tổng tôi cũng không thích vòng vo không nỡ bỏ lồng thì khó mà có được sói anh muốn giành được công trình đường vòng tròn ba thì phải lấy cả cảnh khu tường thành cổ thôi thôi thực sự là không có vị khẩu lớn như vậy phía cố giai đồng đã chuẩn bị cho công trình đường vòng tròn ba rồi anh phải chăng là không muốn gia nhập phương văn nam cười khổ lắc lắc đầu cậu đó tôi thật sự không hiểu khu phong cảnh đó có gì hay anh vẫn không định tỏ thái độ à phương văn nam nói chỉ cần có thể lấy được công trình đường vòng tròn ba tôi sẽ nhận việc tu sửa tường thành cổ trương dương mỉm cười nói chuyện này tôi không quyết định ri được phải xem cố giai đồng đã khi bí thư thị ủy Hồng Vĩ Cơ tuyên bố để Lý Trường Vũ phụ trách công tác chỉ huy kiến thành công trình đường vòng tròn 3, phản ứng đầu của tả viên Chiêu là rất ngạc nhiên, thân là đại thị trường, là người đề xướng công trình đường vòng tròn 3, tới cuối cùng không ngờ lại bị gạt ra ngoài, sự phẫn nộ ở trong lòng tả viên Chiêu thực sự là khó có thể hình dung được. Tuy hắn cũng biết công trình, đường vòng tròn 3 là một khúc xương khó gặp, nhưng càng khó khăn thì có nghĩa là chính tích ngày sau sẽ càng nổi bật, từ trên một loại ý nghĩa nào đó mà nói, công trình đường vòng tròn 3 và xây dựng khu mở rộng và phát triển có địa vị quan trọng như nhau, chính tích như vậy hắn không muốn chắp tay dâng cho người khác. Khi Hồng Vĩ Cơ nói ra quyết định này, trước chuyện đã trưng cầu ý kiến của các thường ủy, từ sau khi hắn thượng nhiệm, rất ít có dạng quyết đoán dứt khoát như vậy. Tất cả mọi người đều nhìn ra bí thư hồng của bọn họ là đang muốn làm cân bằng cán cân quyền lực, danh tiếng của đại thị trưởng tả viên chiêu gần đây quá thịnh, ngay cả hồng vĩ cơ trước giờ luôn ba phải cũng không thể nhịn được hắn phải mượn Lý Trường Vũ để gõ tả viên chiêu một cái, có điều loại thủ đoạn này trong mắt các thường ủy thì cũng là xưa rồi, rất hay nhìn thấy. Cách làm của Hồng Vĩ Cơ khiến cho rất nhiều thường ủy trong lòng thấy khinh thường, chơi thủ đoạn chính trị thì bất kỳ ai cũng không phản đối, nhưng trò mượn lực đánh lực của Hồng Vĩ Cơ cũng quá lộ liễu rồi, hắn rõ ràng là ở trong bóng tối chế tạo mâu thuẫn nội bộ mà. Trong cả quá trình Lý Trường Vũ lộ ra vẻ thản nhiên như không, hắn hiểu mục đích của Hồng Vĩ Cơ hơn bất kỳ ai nhưng chuyện này đối với hắn mà nói thì chính là một cơ hội tốt, bất kể xuất phát điểm của Hồng Vĩ Cơ là như thế nào, ít nhất thì hiện tại hắn và mình là đứng trong cùng một trận doanh. Đấu tranh chính trị chính là lợi dụng tất cả những nhân tốt có thể lợi dụng, Hồng Vĩ Cơ muốn lợi dụng mình, mình tội gì mà không lợi dụng lại hắn, thắng bại được thua, ai có thể nói trước được đây. Lý Trường Vũ hiểu rõ, mâu thuẫn giữa hắn và tả viên chiêu là không thể tránh khỏi, xung đột lợi ích chính trị, quyết định bọn họ tất sẽ phải trở thành đối thủ. Tả Viên Chiêu trong việc xây dựng cảnh khu chùa Nam Lâm đã thắng hắn một trận, hiện tại hắn có cơ hội, hắn phải khiến Tả Viên Chiêu biết được thực lực của mình, hắn phải khiến tất cả mọi người nhìn thấy thủ đoạn của mình. Lý Trường Vũ rất nhanh liền khiến Tả Viên Chiêu nhận thức được năng lực thừa thắng truy kích của hắn. Hắn đề xuất vấn đề tu sửa tường thành cổ, lúc trước vấn đề này hắn đã nhắc tới nhiều lần, nhưng không nhận được sự coi trọng của Tả Viên Chiêu, nhưng hôm nay Lý Trường Vũ không những chỉ nhắc tới tường thành cổ, hơn nữa còn ném ra một hạng mục du lịch khác nữa đó chính là xây dựng khu vực phong cảnh ở tường thành cổ trước đây cảnh khu tường thành cổ và chùa nam lâm là được đề xuất cùng nhau đều nằm trong phạm trù cảnh khu chùa nam lâm nhưng sau khi tường thành cổ bị sập an đức hằng chủ động chia việc khai phá chùa nam lâm và tường thành cổ ra làm hai hắn không hề coi trọng tiền cảnh của tường thành cổ hơn nữa hắn là người coi trọng lợi ích ở trước mắt đối với dạng đầu tư không có ý nghĩa hắn vẫn muốn tạm thời để đó lúc trước sở dĩ không chút do dự đầu tư khai phá chùa Nam Lâm là bởi vì hắn nhìn chúng ảnh hưởng sau này của xá lợi Phật tổ, cùng với lợi ích vô cùng vô tận mà ngày sau có thể mang tới, còn có một điểm quan trọng hơn là hắn có thể lợi dụng lần đầu tư này mà từ chính phủ Giang Thành đổi lấy điều kiện tiện lợi và ưu đãi trong hàng loạt chính sách khác, hiện tại hắn rõ ràng là đã đạt được mục tiêu rồi. Sự khác biệt lớn nhất giữa quan viên và thương nhân chính là người trước thì suy nghĩ vấn đề từ lợi ích chính trị, còn người sau thì nghĩ tới lợi ích kinh tế. Vào lúc An Đức Hằng chủ động gạt cảnh khu tường thành cổ ra, tả viên chiêu chỉ là cho rằng đây là kết quả sau khi hắn cân nhắc lợi hại, nhưng không ngờ chuyện này lại bị Lý Trường Vũ nắm lấy, hơn nữa còn làm lớn vấn đề tường thành cổ này lên. Hiện tại hắn đã dẫn tới đủ sự trọng thị và cảnh giác rồi. Lý Trường Vũ không hề bởi vì sự thất bại ở việc cảnh khu chùa Nam Lâm và bỏ cuộc, lại một lần nữa đề xuất tu sửa tường thành cổ, thực hiện cảnh khu tường thành cổ, căn bản chính là có ý đánh lôi đài với cảnh khu chùa Nam Lâm, Lý Trường Vũ muốn dùng việc này làm chỗ đột phá, giành lại quyền phát ngôn trong vấn đề phát triển kinh tế xanh ở Giang Thành. Càng khiến tả viên chiêu tức giận hơn là quyền chỉ huy kiến thiết đường vòng tròn ba lại rơi vào trong tay Lý Trường Vũ, điều này đối với hắn mà nói thì không phải là chuyện tốt đẹp gì. Tâm tình của tả viên chiêu lúc này cực kỳ phức tạp, nhưng biểu tình trên mặt hắn lại vẫn phẳng lặng như giếng cổ, làm quan tới loại cảnh giới như hắn, phải nắm rõ cách vui giận không lộ ra ngoài mặt. Hắn càng tức giận thì đối thủ càng đắc ý, Tả Viên Chiêu sẽ không để cho đối phương nắm được cơ hội này, ánh mắt của hắn nhìn về phía Lý Trường Vũ với vẻ ấm áp và thân mật, giống như là nhìn một người bạn đã quen biết nhiều năm vậy. Ngữ khí bình hòa nói, "Đồng chí Trường Vũ, chúng ta làm việc không chỉ cần sự nhiệt tình mà cũng phải nghĩ tới tình hình tài chính thực tế của Giang Thành nữa." Lý Trường Vũ mỉm cười, nói, "Muốn phát triển được nhanh, muốn gia tăng cải cách thì phải mở rộng lối suy nghĩ, mô thức của chùa Nam Lâm rất tốt." thị trường tả đã cho chúng tôi một mô hình rất tốt để noi theo, chúng tôi nhất định sẽ áp dụng thật tốt. Câu nói này rất xảo diệu, cũng đánh chúng chỗ yếu hại, ngoài mặt thì khẳng định sự cống hiến của tả viên chiêu trong công tác chiêu thương dẫn tư để khai phá chùa Nam Lâm, trên thực tế thì lại nói với tất cả mọi người rằng, tả viên chiêu ngươi có thể làm được, ta nhất định cũng có thể làm được, mà ta thậm chí còn có thể làm tốt hơn. Bí thư thị ủy Hồng Vĩ cơ cười ha ha, nói, làm công tác cách mạng cũng cần phải có sự nhiệt tình, không có lòng nhiệt tình thì bất kỳ chuyện gì cũng khó mà làm tốt được. Tôi hy vọng tầng lãnh đạo thành phố Giang Thành chúng ta có thể đoàn kết chặt chẽ lại với nhau, giữ vững con đường xã hội chủ nghĩa, giữ vững chuyên chính nhân dân dân chủ, giữ vững lãnh đạo đảng Cộng sản, giữ vững chủ nghĩa Mark Lenin, tư tưởng Mao Trạch Đông. Cố dài đồng đọc kỹ càng bức vẽ quy hoạch cảnh khu tường thánh cổ mà Trương Dương đưa cho cô ta. Từ tường thành cổ tới sông Hộ Thành rồi tới đường cổ, bản đồ quy hoạch làm rất tường tận, Phương hướng đối với sự phát triển tương lai của cảnh khu cũng rất rõ ràng. Cố Gia Đồng thậm chí còn nhìn kỹ lại Trương Dương đang cợt nhả ở trước mặt, cô ta thực sự khó mà tin được, kế hoạch xuất sắc như vậy là do Trương Dương làm ra. Trương Dương cười nói, đây không phải là công lao của một mình anh đâu, anh chỉ tham gia một số ý kiến thôi, chủ yếu vẫn là công lao của giáo sư Tần. Câu này của Trương Dương cũng hơi khiêm tốn một chút, kỳ thực rất nhiều ý tưởng trong bản đồ quy hoạch này đều là tới từ hắn dẫu sao thì hắn cũng từng sống ở triều đại tuy. Đối với phong thổ nhân tinh của thời đó cực kỳ quen thuộc, dùng kiểu nói hiện tại thì chính là có kinh lịch sinh hoạt, chỉ có như vậy mới có thể làm ra kế hoạch ưu tú như vậy. Cố gia đồng đột nhiên bật cười, cô ta từ trong hộp thuốc lá ở trên bàn rút ra một điếu thuốc, vừa cắm vào miệng thì nhìn thấy ánh mắt của Trương Dương, lại rụt rè bỏ thuốc xuống, Lý Nhí nói quen rồi, có điều em đã rất ít hút thuốc rồi. Trương Dương cười nói, không phải là cấm em hút thuốc, chỉ là quan tâm tới thân thể của em thôi cố giai đồng cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc cô ta ôn nhu nói yên tâm em sẽ bỏ mà cô ta nắm lấy tay trương dương ngọt ngào cười nói anh và phó thị trưởng lý phải chăng là trước chuyện đã thương lượng kỹ rồi bố trí một cái bẫy để phương văn nam chui vào sau đó thì lại muốn kéo cả em vào trương dương cười nói bọn anh không phức tạp cũng không âm hiểm như vậy đâu phương văn nam là tự mình chui vào công trình đường vòng tròn ba hắn không muốn nhận thì tự khắc sẽ có người khác vào nhận. Khu tường thành cổ thì hắn không coi trọng, bọn anh quả thật có có thành phần làm khó hắn ở trong đó. Cố giai đồng nói, mua một tặng một, chiều này của các anh đúng là cao minh thật. Biết rằng Lý Trường Vũ muốn mình gia nhập vào chuyện này, cố giai đồng lập tức hiểu được, Lý Trường Vũ là muốn lợi dụng sức ảnh hưởng của cha cô ta, đấu tranh chính trị của Giang Thành quả thật là vô cùng phức tạp. Giữa Lý Trường Vũ và tả viên chiêu rõ ràng không phải là ăn nhịp như vậy, bỏ qua nhân tố chính trị không nhắc tới, cố giai đồng suy nghĩ tử tế lại tất cả, bao gồm cả phương án quy hoạch tổng thể tường thành cổ, tiền cảnh của Giang Thành vẫn khiến người ta coi trọng. Sau khi chủ động buông bỏ khu đất của cửa hàng bách hóa dệt, tâm tình của cố giai đồng một mực không được tốt, nếu cô ta kiên trì, khu đất đó hưu chết về tay ai còn khó nói, bởi vì nguyên do của đứa em, cho nên cô ta mới chọn lựa quyết đoán, cô ta không muốn để người ngoài thấy mà chê cười. Trương Dương nói, nước phù sa không chảy ra ruộng của người ngoài, anh trước giờ đều thích chiếu cố người của mình. Cố Giai Đồng nói khẽ, đường vòng tròn ba, cảnh khu tường thành cổ, tiền vốn cần thiết không phải là một con số nhỏ, em phải về Đông Giang để chủ tính kỹ việc này quá. Trương Dương mỉm cười nói, vậy có nghĩa là em đã đồng ý gia nhập rồi. Cố Giai Đồng nhìn hắn với ánh mắt phong tình vạn chúng, anh chuyện gì cũng đều nghĩ tới rồi, em còn có thể lựa chọn được nữa ư? An Đức Hằng rất nhanh liền lĩnh giáo được sự lợi hại của Trương Dương, lăng mộ mà hắn xây dựng cho ông hắn đột nhiên phải đình công. Đốc công phụ trách xây mộ đã nhận được một tờ giấy phạt của cục du lịch phát cho hắn, phá hỏng cây cối và hoàn cảnh của núi Thanh Vân, phá hỏng kết cấu của sơn thể, số tiền phạt cũng rất kinh người năm vạn, giấy phạt là cục du lịch của Giang Thành và cục bảo vệ môi trường cũng phát xuống, tên đốc công mặt mày đau khổ nhìn tờ giấy phạt này, không phải là oan gia gặp mặt ư, tên đốc công là Lâm Thành Vũ, người viết giấy phạt là Trương Dương, trên giấy phạt còn đóng dấu đỏ của Cục Du lịch và Cục Bảo vệ Môi trường của Giang Thành. Trương Đại Quan Nhân còn vẽ rắn thêm chân ở bên trên tờ giấy phạt rồng bay phượng múa ký đại danh của mình. Lâm Thành Vũ vốn cho rằng Trương Dương tới Giang Thành, như vậy núi cao hoàng đế xa, tên Diêm Vương này sẽ không tìm mình gây phiền phức nữa, và lại người ta hiện tại làm trưởng phòng rồi, cũng chẳng thèm đi gây khó dễ cho một thằng đốc công quèn như mình làm gì, nhưng không ngờ lại vẫn lọt vào tay hắn. Lâm Thành Vũ cầm giấy phạt mà tim như nhỏ máu, chủ thuê An Đức Hằng hiện tại đang ở Hương Cảng. Chuyện này nên tìm ai giải quyết đây? Trương Đại Quan Nhân căn bản không cho Lâm Thành Vũ có nhiều thời gian để xoay sở. Không lâu sau khi Lâm Thành Vũ nhận giấy phạt, ba anh em của sử gia dẫn hơn 20 thanh niên của thôn Tiểu Hà đi tới hiện trường phần mộ. Sau khi đám người này đến không nói câu nào, vung gậy gộc, gặp người là đánh, đập cho công nhân của Lâm Thành Vũ một trận, sau đó lại đập vỡ hết người đá ngựa đá, Nguyên nhân rất đơn giản, bác tư của thím ba của cậu hai của ba anh em Sử gia năm đó chôn ở đây, bọn họ vì xây mộ phần của An đại hồ tử đã san bằng mộ của người ta rồi. Sử Tam hung hăng đá một cước vào bụng Lâm Thành Vũ, nói: "Mẹ kiếp, mày xem thế nào mà làm đi, mày xây mộ cho thổ phỉ, san bằng mộ của tổ tông nhà tao, hiện tại xương cốt cũng chẳng còn, mày định đền bao nhiêu đây?" Lâm Thành Vũ thiếu nước tức đến thổ huyết, ba huynh đệ của Sử gia không chỉ một lần uy hiếp hắn bởi vì lúc đó hắn thuê ba người bọn họ định mưu hại Trương Dương, từ sau lần đó ba người quấn lấy hắn như âm hồn bất tan, mỗi ngày đều tìm hắn vòi tiền, hắn tu sửa mộ phần cho An Đại Hồ Tử thì có liên quan chó gì đến họ chứ. Lúc này bọn lại tới dọa dẫm, Lâm Thành Vũ cũng thực sự là hết cách rồi, hắn gầm lên, tao con mẹ nó không có tiền, tiền công mà An ra hứa trả cho tao tới giờ vẫn chưa đưa, chúng mày tìm tao làm gì. Có gan thì đi mà tìm An gia ấy. Ba anh em xử ra bỏ lại một câu rất hung hãn, con mẹ nó, mày nói cho An ra biết, tao cho hắn 7 ngày, trong vòng 7 ngày mà không sửa lại mộ phần của nhà tao thì tao sẽ đào tung mộ phần của lão thổ phỉ An Đại Hồ Tử này lên đấy. An Đức Hằng đang ở Hương Cảng, sau khi nghe nói chuyện này thì lộ ra vẻ cực kỳ căm tức, chuyện này phát sinh ở Xuân Dương, người đầu tiên mà hắn nghĩ đến là bí thư huyện ủy Xuân Dương Tần Thanh, An ra đầu tư vào núi Thanh Đài là tạo phúc cho lão bách tính của Xuân Dương. Hiện tại mộ của ông hắn bị người ta hủy, công nhân xây mộ thì bị người ta đánh, chuyện này chính phủ Xuân Dương nên có một câu trả lời chứ. Khi Tần Thanh nhận được điện thoại của An Đức Hằng, đang đứng trước Thanh Vân Trúc Hải, nhìn Trúc Hải bởi vì xây mộ mà bị phá hoại trắng trợn, trong mắt cô ta lộ ra vẻ đau xót và phẫn nộ. Tần Truyền Lương và Trần Sùng Sơn đứng ở bên cạnh càng phẫn nộ hơn. Trương Dương nhìn mảng Trúc Hải sau khi bị phá hoại, lớn tiếng nói, đây mà là khai phá à? quả thực chính là phạm tội mà. Không thể để bởi vì bọn họ đầu tư vào núi Thanh Đài mà có thể muốn làm gì thì làm được. Núi Thanh Đài là của quốc gia, không phải là của An gia bọn họ. Trần Sùng Sơn cũng rất phẫn nộ, ông ta có cảm tình rất sâu đậm đối với núi Thanh Đài, nhìn thấy hoàn cảnh sinh tồn của mình gặp phải sự trà đạp như vậy, ông ta sao có thể không cảm thấy khó chịu. Ông ta chưa từng phản đối việc khai phá núi Thanh Sơn, nhưng nếu như loại tình hình này cứ tiếp tục, khai phá núi Thanh Đài chỉ có thể biến thành một cuộc phá hoại trên quy mô lớn, không những không thể biến nó thành đẹp đẽ hơn, ngược lại còn mất đi phong cảnh trong quá khứ. Cú điện thoại này của An Đức Hằng gọi rất không đúng lúc, hắn tràn ngập vẻ phẫn hận, nói, Bí Thư Tần, ước nguyện ban đầu mà An ra chúng tôi đầu tư ở Xuân Dương chính là muốn giúp đỡ quê nhà, tạo phúc cho bách tính, nhưng hiện tại không ngờ lại gặp phải sự đái ngộ không công bình như vậy, tôi yêu cầu nghiêm chừng người gây chuyện, cho chúng tôi một câu trả lời hợp lý. Câu trả lời của Tần Thanh rất đơn giản và cũng rất rõ ràng, "An tiên sinh, Trung Hoa là một xã hội pháp trị, lầm bất cứ việc gì cũng phải theo đúng pháp luật, chuyện này tôi sẽ xử lý công chính, còn nữa, anh trong việc khai phá núi Thanh Đài có tồn tại rất nhiều hiện tượng trái phép, tôi hy vọng anh mau tới Xuân Dương và có một lời giải thích với tôi." Nói xong Tần Thanh dập máy luôn. An Đức Hằng ngây người, tuy là qua điện thoại, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được ngữ khí cứng rắn của Tần Thanh nghe ra rằng bí thư mỹ nhân này hiện tại rất không vui. An Đức Hằng một mực tự cho rằng mình là ân nhân của Xuân Dương, phía Xuân Dương trước giờ đều đối đãi khách khí với hắn, thái độ hiện tại của Tần Thành đã có chuyển biến rất lớn, An Đức Hằng ngây ra đó một lúc mới bực bội ném điện thoại sang một bên. Hắn thấy An Ngữ Thần đẩy cha mình tới, trên mặt lập tức đổi sang thành tươi cười, cha, cha tới rồi à. An Chí Viễn run rẩy nói, Xuân Dương, xảy, xảy ra chuyện gì? Không có gì cả, An Chí Viễn lắc lắc đầu, tiểu yêu, đi, đi chuẩn bị vé máy bay, ta muốn trở về. An Ngữ Thần khuyên, ông à, chú Năm nói không có gì rồi mà, ông gần đây sức khỏe không tốt, bác sĩ không cho ông ra ngoài đâu. An Chí Viễn nắm tay cháu gái, nói cháu đi. Đi đi. Vương chuẩn dẫn đoàn làm phim của hắn tới Giang Thành theo lời mời. Trương Dương Thân là đại biểu của cục du lịch, rất nhiệt tình tiếp đãi đoàn người của Vương Chuẩn, hắn tự mình dẫn Vương Chuẩn tới khảo sát tường thành cổ. Trong ấn tượng của Vương Chuẩn, Trương Dương chưa bao giờ lễ ngộ với hắn như vậy, cho nên có chút được yêu quá mà sợ. Vương Chuẩn tuy tới Giang Thành nhiều lần, nhưng chưa từng tham quan tường thành cổ và đường cổ. Sau khi xem xong, hắn cảm thán vô cùng, thật sự không ngờ Giang Thành lại có một địa phương như vậy. Lập tức vỗ bàn định án, cảnh phim quyết đấu trên tường thành sẽ được quay ở đây. Trương Dương mời Vương Chuẩn tới không chỉ là muốn để tường thành cổ trở thành nơi quay ngoại cảnh của bộ phim, hắn còn muốn thông qua bộ phim Võ Hiệp của Vương Chuẩn mà tuyên truyền tường thành cổ và đường cổ ra bên ngoài. Hắn cũng nhân cơ hội đề xuất một yêu cầu nho nhỏ, để Vương Chuẩn giúp an bài một vai diễn cho Hà Hâm Nhan trong bộ phim. Sau cuộc thi đấu khu vực Đông Giang, Trương Dương Thủy Trung vẫn thấy có chút áy náy đối với Hà Hâm Nhan, hắn luôn cho rằng là mình làm ảnh hưởng tới Hà Hâm Nhan, nếu không cô ta khẳng định sẽ giành chức quán quân trong cuộc thi. Tiến cử cô ta làm diễn viên điện ảnh cũng tính là một chút bồi thường nho nhỏ đối với cô ta. Vương chuẩn đáp ứng rất thống khoái, bảo Trương Dương an bài Hà Hâm Nhan tới diễn thử trước, lần này trong đoạn phim đấu ở trên tường thành có nhân vật nữ sát thủ, tới hiện giờ vẫn chưa tìm được nhân tuyển thích hợp, hắn có thể an bài cho Hà Hâm Nhan diễn vai này. Trương Dương nghe vậy liền rất vui, Hà Hâm Nhan diễn nữ sát thủ thì thật sự là hợp lý, lập tức gọi điện cho Hà Hâm Nhan. Hà Hâm Nhan nghe nói Trương Dương an bài chuyện diễn thử cho cô ta, vốn là cũng không có nhiều hứng thú, nhưng nghĩ đến tới Giang Thành có thể gặp được Trương Dương, cho nên vẫn đáp ứng rất nhanh gọn, bất kể là có thành công hay không, coi như là một lần đi du lịch cũng được mà. Vương Chuẩn cũng không ngờ diễn viên mà Trương Dương tiến cử với mình lại là cô gái xinh đẹp mà lần trước đã gặp ở Giang Thành Hải Bá Vương, lần trước bởi vì hắn mời Hà Hâm Nhan đóng phim, còn bị Trương Dương chế nhạo cho một trận, không ngờ lần này hắn lại còn chủ động tiến cử. Hà Hâm Nhan nhìn thấy Vương Chuẩn thì cũng ngây người, đây chẳng lẽ là tên đạo diễn phim cấp 3 mà lần trước đã gặp hay sao? cô ta chừng mắt lườm trương dương một cái nói em không đóng loại phim đó đâu trương dương anh muốn nghe chửi à trương dương cười ha ha vương chuẩn cũng xấu hổ giải thích hà tiểu thư cô hiểu lầm rồi chúng tôi là quay phim võ hiệp nghiêm túc trưởng phòng trương trước đây là nói đùa với cô thôi hà hâm nhan bán tín bán nghi nhìn vương chuẩn vương chuẩn bảo phó đạo diễn đưa kịch bản ra cho hà hâm nhan xem hà hâm nhan ngồi ở đó đọc xác định bộ phim này không phải là phim cấp 3 thì mới yên tâm. Vương chuẩn nói cho cô ta về nhân vật mà hắn muốn cô ta đóng, mỉm cười nói, với điều kiện của Hà Tiểu Thư thì chắc chẳng cần phải thử nữa, ngày mai chúng tôi sẽ chính thức mở máy, cô tới đúng giờ là được. Lời thoại của cô cũng không nhiều, nghe nói cô trước đây có từng học vũ đạo, chúng tôi ở hiện trường sẽ có vũ sư chuyên nghiệp tiến hành chỉ đạo cho cô, động tác có độ khó cao sẽ có người đóng thế hoàn thành. Hà Nhâm nhan nhắc tới một vấn đề then chốt, tiền cắt xe tính thế nào đây? Vương chuẩn cười nói, cảnh diễn của cô không nhiều, thế này đi, giá hữu nghị, 3.000 đô la Hồng Kông. 3.000 đô la Hồng Kông đối với Hà Hâm Nhan mà nói thì cũng không ít rồi, huống chi căn cứ theo kịch bản cho thấy, nhân vật mà cô ta phải diễn chỉ cần qua trong một ngày là xong hết cảnh. Khi đang chuẩn bị đồng ý thì Trương Dương thở dài, nói, người hương cảng các anh sao mà nhỏ nhen thế, một giá thôi, 5 ngàn, Vương chuẩn cười ha ha, đối với hắn mà nói thì ba ngàn hay là năm ngàn thì cũng chẳng có khác biệt gì lớn, dẫu sao thì lần này quay ngoại cảnh ở tường thành cổ cũng cần phải có sự giúp đỡ của cục du lịch của người ta, nhớ tới sân bãi mà Trương Dương cung cấp miễn phí, Vương chuẩn không chút do dự đáp ứng ngay, coi như là trả người ta phí sân bãi đi vậy. Trương Dương thấy hắn đáp ứng thống khoái như vậy, ngược lại thành ra có chút hối hận, hắn cười nói, nếu như trong thời gian dự tính mà không quay xong thì vẫn phải trả thêm tiền đấy. Vương chuẩn cười nói, không ngờ trưởng phòng trương còn kiêm luôn cả người đại diện. Được, kéo dài thêm một ngày thì tôi trả thêm hà tiểu thư 5.000 đô la Hồng Kông. Vương chuẩn không ngờ rằng sau khi chính thức bắt đầu bấm máy thì lại gặp chuyện không thuận lợi, nguồn gốc không phải là ở Hà Hâm Nhan, hóa trang của Hà Hâm Nhan không có vấn đề, khả năng diễn cũng không có vấn đề, căn cơ vũ đạo của cô ta cũng tốt, luyện công phu cũng rất ra dáng ngay cả vũ sư cũng khen thiên phú của cô ta chỗ xảy ra vấn đề là vị ảnh hậu hương càng tịch nhược lâm, khi quay cô ta đánh nhau với nữ sát thủ, cô ta cảm thấy tất cả phong đầu hình như đều bị hà hâm nhan cướp hết, người ta bất kể là mặt mũi hay là thân hình, hay là động tác đánh nhau toàn bộ đều hơn hẳn mình. Lòng đố kỵ của đàn bà là rất mạnh, hơn nữa một khi đã phát ra thì sẽ khó mà thu lại được. chương 147, công nhân chúng ta có sức mạnh. Khi một cảnh hoàn thành, đạo diễn hết rừng, sau đó vương chuẩn lớn tiếng giơ ngón tay cái về phía hà hâm nhan nói giỏi lắm trương dương đứng xem ở bên cạnh cũng giơ ngón cái của cả hai tay lên vị ảnh đế lưu đức chính nam vai chính thứ hai âu bồi quốc cũng vỗ tay khen ngợi hà hâm nhan tịch nhược lâm trong lòng biến thành càng thất vọng hơn rõ ràng mình mới là vai chính sao tất cả mọi người đều chỉ nhìn vào nhân vật diễn viên mặc áo vằn đó ý chỉ vai phụ nhỏ nhìn khuôn mặt tươi trẻ động lòng người của hà hâm nhan lửa đố kỵ trong lòng cô ta không khỏi bốc lên rừng rực có điều cô ta dẫu sao cũng là diễn viên chuyên nghiệp trong lòng dù có tức giận thế nào đi chăng nữa thì ngoài mặt cũng không để lộ ra quá nhiều dấu vết trương dương cũng hiếu kỳ nhìn tịch nhược lâm vị ảnh hậu của hương cảng này hắn trước đây cũng nhìn thấy trong tv rồi có điều nhìn thấy người thật thì cảm thấy kém hơn trong tv nhiều đặc biệt là lúc cô ta diễn cùng với hà hâm nhan khuôn mặt xinh đẹp và tươi trẻ của hà hâm nhan hơn cô ta một cách hoàn toàn hà hâm nhan bước tới bên cạnh trương dương trương dương đưa cho cô ta một chai nước mỉm cười nói mệt không hà hâm nhan lắc đầu uống hai ngụm rồi mới mở miệng nói đánh cảnh đánh nhau rất khoái chẳng mệt chút nào cả chỉ đạo võ thuật bước tới cười nói thân thủ của hà tiều thư thực sự là không tồi hy vọng sau này chúng ta còn có thể hợp tác nhiều hơn những lời này của hắn không phải là khách sáo diễn viên có điều kiện tốt như vậy lại còn có năng lực tuyệt vời như vậy quả thật là hiếm thấy Hà Hâm Nhan mỉm cười gật đầu, nghỉ ngơi một chút rồi lại tiếp tục quay phim. Lần này phải quay cảnh nữ sát thủ bị đánh cho toi mạng, đóng xong màn này, vai diễn của Hà Hâm Nhan cũng hoàn toàn kết thúc, nhẹ nhàng kiếm được 5.000 đô la Hồng Kông, cái này so với thu nhập mà cô ta đi bán rượu bia một năm cũng còn nhiều hơn. Trương đại quan nhân dựa vào tường thành mỉm cười xem, không ngờ hiện tại làm diễn viên là kiếm được tiền dễ như vậy, nghe nói cắt xê của nam nữ chính là trên 100 vạn, nếu chỉ dựa vào công tác hiện tại của mình, e rằng cả đời cũng không kiếm đủ. Sau khi bắt đầu quay, nữ vai chính Tịch Nhược Lâm mặc cổ trang màu trắng cùng nữ sát thủ Hà Hâm Nhan mặc y phục màu đen đánh nhau, án chiếu theo kế hoạch quay phim, sau khi hai người quá chiêu, Tịch Nhược Lâm sẽ một cước đá trúng bụng dưới của Hà Hâm Nhan, sau đó Hà Hâm Nhan ngã xuống, Tịch Nhược Lâm xông lên trước một kiếm đâm chết Hà Hâm Nhan, cảnh quay sẽ kết thúc. Lúc ban đầu thì tiến hành rất thuận lợi, hai cô gái đao tới kiếm đi cũng tính là khá náo nhiệt tịch nhược lâm gạt kiếm một cái đao trong tay hà hâm nhan theo cái gạt đó mà bay ra sau đó tịch nhược lâm đá một cước vào bụng dưới của hà hâm nhan hà hâm nhan vốn cũng đã chuẩn bị kỹ rồi biết rằng tịch nhược lâm cũng không phải là đá thật một cước này sau khi hơi chạm vào cô ta cô ta sẽ thuận thế ngã xuống đất là được nhưng ngàn vạn lần không ngờ rằng một cước này của tịch nhược lâm dùng toàn lực mà đá hà hâm nhan hoàn toàn không có chút phòng bị bị đá cho cả người ngã ngửa ra sau, chán đập mạnh lên tường thành cổ. Điều này nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Trương Dương là người ngoài ngành, không thể nào phản ứng ngay được, cho rằng vẫn là đang đóng phim, nhưng nhân viên công tác hiện trường thì đều nhìn ra, chuyện hôm nay có chút không đúng, tịch nhược lâm rõ ràng là lấy việc công báo thủ riêng, chuyện như thế này trước đây cũng đã thấy ở hiện trường đóng phim nhiều rồi. Tịch nhược lâm giơ kiếm trong tay lên làm động tác muốn chém xuống thì vương chuẩn lớn tiếng hét rừng thân hình của Hà Hâm Nhan mềm hoạt ngã xuống, một dòng máu đỏ từ chán ứa ra, Trương Dương lúc này mới phát giác ra có chút không đúng, vội vàng lao lên, ôm lấy Hà Hâm Nhan, phát hiện khi cô ta bị đá ngã, chán không cẩn thận bị đập lên tường thành, không những bị vỡ đầu mà hơn nữa còn ngất đi. Trương Dương ôm Hà Hâm Nhan bước xuống dưới tường thành, tịch nhược lâm còn giả vờ vô tội, nói tôi chỉ chạm nhẹ vào cô ta một cái thôi, ai ngờ cô ta. Hừ, nói chung không phải là diễn viên chuyên nghiệp, đạo diễn, tôi sớm đã bảo ông nên dùng diễn viên chuyên nghiệp mà trương dương lạnh lùng chừng mắt lườm ả à, ngậm cái mồm thối của cô lại chuyện này nếu là cô cố ý vậy thì cô chờ đó tịch nhược lâm tức giận nói thật là vô lễ quá thể tôi muốn khiếu nại anh vương chuẩn vội vàng chạy tới khuyên nhủ ả à. người trong nghề đều nhìn ra là tịch nhược lâm không đúng cô ta hiện tại lại còn làm mình làm mẩy như vậy nhưng tịch nhược lâm là đại minh tinh không có ai dám công khai chỉ trích hả ta cả Vương Chuẩn đã từng nếm quả đắng của Trương Dương, biết rằng thằng nhóc này không dễ chọc đâu, cô gái Hà Hâm Nhan này lại có quan hệ hết sức thân mật với hắn, vừa rồi lại bị đau như vậy, Trương Dương không thể cứ vậy mà bỏ qua. Hà Hâm Nhan bị thương không nặng, sau khi Trương Dương bế cô ta xuống tới chân tường thành thì liền tỉnh lại. Cô ta cắn môi nói, em không sao. Bác sĩ của đoàn phim vội vàng tẩy dừa vết thư CMG trên trán cho Hà Hâm Nhan, phát hiện là bị rách ra thôi, chắc không có gì đáng ngại trương dương cũng yên tâm hắn nói với hà hâm nhan đi anh dẫn em về nghỉ ngơi hà hâm nhan lắc đầu nói còn chưa quay xong mà trương dương cười nói được rồi quay cái gì nữa mà quay muốn bị người ta đánh cho thành đầu heo à anh mới là đầu heo ý hà hâm nhan đứng dậy nói không sao em có thể quay nốt đoạn cuối mà biểu hiện của cô ta rất chuyên nghiệp Vương chuẩn cũng bước tới thăm hỏi tình hình của Hà Hâm Nhan, xác nhận Hà Hâm Nhan không có gì mới thở vào một hơi, giải thích với Trương Dương, trong lúc quay phim những chuyện bất ngờ như thế này rất thường xuyên xảy ra, đừng nói là chúng tôi cho dù là thành long đại ca chuyên đóng phim cung phu cũng thường bị thương. Hà Tiểu Thư à, xin lỗi cô, quay về tôi đưa cô tới bệnh viện kiểm tra, lại gửi cô thêm một ngàn đô la hồng công phí bồi dưỡng. Hà Hâm Nhan lắc đầu, nói, không sao đâu, tôi thực sự không sao mà. Đạo diễn, Cảnh vẫn chưa đóng xong, chúng ta quay tiếp đi. Để chứng minh mình không sao, Hà Hâm Nhan còn ở trước mặt Vương Chuẩn làm động tác đá hai cước. Vương Chuẩn cũng bị tính khí quật cường và tinh thần chuyên nghiệp của Hà Hâm Nhan khiến cho cảm động, hắn nhìn về phía Trương Dương, đây là trưng cầu ý kiến của Trương Dương. Trương Dương thấy Hà Hâm Nhan kiên trì như vậy, cũng chỉ đành để mặc cô ta, hắn hiểu tính tình của Hà Hâm Nhan, cô ta không phải là người dễ để mình phải chịu thiệt đâu cảnh cô em này cầm chai bia đánh thằng lưu manh suốt đầu mẻ tránh vẫn sờ sờ trước mắt, chắc cô ta muốn báo thù. Hà hâm nhan kiên chỉ đóng cho xong cảnh này khiến tịch nhược lâm cũng phải bất ngờ, à ta vừa rồi làm chuyện này, ít nhiều cũng có chút lo sợ, lại thêm trương dương ở bên cạnh cứ nhìn à ta như hổ đói rình mồi, ánh mắt đó căn bản không thể nào nuốt trọn được à ta, nhưng sát khí của trương đại quan nhân lại dọa cho tịch nhược lâm thấp thỏm không yên, sau khi bắt đầu quay lại, ngay cả lời thoại cũng quên mất, phải quay lại tới mấy lần lần này thì người không chuyên nghiệp nhất lại chính là ả à ta rồi. Trái lại Hà Hâm Nhan lại biểu hiện ra sự chuyên nghiệp rất khá, cô ta vẫn án chiếu theo kế hoạch đặt trước mà biểu diếu cẩn thận tỉ mỉ, khi quay tới tịch nhược lâm đá cô ta, Hà Hâm Nhan cũng không hề có bất kỳ hành động báo thù nào, đương nhiên lần này tịch nhược lâm cũng không dám ra đòn nặng như lần trước nữa, sau khi Hà Hâm Nhan ngã xuống cô ta xông lên đâm xuống một kiếm. Quay phim hoàn thành thuận lợi, tất cả mọi người đều đồng thời vỗ tay hà hâm nhan chậm rãi từ dưới đất đứng dậy khóe miệng lộ ra một nụ cười mỉm trương dương bước tới cạnh cô ta quan tâm hỏi không sao chứ hà hâm nhan cười nói có thể có chuyện gì chứ đóng phim thôi mà tích nhược lâm đứng ở đó thấy người ta rộng lượng như vậy trong lòng ngược lại có chút khó chịu kỳ thực những hành động ma cũ bắt nạt ma mới giống như của ả à ta cũng rất thường thấy nhưng thủ đoạn của ả à thật sự là quá thô bỉ khiến những người đồng hành ở xung quanh có chút khinh thường Ả à ta nỗ lực lắm mới chủ động đi đến trước mặt Hà Hâm Nhan, nói: "Xin lỗi, vừa rồi tôi nhập tâm quá, cho nên mới không giữ được chừng mực." Hà Hâm Nhan dịu dàng cười nói: "Không sao đâu, chuyện thường có trong lúc quay phim thôi mà." Tịch Nhược Lâm gật gật đầu, cùng nữ trợ lý quay người đi xuống dưới tường thành. Hà Hâm Nhan bỏ qua như vậy, nhưng Trương Dương thì không nuốt trôi được cục tức này, tay phải khẽ động, hòn đá nhỏ kẹp trong tay vô thanh vô tức bay ra công phu nhận huyệt của trương đại quan nhân hiện tại có thể nói là độc bá thiên hạ, viên đá nhỏ chuẩn xác đập trúng chỗ đầu gối của tịch nhược lâm. Tịch nhược lâm phát ra một tiếng hét kinh thiên động địa, sau đó thân hình nghiêng đi, ngồi bệt xuống bậc đá, may mà trợ lý đỡ kịp, cho dù là như vậy, mắt cá chân cũng bị chật, đau đến nỗi hoa dung thất sắc, nghiến chặt răng, nước mắt ứa ra. Trương Dương hờ hững liếc ả à ta một cái, dẫn Hà Hâm Nhan từ bên cạnh đi qua, khóe miệng lộ ra một nụ cười đắc ý hắn vốn cũng chẳng muốn so đo với một ả đàn bà làm cái gì, nhưng thấy hà hâm nhan bị khi phụ, vẫn không nhịn của mà ra tay đòi cho cô ta một cái công đạo. Không ai biết được nguyên nhân chân chính khiến tịch nhược lâm tự dưng bị ngã. Trương đại quân nhân làm việc xấu trước giờ không cần lưu danh. Để cho chắc chắn, Trương Dương vẫn dẫn hà hâm nhan tối bệnh viện nhân dân để chụp ích quang. Sau khi chắc chắn não bộ của cô ta không bị tổn thương thương thì mới yên tâm, theo thời gian ở thời đại này càng lúc càng lâu, Trương Đại quan nhân đối với Tây Y cũng dần dần thay đổi cách nhìn, bởi vì Y học Tây Dương cũng có sở trường riêng, Trung Tây Y kết hợp mà nước ta đề sướng là cực kỳ chính xác. Có điều Trương Dương đối với trình độ chuẩn liệu hiện tại của Trung Y có chút phê bình úp mờ, không ngờ trải qua hơn 1.000 năm phát triển, Trung Y không những không có tiến bộ, ngược lại còn tụt lùi rất nhiều, vào thời tùy hắn hắn độc bá thiên hạ, hiện tại lại càng độc bá thiên hạ hơn. Cao thủ thật là tịch mịch mà, Trương Đại thần Y chắp tay sau lưng, Nhìn những đám mây trắng lượn lờ trên bầu trời xanh ngắt mà cảm thán. Hà Hâm Nhan từ phía sau bước tới, đẩy một cái vào tay hắn, hỏi: "Ê, sao đờ cả người ra đó vậy? Đi, em mời anh ăn cơm." Trương Dương cười nói: "Xin lỗi nhé, anh là địa chủ, đương nhiên phải là anh mời em rồi." Hà Hâm Nhan cũng không khách khí với hắn, gật đầu nói: "Được, vậy thì để anh khao một bữa." Hai người còn chưa đi ra khỏi bệnh viện thì điện thoại của Trương Dương reo chuông là cục trưởng cục du lịch cổ kính ngôn gọi. Thì ra là công trường chùa Nam Lâm xảy ra chuyện, công nhân của nhà máy dệt nghe nói nhà xưởng của bọn họ bị bán cho An Đức Hằng, hơn một ngàn người đang tụ tập kháng nghị ở công trường chùa Nam Lâm. Trương Dương không khỏi bật cười, trong mắt hắn công trường chùa Nam Lâm hiện tại đã trở thành địa bản của An Đức Hằng rồi, chuyện càng ồn ào thì hắn càng vui mừng ngồi xem náo nhiệt. Trương Dương mỉm cười nói, cục trưởng cổ à, ngài hình như không nên gọi điện cho tôi thì phải, Công nhân nhà máy dệt biểu tình thì có cục công an, có đồn cảnh sát, chuyện mà ẩm ý hơn nữa thì cảnh sát vũ trang, tìm cục du lịch chúng ta làm gì? Trương Dương, cậu không phải là thành viên của bộ chỉ huy chủ hoạch kiến lập cảnh khu ư. Thị Lý bảo chúng ta đi xem thế nào, giúp đỡ khuyên giải thuần phục một chút, trong nhà tôi có chuyện, nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có cậu là thích hợp nhất, cậu đi xem đi. Cổ Kính Ngôn ôn tồn khuyên Trương Đu ân. Trương Dương đã hiểu kha khá về tính tình của cổ Kính Ngôn biết rằng ông ta là loại người làm chuyện gì cũng chấn tránh, không cầu có công, nhưng cầu không tội, gặp phải chuyện phiền phức khẳng định sẽ áp dụng chiến lược né tránh, trong nhà ông ta có chuyện mới lạ đó. Có điều Trương Dương cũng không nén được sự hiếu kỳ ở trong lòng, cho dù cổ kính ngôn không bảo hắn đi thì hắn cũng tự lén lút tới xem náo nhiệt. Đợi khi tới nơi mới biết rằng cổ kinh ngôn không hề khoa trương, hơn một ngàn người của nhà máy dệt đều tới công trường chùa Nam Lâm, vây kín cả công trường những công nhân này cũng không có bất kỳ một hành động quá khích nào, chỉ yêu cầu khu lý cho một câu trả lời rõ ràng, yêu cầu đại biểu phía hương cảng bước ra đàm phán với họ. Trương Dương bảo Hà Hâm Nhan ở lại trong xe, đẩy cửa xe bước xuống, trường khu vực khu văn uyên tiền trường kiện và cục trường cục ông An khu vực đều đã tới đây, đang ở trong phòng làm việc lâm thời của ban chỉ huy công trình chùa Nam Lâm thương lượng xem nên giải quyết tình huống trước mắt như thế nào. Cục trường cục di vật văn hóa khưu thường tại cũng tới, thân là chỉ huy hiện trường của cảnh khu chùa Nam Lâm, sắc mặt của hắn rất khó coi. nhỏ giọng oán trách tiền trường kiện, khu trường tiền à, cảnh khu chùa Nam Lâm là công trình trọng điểm của thị lý, hiện tại lại biến thành như thế này, ảnh hưởng sẽ rất sâu đấy. tiền trường kiện nhíu mày, tính tình của hắn trước giờ luôn rất nghiêm túc thật thà, hoàn toàn khác hẳn với tính tình khôn khéo cởi mở của bí thư khu ủy phạm Bá Hỉ. hắn thấp giọng nói các công nhân chỉ đến đề xuất ý kiến, ông chẳng lẽ muốn tôi bắt tất cả bọn họ lại à? lúc này bí thư đảng ủy kiêm quản đốc của nhà máy dệt là Trương Trung Tường mồ hôi nhễ nhại chạy tới, bước đến trước mặt tiền trường kiệt liền xin lỗi liên tục, xin lỗi khu trưởng tiền, đều là tôi không làm tốt công tác cho nên mới phát sinh ra loại chuyện này. Khư thường tại bực bội nói, hiện tại có nói gì cũng vô dụng, mau bảo công nhân của nhà máy các anh giải tán đi, khôi phục lại xây dựng như bình thường, nếu ảnh hưởng tới tiến độ thi công, anh có thể gánh được trách nhiệm này không hả? Chuyện này mà truyền tới phía thương nhân hương cảng, sẽ tạo thành ảnh hưởng ác liệt như thế nào hả trương trung tường cũng chẳng ngại gì vị cục trưởng cục di vật văn hóa này hắn thở dài nói bọn họ nếu nghe lời tôi thì căn bản đã chẳng tới đây gây chuyện làm gì nhà máy dệt phải di rời mệnh vận của công nhân chúng tôi sẽ phải đối điện với sự chuyển biến lớn bọn họ sinh ra tình tự bất mãn như thế này cũng là chuyện có thể hiểu được tiền trường kiện ngắt lời trương trung tường chuyện gì cũng có thể bàn bạc đừng dụng thủ đoạn quá khích như vậy anh đi nói với bọn họ Chọn đại biểu của công nhân ra đây, tôi bằng lòng đàm phán với bọn họ ngay tại đây." Trương Dương lúc này cũng bước vào, Tiền Trường Kiện nhận ra Trương Dương, hắn nhíu mày theo thói quen, hỏi: "Tiểu Trương, không phải là bảo cục trưởng cổ của các cậu tới ư?" Trương Dương cười nói: "Ông ấy có việc, không thoát ra được cho nên bảo tôi tới xem tình hình." Câu này khiến Tiền Trường Kiện nghe thấy mà có chút không vui, thầm nghĩ cậu chẳng qua là cán bộ cấp khoa, cậu tới xem tình hình gì? Cậu thì có được tác dụng gì? Trương Dương thuần túy chỉ ôm mục đích xem náo nhiệt mà tới, thấy hơn một ngàn công nhân viên của nhà máy dệt thần tình phẫn nộ, ai ai cũng tùy thời đều có thể bạo phát, trong lòng cảm thấy rất sảng khoái, an đức hằng à an đức hằng, tao cho thằng chó mày đắc ý mấy ngày, hiện tại thì hay rồi, công nhân của nhà máy dệt không vui, chuyện này mày có công đầu. Hắn nói một câu như kiểu chỉ sợ thiên hạ không loạn, những công nhân này cũng thật là đáng thương, chỉ dựa vào làm công ở nhà máy dệt mà nuôi cả nhà, chính phủ nói hủy là hủy, có thể nào thì cũng phải nói một câu mà người ta có thể chấp nhận được chứ. Tiền trường kiện trừng mắt lườm hắn một cái, thằng nhóc này chỉ giỏi nói bậy, nó rốt cuộc đứng ở xuất phát điểm bên ai vậy. Quên rằng mình là cán bộ quốc gia rồi à, đang chuẩn bị nói trương dương hai câu thì tiếng huyên náo trong đám người càng lúc càng lớn. Tiền trường kiện dõi mắt nhìn thì thấy sự khuyên bảo của trương trung tường hình như không tạo được bất kỳ tác dụng gì, ngược lại còn khiến tình tự của công nhân càng lúc càng kích động hơn. Cục trưởng cục công an khu vực Phan Uyên Tiết Thành Cương ý thức được tình huống hiện trường có chút bất diệu, nói giọng nhắc nhở Tiền Trường Kiện: "Khu trưởng Tiền à, chúng ta hay là về trước đã rồi hãng nói có công nhân đã hét lớn, chúng tôi phải gặp thị trường, chúng tôi phải gặp đại biểu của phía Hương Cảng, chúng tôi không muốn nhà máy bị đóng cửa." Tiền Trường Kiện có chút lo lắng rồi, từ trong tay Tiết Thành Cương giật lấy loa phóng thanh, lớn tiếng nói: "Các đồng chí đừng kích động, có gì thì từ từ nói. Tôi là Tiền Trường Kiện." khu trưởng khu văn uyên, các đồng chí trước tiên bình tĩnh một chút, chọn đại biểu cho công nhân ra ngồi xuống bàn bạc với chúng tôi, mọi người thấy thế nào? Một giọng nói kích động vang lên, ông nói thì tính là gì, đây là quyết định của thị lý, ông bảo bí thư thị ủy, thị trưởng tới nói chuyện với chúng tôi. Đừng tin lời hắn, bọn chúng chính là cùng một ruột cả đấy, muốn dỡ nhà máy của chúng ta để xây chùa cho hòa thượng. Đúng, đúng, trong nhất thời quần chúng phẫn nộ, khi viên gạch đầu tiên từ trong đám người hỗn loạn bay ra, trong không trung vẽ ra một đường parabol bắn về phía cửa kính của bộ chỉ huy và phát ra một tiếng choang, sự phẫn nộ của các công nhân nhà máy dệt toàn bộ đều bùng cháy. Bọn họ đem lửa giận phát tiết lên phòng làm việc lâm thời của bộ chỉ huy, phát tiết lên xe hơi và máy móc xây dựng ở hiện trường. Tường vây vừa được đụng không lâu bị bọn họ kéo đổ, đá, gạch, than các loại giống như mưa không ngừng bay về phía xe hơi. Máy trộn bê tông và cửa sổ của bộ chỉ huy Trương Dương cái khó ló cái khôn, nhấc cái bàn vuông ở trước mặt lên làm lá chắn che trước mặt hắn và tiền trường kiệt, mấy mảnh thủy tinh bay tới bị mặt bàn khá rộng đánh bay, rơi xuống sàn xi măng, phát ra tiếng choang sắc nhọn. Cục trưởng Cục Công an khu vực Phan Uyên Tiết Thành Cương thân thủ cũng cực kỳ mẫn tiếp, ngay lập tức tránh tới góc nhà, né tránh sự công kích của gạch đá. Cục trưởng Cục Di vật Văn hóa khưu thường tại thì không được may mắn như vậy, đầu bị một viên gạch to như quả trứng gà ném trúng, máu ồ ồ chảy ra những người khác cũng bị thương nhẹ với những mức độ khác nhau trương dương che cho khu trưởng khu văn uyên tiền trường kiện tránh tới vách ngăn giữa hai khung cửa sổ pha lê đã tránh được sự công kích của gạch đá bay loạn vào và mảnh kính vỡ may mà hai khung của sổ treo cửa chấp dành được thời gian để né tránh cho mọi người gạch đá như châu chấu bay mảnh kính tiến vào cửa sổ bị cửa chấp cản lại khiến đại bộ phận công kích mất đi lực lượng đã không còn đủ tốc độ và lực lượng để tạo thành thương hại lớn hơn cho thân thể con người Tiết Thành Cương lửa giận bốc cao ba trượng, hắn dựa lưng vào tường ngăn, bấm điện thoại. Bên ngoài vang lên tiếng còi cảnh sát. Các chiến sĩ cảnh sát sớm đã đợi lệnh ở xung quanh xếp thành đội hình chỉnh tề tiến về phía công trường chùa Nam Lâm. Mũ sắt bóng loáng, lưỡi lê chói mắt, lá chắn màu xanh lục, rùi cui màu đen đối với những công nhân đang phẫn nộ có một loại tác dụng gây kinh sợ rất lớn để khống chế tình huống. Còn đặc biệt từ đội phòng cháy chữa cháy điều hai chiếc xe cứu hỏa tới trong khoảnh khắc những công nhân gây chuyện ở bên ngoài lập tức chạy tứ tán, loạn thành một mớ. Tiền trường kiện hét lớn với Tiết Thành Cương, đuổi bọn họ đi là được, ngàn vạn lần đừng phát sinh xung đột. Sau khi cục diện được khống chế, Trương Dương lúc này mới nhớ tới Hà Hâm Nhan vẫn còn đang ở trong xe đỗ bên ngoài, vội vàng chạy ra ngoài, nhưng thấy chiếc xe tôi ta của mình bị đập cho biến dạng, Hà Hâm Nhan thì có giúp ở ghế phụ, mặt sợ đến trắng bệch, kính của cửa sổ xe cũng bị đập vỡ, May mà kính không vỡ vụn ra. Trương Dương vừa kéo cửa xe ra thì Hà Hâm Nhan đã lao vào trong lòng hắn, hôm nay lúc quay phim chịu ủy khuất, ra đây lại bị dọa cho sợ hãi, Hà Hâm Nhan trước giờ luôn kiên cường lúc này cũng biểu hiện ra vẻ nhu nhược chưa từng có, nằm trong lòng Trương Dương mà khóc thút thít. Trương đại quan nhân rõ ràng là ngây ra, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu vai của cô ta, cô nhóc, không sao rồi, anh chẳng phải đã ở đây rồi sao? Hà Hâm Nhan vẫn khóc thút thít trương dương bất lực ngẩng đầu lên đám lãnh đạo khu rời khỏi bộ chỉ huy vừa hay nhìn thấy cảnh ở trước mặt tiền trường kiện và tiết thành cương trao đổi một nụ cười bất đắc dĩ trương dương nhỏ giọng nhắc cô bé chú ý ảnh hưởng một chút nhưng hà hâm nhan vẫn ôm chặt lấy hắn trương dương cười khổ nói em khóc cũng được nhưng có thể đừng lau nước mũi lên người anh được không hà hâm nhan không nhịn được mà bật cười cô ta đẩy trương dương ra phát hiện mắt của trương dương đang ngây ngốc nhìn về chỗ xa xa An ngữ thần mặc tây trang màu đen lặng lẽ đứng trên một mảng đất lộn xộn, tóc mới cắt rất ngắn, trông giống như là con trai, sắc mặt hơi trắng bệch, dưới đôi mi thanh thú, một đôi mắt sáng trong mang theo mấy phần lạnh giá, mấy phần hờ hững, đôi môi quật cường hơi cong lên, cô ta nhìn thấy chàng diện ở trước mặt, không khỏi nhíu mày. Trương Dương cố ý làm ra vẻ kinh hỉ vạn phần, tiểu yêu, cô tới lúc nào vậy? An ngữ thần cười nhạt, nói tới đúng lúc, vừa hay thưởng thức cảnh anh thương hoa tiếc ngọc, Trương đại quan nhân cười nói, tôi hình như không cần phải giải thích với cô, thế nào, an lão đại có tới không? An ngữ thần vì biết rằng hắn nói rất có đạo lý, có điều trong lòng vẫn không khỏi thấy chua sót, chừng mắt lườm trương dương một cái, nói theo tôi biết, anh là người đã có vợ rồi, làm như vậy là không tốt đâu. Sự đả kích của nhà đầu này đối với Trương Dương trước giờ đều luôn không lưu lại dư lực. Hà hâm nhàn sớm đã lau sạch nước mắt trên mặt, mỉm cười chia tay ra với an ngữ thần tôi tên là hà hâm nhan bạn của trương dương cô là vợ của anh ấy à cô đừng hiểu lầm chúng tôi chỉ là bạn bè thôi câu này của cô ta quả thật là có vị đạo giấu đầu lòi đuôi an ngữ thần cười nhạt một tiếng rồi bắt tay với hà hâm nhan nói an ngữ thần tôi là học trò của anh ta nam nhân hoa tâm như anh ta tôi chẳng dám với trương dương hết nhìn an ngữ thần rồi lại nhìn hà hâm nhan theo lý mà nói thì hai người họ đều không có quan hệ tình cảm gì với hắn, nhưng nhìn hai người bọn họ hắn luôn cảm nhận được một loại vị đạo dị thường. Trương đại quan nhân rất nhanh liền hóa giải bầu không khí có chút cứng react này, An Ngữ Thần lần này tới rõ ràng không chỉ là với thân phận học sinh, cô ta tới Giang Thành chủ yếu là điều tra tình trạng đầu tư của An ra tại đây, các loại tình hình đã chứng minh rằng. Hiện tại giữa chú Nam An Đức Hằng của cô ta và các phía của Giang Thành có thể đã sản sinh ra một số mâu thuẫn vi diệu, những mâu thuẫn này dẫn tới một loạt cục diện bất lợi, mục đích mà An Lão phái cháu gái tới rất rõ ràng, An Ngữ Thần chắc có năng lực giàn xếp tốt các mối quan hệ này. An Ngữ Thần vừa tới chùa Nam Lâm liền nhìn thấy chàng diện công nhân nhà máy dệt vây công bộ chỉ huy vừa rồi, tình hình so với tưởng tượng của cô ta thì còn nghiêm trọng hơn nhiều. Mấy vị lãnh đạo của khu văn huyên tới khu lý rồi khẩn cấp mở họp, Trương Dương không theo cùng mà đi sang một bên gọi điện thoại cho Lý Trường Vũ, Công nhân nhà máy dệt làm loạn đối với thị lý mà nói thì là phiền phức, nhưng đối với Trương Dương và Lý Trường Vũ mà nói thì lại là một chuyện tốt, chuyện này sẽ gây cản trở cho việc khai phá chùa Nam Lâm của An Đức Hằng, rất nhiều mâu thuẫn vốn đang ẩn giấu rồi sẽ lộ hết ra ngoài. Lý Trường Vũ nói khẽ, lúc đó tôi cũng cảm thấy nhà máy dệt sẽ xảy ra vấn đề, muốn khai phá khu đất nhà máy dệt, trước tiên phải tiến hành công tác vỗ về công nhân chỉ có làm công tác đả thông tư tưởng cho họ thì kế hoạch di rời nhà máy mới có thể tiến hành một cách thuận lợi. Xuất hiện loại tình huống này là khó tránh khỏi, bởi vì bọn họ dự đoán không đủ về khó khăn, thiếu hụt sự phân tích về tình hình cụ thể. Trương Dương cười nói, loạn lắm rồi, tiếc là ông không được thấy tình cảnh vừa rồi. Lý Trường Vũ trong lòng cũng có chút đắc ý, nhưng ngoài miệng thì vẫn dạy dỗ Trương Dương, cậu nói cái gì vậy, loại tình cảnh này phát sinh chúng ta cũng không ngờ tới, trọng điểm công tác của cậu là tu sửa tường thành cổ. Ai, hai ngày nay thân thể của tôi không khỏe, phải tới bệnh viện kiểm tra cái xem thế nào. Từ câu này của Lý Trường Vũ, Trương Dương đã hiểu rằng, Phó Thị Trường Lý là muốn mượn cứ bị bệnh để tránh đây. An Ngữ Thần hỏi thăm tình hình từ quản lý của phía hương cảng phụ trách công trường chùa Nam Lâm rồi quay lại bên cạnh Trương Dương, nhẹ nhàng hỏi trưởng phòng Trương, chuyện gì vậy? Tôi cần một câu giải thích, An ra chúng tôi đầu tư tại Giang Thành, chẳng lẽ ngay cả sự an toàn của bản thân cũng không được đảm bảo à? Cách xưng hô của cô ta đối với Trương Dương đã có biến hóa rất nhỏ, từ đó có thể nhìn ra tình tự của cô ta vẫn có chút bất mãn đối với Trương Dương. Trương Dương thờ dài một hơi, nói chuyện này nói ra thì dài lắm, cô vẫn chưa ăn cơm phải không? Đi, tôi dẫn hai người đi ăn. An ngữ thần không phải tới một mình, chú năm An Đức Hằng của cô ta và cô ta cùng ngồi máy bay tới Giang Thành. Có điều An Đức Hằng sau khi tới Giang Thành, lập tức đi gặp đại thị trường tả viên chiêu tả viên chiêu trước khi gặp mặt với an đức hằng đã biết chuyện công nhân nhà máy dệt làm loạn hắn là một người giỏi tổng kết lập tức ý thức được chuyện này vốn là có thể tránh được mặc kệ chuyện này vì sao lại xảy ra phía sau chắc chắn có người giật dây hắn phải thừa nhận công tác đối với nhà máy dệt của mình không được coi trọng đầy đủ thậm chí có thể nói hắn đối với việc kiến thiết cảnh khu chùa nam lâm không quá chú ý thân là đại thị trường chuyện mà hắn phải suy nghĩ có rất nhiều khu khai phá là trọng điểm trong trọng điểm. Hiện tại bí thư thị ủy Hồng Vĩ Cơ đã cờ xí liên minh giao quyền chỉ huy việc xây dựng đường vòng tròn 3 cho Lý Trường Vũ, tả viên chiêu rất tức giận, trong mắt hắn, quyền chỉ huy đường vòng tròn 3 so với cảnh khu chùa Nam Lâm thì có ý nghĩa lớn hơn một chút. An Đức Hằng nghe nói công nhân nhà máy dệt gây chuyện, hắn nhíu chặt mày, nói thị trường tả, tôi không biết phía nhà máy dệt vì sao lại có thành kiến lớn như vậy, chúng tôi quyết định đầu tư ở chùa Nam Lâm, là chuyện tốt tạo phúc cho nhân dân Giang Thành, chẳng lẽ bọn họ không biết ư? Vì sao bọn họ lại luôn mang một loại thái độ thù địch đối với chúng tôi? Sự phẫn nộ của An Đức Hằng không chỉ là bởi vì chuyện nhà máy dệt, mộ phần của ông nội hắn tại Thanh Vân Trúc Hải cũng bị phá hỏng, liên hệ một chuỗi các sự việc này lại với nhau, An Đức Hằng cho rằng không phải là trùng hợp, hắn cho rằng có người ở phía sau thao túng việc này và đang chĩa mũi nhọn vào hắn. Trên mặt Tả Viên Chiêu vẫn treo một nụ cười nhàn nhạt, nhạt, "An tiên sinh, chuyện nhà máy dệt chắc là hiểu nhầm thôi, công nhân không có tinh thần lĩnh hội thị lý, cho rằng sau khi lấy khu đất của nhà máy dệt đi, bọn họ sẽ thất nghiệp, bọn họ sẽ mất đi phương pháp mưu sinh, chuyện này là có liên quan tới việc chúng tôi lúc trước không làm tốt công tác khơi thông tư tưởng cho họ." An Đức Hằng trong lòng cũng quy kết tất cả trách nhiệm lên chính phủ thành phố Giang Thành, nhưng vẫn phải tỏ vẻ khách khí cần thiết hắn tự kiểm điểm nói tôi đã không dự đoán đầy đủ về tình hình thực tế tả viên chiêu thở dài nói một nước hai chế độ chế độ khác nhau sẽ quyết định góc nhìn vấn đề khác nhau an tiên sinh vẫn chưa hiểu được hết về nội địa chúng tôi đâu an đức hằng vốn chỉ là khách khí nhưng không ngờ tả viên chiêu lại dứt khoát đổ lại trách nhiệm lên người hắn an đức hằng trong lòng bực bội tới cực điểm công phu thái cực của quan viên nội địa hắn coi như là được kiến thức rồi an đức hằng tuy không vui nhưng ở trước mặt tả viên chiêu cũng không dám phát tác, nói khẽ thị trường tả, việc này ông thấy nên làm thế nào đây? Trương Dương cười rất quan liêu, cán bộ đảng Cộng sản chúng ta không sợ khó khăn, khó khăn nhỏ cũng được, khó khăn lớn cũng được, cùng lắm thì ngồi xuống bàn bạc thôi. Hắn ta chậm rãi nói, chuyện này tôi đã giao cho Phó Thị trưởng Vu Tân Kiến phụ trách, hắn là Phó Thị trưởng phụ trách công nghiệp, sẽ nhanh chóng phối hợp với lãnh đạo khu Văn Nguyên, đại biểu của nhà máy dệt, cùng với đại biểu của phía Hương Cảng Các Anh, Ba phía ngồi xuống cùng nhau bàn bạc, xem xem chuyện này có thể giải quyết hòa bình không. Ăn Đức Hằng hiểu rồi, tả viên Chiêu 89 phần 10 không muốn giao du với kẻ xấu, phu tân kiến chủ quản kinh tế công nghiệp, kinh tế dân doanh, chuyện này giao cho hắn cũng chẳng chê vào đâu được. Ăn Đức Hằng còn có một chuyện, hắn đem việc mộ phần của ông nội mình ở núi Thanh Vân gặp phải sự đãi ngộ không công bằng nói cho tả viên Chiêu nghe. Trương Dương làm ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ bởi vì khai phá du lịch không thuộc phạm vi phân quản của hắn, hắn đối với tình hình cụ thể cũng không hiểu lắm, gật đầu nói, để tôi tìm hiểu tình hình thực tế rồi sẽ cho anh một câu trả lời. Văn phòng thị trường rất bận rộn, lúc này thư ký của tả viên chiêu tới thông báo việc cho hắn ta, An Đức Hằng cũng không tiện làm phiền lâu, liền cáo từ tả viên chiêu. Vừa ra tới cửa thì nhận được điện thoại của Lâm Thành Vũ, chính là một đám dân làng đương địa lại chạy tới trước mộ của An Đại Hổ Tử, kéo đổ không ít người đá ngựa đá, bốn dân công phụ trách trông coi công trình lăng mộ lại bị đánh cho một trận. An Đức Hằng trong lòng bừng bừng tức giận, hắn gầm lên, tôi không biết, người ký hợp đồng với tôi là anh, tiền công anh cũng lấy rồi, làm chậm chế công trình thì tôi muốn anh phải bồi thường tất cả các tổn thất. Lâm Thành vỗ cười khổ không thôi, nói An Tiên Sinh, những người này đều là bọn vô lại trong xã Hắc Sơn Tử, Diêm Vương dễ chọc mà tiểu quỷ thì khó chơi, tôi cũng bất lực rồi, hiện tại còn có một tờ giấy phạt ở trong tay nữa, ngài hay là lợi dụng mối quan hệ một chút đi, chỉ cần gọi điện thoại lên trên là bọn chúng sẽ không dám ngông nghênh như vậy nữa đâu. An Đức Hằng tức giận gác điện thoại, nghĩ một chút rồi lại gọi điện thoại cho Tần Thanh. Cô ta nói rất rõ ràng, An Tiên Sinh, anh vì chuyện xây dựng mộ địa đã phá hoại hoàn cảnh tự nhiên của đương địa một cách rất nghiêm trọng, việc này hoàn toàn trái với kế hoạch khai phá của chúng ta đã vạch ra từ trước, tôi cần câu giải thích của anh, hơn nữa tôi hy vọng anh mau chóng sửa sai. An Đức Hằng có chút không nén được giật, nói, Bí Thư Tần, trước khi tôi đầu tư ở Xuân Dương các người đã nói thế nào? Bảo là sẽ nỗ lực hết sức để cung cấp cho chúng tôi tất cả điều kiện tốt nhất. Mà hiện tại, có người ngang nhiên phá hoại một phần của ông nội tôi, đánh nhân viên công tác của chúng tôi, chẳng lẽ chính phủ huyện ủy huyện Xuân Dương các cô có mắt mà không chồng à? Giọng nói của Tần Thanh vẫn lạnh như băng, không tìm thấy một chút thần phần yếu kém nào ở bên trong, An Tiên Sinh có lẽ nên tự mình tới Thanh Vân Trúc Hải mà xem, ngài đã vì người khác phá hoại phần mộ của ông nội ngài mà tức giận như vậy, chắc cũng sẽ hiểu được sự phẫn nộ của bách tính núi Thanh Đài, cũng hiểu được sự phẫn nộ của nhân dân Xuân Dương, núi Thanh Đài là thứ do Tổ tiên lưu lại, bất kỳ ai phá hoại nó cũng đều là sự báng bổ đối với Tổ tiên. Nhưng trước khi tu sửa phần mộ tôi đã thông chi cho huyện Lý các cô rồi. Anh làm trái với phương án lúc trước, tôi đã truy cứu trách nhiệm của người phụ trách liên quan rồi. An tiên sinh anh cũng là con cháu của Xuân Dương, phá hoại Thanh Vân Trúc Hải thì anh đồng thời cũng phá hoại kinh ý đối với tổ tiên của mình đấy. Có cần phải nghiêm trọng như vậy không? Bí thư Tần, cô đang thổi phồng ảnh hưởng của chuyện này đấy. Tần Thanh lạnh lùng nói, bất kỳ ai đều cũng từng phạm sai lầm, quan trọng là có thể nhận thức được mà sửa chữa sai lầm hay không. An tiên sinh, tôi hy vọng anh có thể lấy ra sự thành ý của mình, chuyện này không đơn giản như anh tưởng tượng đâu tần thanh nói xong câu này liền gác điện thoại cô ta đã không cần giải thích với an đức hằng nữa rồi trong ấn tượng của an đức hằng đây đã là lần thứ hai tần thanh dập điện thoại với mình trong khoảng thời gian ngắn rồi điều này đối với hắn mà nói là rất không lễ mạo hắn là người đầu tư của xuân dương tần thanh thân là người lãnh đạo của xuân dương nên đối đãi với mình như đối đãi với khách quý chứ mà tần thanh đột nhiên biểu hiện ra sự cường thế như vậy tựa hồ như đang thông qua loại phương thức này để nói cho hắn biết, sự đầu tư của An ra bọn họ đối với Xuân Dương không hề có ý nghĩa trọng đại. Đầu óc của An Đức Hằng dần dần tỉnh táo lại, hắn nghĩ tới chuyện cảnh khu chùa Nam Lâm, nghĩ tới núi Thanh Đài, liên hệ hai chuyện này lại với nhau, lại nghĩ tới tờ giấy phạt do Trương Dương tự tay ký, nhớ tới Trương Dương và một loạt những chuyện này đều có quan hệ mật thiết không thể tách rời, hắn đẩy tất cả trách nhiệm lên người Trương Dương, hắn cho rằng Trương Dương đang thông qua sức ảnh hưởng của bản thân mà tiến hành phản kích hắn. Người có suy nghĩ này không chỉ một mình An Đức Hằng, An Ngữ Thần cũng cho rằng là như vậy, cô ta cho rằng chuyện mộ phần của ông cố của mình ở núi Thanh Vân bị phá hoại có quan hệ trực tiếp tới Trương Dương, tuy tới Giang Thành chưa lâu, nhưng cô ta đã cảm giác được quan hệ giữa Trương Dương và chú Năm của mình rất không hòa hợp, có lẽ chính nguyên nhân này đã dẫn tới một loạt cái sự kiện phát sinh. Trường Phòng Trương, tôi lần này tới Giang Thành, là muốn hỏi chuyện phần mộ của tổ tiên tôi. Xin hỏi các anh luôn miệng nói sẽ bảo vệ quyền của người đầu tư, vì sao để mặc cho sơn dân đương địa phá hủy phần mộ của ông tôi? Trương Dương nhếch môi, cười rất giảo hoạt, nụ cười như thế này ở trong mắt Hà Hâm Nhan lại rất có mị lực. Nhưng trong mắt An Ngữ Thần thì nụ cười này rất dễ ghét. Cô ta hận không thể một quyền đấm vỡ mũi Trương Dương, đánh dụng răng hắn, nhưng cuối cùng vẫn không xuất thủ, bởi vì cô ta biết rõ mình đánh không lại người ta. Trương Dương nói, cô bé, cho các người tới đầu tư là để núi Thanh Đài được đẹp hơn chứ không phải là gọi tới để phá hỏng nó. Cô vẫn chưa nhìn thấy tình cảnh của Thanh Vân Trúc Hải hiện giờ mà. Hắn từ trong túi lấy ra một tập ảnh, đây là hắn chụp Thanh Vân Trúc Hải. An ngữ thần nhìn Trương Dương, cô ta nhìn rất chăm chú, vừa nhìn vừa không khỏi cắn môi dưới, trước khi xem ảnh cô ta không ngờ Thanh Vân Trúc Hải lại bị phá hoại nghiêm trọng như vậy, con đường vào mộ đang được xây quả thực là quá trói mắt, giống như một con dao sắc mổ thanh vân trúc hải ra làm hai vậy. Người chưa từng tự mình tới ngắm thanh vân trúc hải thì không thể cảm nhận được cái đẹp của nó, an ngữ thần nhìn tập ảnh Trương Dương đưa, đột nhiên mất đi sức mạnh để trách hỏi Trương Dương. Trương Dương nói tiền mà an ra các người đầu tư vào núi thanh đài quả thật là không ít, nhưng có một điều các người phải hiểu thật rõ, các người khai phá núi thanh đài không chỉ là để giúp quê nhà, tạo phúc cho người dân, mà cũng là bởi vì lợi nhuận sau này mà các người có thể nhận được từ núi Thanh Đài, tôi không tin các người lại cao thượng tới mức đem tiền cho không Xuân Dương. Lão Bách tính Xuân Dương không phải là không biết cảm ơn, nhưng cô nhìn những bức ảnh này xem, để xây mộ cho tổ phụ của cô, mà phá hỏng đi tài phú lớn nhất mà tổ tiên lưu lại cho Bách tính núi Thanh Đài, hành vi của các người không phải là rất ích kỷ. Không phải là xúc phạm tới giới hạn cuối cùng mà lão bách tính có thể chịu đựng được ư. An ngữ thần lý nhí nói, có lẽ trong thao tác cụ thể tồn tại một số vấn đề, có điều chúng ta có thể thương lượng giải quyết, không cần phải dùng phương thức cấp tiền như vậy. Trương Dương phất lờ, hắn làm ra vẻ rất vô tội, nói chuyện phá hỏng phần mộ không liên quan gì tới tôi cả, còn tờ giấy phạt đó, tôi thừa nhận là do tôi viết, tôi ở cục bảo vệ môi trường và cục du lịch hoạt động một chút, viết tờ giấy phạt đó, lệnh cho bọn họ phải đình công. Trương Đại Quan Nhân làm ra vẻ dám làm dám chịu an ngữ thần nói chuyện này tôi sẽ thương lượng giải quyết với chú năm trương sư phụ sau khi biết rõ chuyện này an ngữ thần thôi tức lại khôi phục lại cách xưng hô trước kia đối với trương dương trương dương cười nói có câu là lý giải vạn vế kỳ thực tôi là muốn giúp đỡ an ra các ngươi quan hệ giữa tôi và an lão tốt như vậy tôi cũng muốn tạo ra hoàn cảnh đầu tư tốt nhất cho các ngươi thằng ôn này giả bộ làm người tốt tất cả chuyện này đều là hắn chọc ra Lúc này lại bắt đầu giả bộ làm người tốt. Có điều hắn không hề thấy phản cảm với ân lão và an ngữ thần, cũng không phải là cố ý nhắm vào an gia của bọn họ. Ai bảo an đức hằng đắc tội với hắn, người có thể làm một thì ta có thể làm 15. An ngữ thần tin tưởng câu nói này của Trương Dương, dẫu sao thì lúc trước Trương Dương vì kéo an gia tới đầu tư đã phải bỏ ra nỗ lực rất lớn. Quá trình đó, an ngữ thần là tận mắt nhìn thấy. Trương Dương nói, nói thật lòng, tôi có chút không vừa mắt chú năm của cô khóe miệng an ngữ thần cong lên, nói anh không vừa mắt chú năm của tôi chẳng phải là bởi vì tần thanh ư, chú ấy khiến anh cảm thấy có uy hiếp. Bằng vào hắn ư, trương đại quan nhân khinh thường nói, thầm nghĩ lão tử sớm đã giành được cả thể xác lẫn tâm hồn của Mỹ nhân bí thư rồi, an đức hằng hành ngươi ngay cả tư cách hít bụi ở phía sau ta cũng không có. Chú năm của tôi có điểm nào kém hơn anh? Trương Dương cười nói, cô bé, tôi là nhìn không vừa mắt bộ dạng tự coi mình là cao thâm của An ra các người, đầu tư là như vậy, làm người cũng như vậy, núi Thanh Đài là con gái của Hoàng đế, không lo không gả được chồng, các người không tới đầu tư thì tự sẽ có người khác tới đầu tư thôi. Chú năm của cô chẳng qua là tốt số được sinh ra trong gia đình đại phú đại quý, thế mà cả ngày bày ra bộ dạng nhân sĩ thành công, có tiền thì hay lắm à? Có biết cái quan trọng nhất của con người là gì không? Là phẩm đức đó. Anh có phẩm đức ư? Ăn ngữ thần không nhịn được mà đối trọi không khoan nhượng với hắn. Trương Dương mỉm cười, nói, phẩm đức của tôi không tồi, ít nhất thì cũng thẳng thắn vô tư. Trước giờ không chơi trò âm mưu quỷ kế. Đó là anh không biết chơi, không có bản sự đó thôi. Khi An Ngữ Thần nói câu này, điện thoại của cô ta gieo chuông là ông nội của cô ta gọi. Cô ta đứng dậy bước ra chỗ khác nghe điện thoại, xem ra đối với Trương Dương cũng có lòng đề phòng, có những việc không muốn để hắn nghe thấy. Nhân viên phục vụ bưng rau trộn đến, Trương Dương đặc biệt chọn nhất gian ngư quán của Hồ Nhã Vân, nơi này cũng là một trong những cửa hàng ăn đặc sắc nhất của Hồ Nhã Vân, bình thường sinh ý rất khá, nếu không phải là đặt trước thì sẽ không có chỗ, bọn Trương Dương hôm nay rất may mắn, vừa hay có khách hủy bàn. Thức ăn của nhất gian ngư quán lấy cá làm chủ, bốn món rau trộn, hai món mặn và hai món chay, màu sắc và hương vị đều khá, Trương Dương gọi một két bia, Hà Hâm Nhan cầm lẩy hai chai, không cần dùng mở bia, kề hai miệng chai vào nhau rồi nhẹ nhàng bật nắp. Trò này cô ta đã học được khi đi tiếp thị bia, Trương Dương nhìn thấy mà luôn miệng khen hay. Ăn ngữ thần ở bên ngoài nghe điện thoại một lúc, cô ta kể lại tình hình mà mình vừa biết lại cho ông nội. Ăn chi viễn sau khi nghe sau, nói một câu rất đơn giản, nói với chú Năm của con. Khai phá, khai phá cảnh khu sau này do con phụ trách. Ông, ăn ngữ thần rất kinh ngạc. Ăn chí viễn ho một tiếng, nói, báo ứng, báo ứng. Chuyện mộ bị phá hủy. Đừng có tiếp tục truy cứu nữa." An lão gia tử sau khi trải qua trận huyết án gia đình này, biến thành rất tin vào số mệnh, ông ta cho rằng tất cả những gì xảy ra hiện tại đều là trả nợ cho những oan nghiệt mà năm đó An gia đã tạo ra. An Ngữ thần trên đường quay về chỗ người đã chạm mặt một người quen, kể ra cô ta và đối phương còn từng giao thủ với nhau, người đó là Điền Bân, con trai của cục trưởng cục công an Giang Thành Điền Khánh Long, hiện giữ chức đại đội trưởng đại đội điều tra hình sự cục công an huyện Xuân Dương điền bân không ngờ lại gặp an ngữ thần ở đây tình cảnh lúc đó hắn dẫn người tới ái thần bắt mại dâm an ngữ thần giận dữ đứng lên bức hắn phải xin lỗi vẫn còn sờ sờ trước mắt điền bân cũng coi chuyện đó là đại sỉ nhục trong đời mình an ngữ thần lạnh lùng nhìn điền bân cô ta không có một chút ấn tượng tốt nào với tên cảnh sát này cứ đứng ở giữa đường không hề có ý tứ nhường đường thân là nam tử hán điền bân vẫn có được khí độ tối thiểu hắn mỉm cười tránh sang một bên nhường an ngữ thần đi trước trong lúc nhìn đường, hắn vô thức nhìn ra xung quanh, đây không phải là đang quan sát tội phạm, mà là hắn cho rằng chỗ nào có an ngữ thần thì chỗ đó sẽ có trương dương, quả nhiên là vậy, hắn thấy trương dương đang cùng một cô gái xinh đẹp học mở bia. Có lẽ là cảm giác được ánh mắt của Điền Bân, Trương Dương quay đầu lại, nhìn thấy Điền Bân hắn cười cười, năm trước tuy có rất nhiều khúc mắc với Điền Bân, nhưng dẫu sao thì quan hệ giữa Trương Dương và cha hắn là Điền Khánh Long cũng không tồi, Điền Khánh Long cũng nhiều lần giúp đỡ hắn. Nề mặt đường Khánh Long, Trương Dương cũng bỏ qua ý định tiếp tục làm kẻ địch với Điền Bân. Hắn rất lịch sự gật gật đầu, Điền Bân cũng chào hỏi Trương Dương. Sau đó thì quay người lên lầu, một người trẻ tuổi rất phong độ từ phía sau đuổi theo hắn, tay phải đặt lên vai Điền Bân. Điều Bân quay người lại cười nói, Gia Dũng, thằng ôn cậu sao giờ mới tới? Đám bạn học cũng đều đang đợi cậu đây, người tới chính là Hứa Gia Dũng, bạn học của kiêm đồng bọn của Điền Bân. Hứa Gia Dũng hôm nay vừa tới Giang Thành để thăm bà ngoại và cậu của hắn đang ở Giang Thành, thuận tiện tới thăm bọn bạn cũ. Hai người đi được mấy bước thì Hứa Gia Dũng cười nói, sao? Gặp người quen à? Điền Bân nói khẽ Trương Dương, người mà tôi lúc trước từng nhắc đến với cậu đấy. Hứa Gia Dũng hơi ngây người, từ từ quay đầu lại, ánh mắt ở trong không chung chạm nhau với Trương Dương, trong thời gian ngắn ngưng động lại ở đó, sau đó thì Trương Dương mỉm cười trước, lộ ra hàm răng trắng bóc và chỉnh tề. Hứa ra dũng cười cũng rất thân thiện và ấm áp, nhưng khi hắn cười thì ánh mắt lại không hề có một chút biểu cảm nào, khiến người ta cảm thấy hắn có một loạn tâm cơ và bụng giả không tương xứng với tuổi, loại người này rất khó bị cảm tình chi phối. Hứa ra dũng không ngờ lại dừng bước, chủ động đi tới chỗ Trương Dương, đưa tay ra nói Trương Dương phải không? Xin chào, tôi là Hứa Gia Dũng. Trương Đại Quan Nhân trước giờ không bao giờ để mất phong độ trước mặt người khác, hắn đứng dậy rất nhiệt tình bắt tay với hứa gia dũng, thuận tiện quan sát hứa gia dũng đang đứng trước mặt một chút. Đây chính là con trai của hứa thường đức, thằng ôn được tưởng tâm duệ chọn làm con rể tương lai. Trong từ điển của trương đại quan nhân, hứa gia dũng là đối tượng được chọn để hắn đả kích. Tuy hắn không quen hứa gia dũng, nhưng vì duyên cớ tả hiểu tình, hứa gia dũng sớm đã bị hắn liệt vào hàng ngũ đối thủ. Trên thế giới này không có tình yêu vô duyên vô cớ, cũng không có hận thù vô duyên vô cớ, có điều năng lực khống chế bản thân hiện tại của Trương Dương đã có tiến bộ vượt bậc, hắn mỉm cười, nói, trước đây chúng ta đã từng gặp nhau chưa nhỉ? Hứa ra dũng gật đầu, nói quả thật là chưa, có điều tôi ở nước Mỹ thường nghe hiểu tình nhắc tới anh. Hứa ra dũng nhìn thì là vô ý nói ra câu này, nhưng trên thực tế hắn là đang đả kích nội tâm của Trương Dương một cách rất khéo léo, địa điểm là nước Mỹ, xương hô là hiểu tình, chỉ hai điểm này thôi đã đủ để Trương Đại Quan Nhân nhớ ra giết một trận rồi tâm tình lúc ăn cơm tối nay khẳng định sẽ không được tốt trương dương từ trong ánh mắt thâm thúy của đối phương đã ý thức được mục đích của hắn thằng nhãi này là đang khéo léo đả kích mình đây hứa ra dũng rõ ràng là đang đả kích đúng bộ phận yếu nhất trong lòng hắn con mẹ nó thằng ôn này đúng là âm hiểm thật trương dương ung dung nói rất lâu rồi tôi cũng không liên hệ với cô ấy chuyện trước đây tôi sắp quên mất rồi phản kích thằng ôn này cũng không phải là hạng tốt lành gì câu này nói là hơi có chút mập mờ khó hiểu ngay cả điền bân ở bên cạnh cũng có chút nghe không nổi nữa nghe như thằng nhóc này đang làm ô uê danh tiết của em họ mình hứa ra dũng cười nói lần này khi về nước hiểu tình còn đặc biệt nhắc tới anh nói có cơ hội thì chúng ta có thể làm bạn bè trương dương trong lòng như có bình ngũ vị bị lật đổ chua ngọt đắng cay mặt phức tạp vô cùng nhưng biểu tình trên mặt thì vẫn rất hờ hững thản nhiên có cơ hội tôi sẽ tới nước mỹ thăm cô ấy có một số chuyện cũng khó mà quên được. Hứa ra dũng cười ha ha, gật đầu rồi lắc mạnh tay Trương Dương, nói, không quấy rầy các anh nữa, tôi có hẹn với bạn cũ, hôm khác rảnh rỗi cùng nhau uống rượu nhé. Quay người đi, nụ cười của hứa ra dũng ở trên khóe miệng dần dần biến mất. Trương Dương mỉm cười ngồi về chỗ của mình, phát hiện Hà Hâm Nhan và An Ngữ Thần đều đang nhìn mình, Trương Dương cười nói, vì sao lại nhìn tôi như vậy? Trên mặt tôi có gì à? An ngữ thần cười rất âm hiểm, vẻ âm hiểm hiếm thấy ở những cô gái trẻ, nói đi, anh cùng với hiểu tình đó trước đây có gì. Hà hâm nhan cười khúc khích, nói em nhìn ra rồi, hắn là tình địch của anh. Trương Dương nhíu mày, nói tôi phát hiện ra rồi, chỉ số thông minh của hai cô là kẻ tám lạng người nửa cân, con mẹ nó thật là lực lượng ngang nhau mà. Hai cô gái đồng thời trừng mắt lên, nói gì hả? Trương Dương cười nói, có thể được ngồi ăn cơm cùng với hai cô gái thông minh như thế này là phúc khí mà tôi đã tu từ kiếp trước. Nào, chúng ta uống rượu đi, cạn chén vì những việc xưa. Cạn chén, hứa ra dũng cùng với đám bạn học của hắn đồng thời nâng chén, hắn ngửa mặt lên uống cạn rượu trắng trong chén, mỉm cười nói, Hồ Nhã Vân vẫn đẹp như xưa, nhưng Giang Thành thì lại không có biến hóa gì, so với sự phát triển của Đông Giang thì hơi chậm. Điền Bân cười ha ha nói, cậu nói vậy chẳng khác nào là trực tiếp công kích ông già của cậu, đừng quên tỉnh trưởng hứa của chúng ta trước đây là bí thư thị ủy Giang Thành. Hứa ra dũng cười nói, cha tôi cũng không phải là vĩ nhân, thành tích thì phải khẳng định, sai lầm cũng phải đối diện, dạng cán bộ như vậy mới là cán bộ tốt của đảng. Mọi người đều đồng thời bật cười vì những lời nói của hắn. Cậu thanh niên ra ngăm đen đậm người ngồi ở bên tay phải hứa ra dũng tên là viên lập ba, là con trai nhỏ của phó thị trưởng được phân quản nông nghiệp ở Giang Thành Viên Thành Tích, hắn xuất thân từ tập võ, là đệ tử thân truyền của Lương Bách Xuyên của Hiệp hội Hình Ý Quyền Giang Thành, cũng là người xuất sắc trong thế hệ trẻ tuổi, trong đám bạn học, hắn cũng là một người có tính tình thô bạo hiếu chiến nhất, chính bởi vì vậy cho nên viên thành tích mới để hắn lựa chọn tập võ từ nhỏ, hy vọng có thể dùng quy củ võ lâm để ước thúc đứa con trai dễ xung động này. Trên thực tế, viên lập ba sau khi theo Lương Bách Xuyên tập võ, Tính tình quả thật là cũng bớt nóng nảy hoa trước nhiều, hiện tại cũng bình hòa hơn nhiều. Hiện tại ở Giang Thành mở một công ty vận chuyển hàng hóa, sinh ý cũng rất khá. Võ Lâm và Giang Hồ trước giờ đều quan hệ chặt chẽ, sư huynh đệ của Viên Lập Ba Ngư Long hỗn tạp, hắn trên Hắc đạo ở Giang Thành cũng quan hệ rất rộng, có điều bình thường luôn biết chừng mực, trước giờ chưa từng làm ra chuyện phạm pháp. Hắn vừa rồi cũng nhìn thấy cảnh Hứa Gia Dũng và Trương Dương chào hỏi nhau, lúc uống rượu với Hứa Gia Dũng hỏi khẽ hắn là Trương Dương hà Hứa ra dũng cười nói, không ngờ tên Trương Dương này ở Giang Thành cũng nổi tiếng như vậy. Điền bân biểu môi khinh thường, nói, nghe nói cha nuôi của hắn là phó thị trưởng thường vụ lý trường vũ, bí thư tần của huyện Xuân Dương cũng có quan hệ không tồi với hắn, nếu không dựa vào nhiều quan hệ như vậy, làm sao mà lên nhanh thế được? Hắn Thủy Trung vẫn mang lòng phản cảm đối với Trương Dương. Hứa ra dũng ngồ khẽ một tiếng, trong đầu bắt đều tính toán, đối với hành động hành vi của trương dương hắn cũng biết rất nhiều ở đông giang hắn rõ ràng cảm thấy được sự bực bội và thống khổ của cha mình giữa cha con có rất nhiều lời là không thể nói ra được nhưng không có nghĩa rằng hứa ra dũng không biết một số chuyện của cha mình hắn sớm đã biết sự tồn tại của hải lan bởi vì mẹ bại liệt nhiều năm hắn đối với sự lựa chọn của cha mình cũng biểu lộ ra vẻ thấu hiểu nhưng về sau nghe thấy có sự mập mờ giữa hải lan và trương dương hắn cảm thấy sỉ nhục thay cho cha mình Hắn cho rằng Trương Dương đang sỉ nhục cha mình. Hắn ở nước Mỹ đã từng gặp Tả Hiểu Tình, với trí tuệ của hứa gia dũng, không khó cảm thấy sự lãnh đạm và bài xích của Tả Hiểu Tình đối với mình, về sau hắn mới biết nguyên nhân căn bản tạo thành loại tình huống này chính là Trương Dương, một thằng nhóc miệng còn hôi sữa, một thằng ôn con về mặt nào cũng thua kém hắn, không ngờ trước sau lại vũ nhục hắn và cha hắn, loại cừu hận này đã tích rất sâu. Viên Lập Ba nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa hay có thể nhìn thấy trương dương và hai cô gái xinh đẹp đang oản tù tì uống rượu thẳng nhãi này tựa hồ như đang rất hưng phấn viên lập ba nói khẽ tôi nghe sư huynh nhắc tới hắn nghe nói công phu của hắn rất khá điền bân cười nói cậu không phải xưng là đánh khắp sang thành không địch thủ ư có gan đánh thử với hắn không hắn cũng chỉ thuận miệng nói ra mà thôi không ngờ viên lập ba lại gật đầu nói tôi nhất định sẽ lĩnh giáo một chút hứa ra dũng nâng chén lên chủ động chạm cốc với viên lập ba viên tử tâm tình của tôi hôm nay rất không tốt viên lập ba cười nói có cần tôi giúp không hứa gia dũng gật đầu nói tôi rất muốn thấy hắn phải bẽ mặt con người ta bất kể là tu dưỡng cao bao nhiêu bằng cấp cao thế nào nhưng có một số chuyện vẫn không nhịn được tức trong mắt hứa gia dũng trương dương chính là một tên lưu manh phương pháp chút giận tốt nhất đối với lưu manh chính là dùng thủ đoạn đồng dạng dùng thủ đoạn trực tiếp nhất viên lập ba mỉm cười đứng dậy móc điện thoại ra, coi như là quà gặp mặt tôi tặng cho bạn cũ đi. Điền bân nhíu mày, nói các cậu nói cái gì vậy? Sao tôi nghe mà chẳng hiểu gì cả? mươi 148, hậu quả nghiêm trọng. Tâm tình của Trương Dương tối này rất không tốt, những lời nói của hứa gia dũng đã gợi lại cho hắn những hồi ức về tạ hiểu tình, hai người đánh tâm lý chiến, đồng thời vào lúc hứa gia dũng chơi đòn tâm lý với hắn. Trương Dương cũng tiến hành phản kích, có điều rõ ràng song phương đều có tổn thất. Tâm tình của Trương Dương vốn rất tốt tự dựng bị ảnh hưởng, có điều thằng nhóc này rất giỏi khống chế tình tự của mình, tuy là lần đầu tiên tiếp xúc với nhau, nhưng Trương Dương đã cảm thấy hứa ra dũng là một kẻ rất không đơn giản. Uống hết một két bia, Trương Dương cũng không gọi thêm, Hà Hâm Nhan đề xuất đi hát, Trương Dương gọi điện thoại cho Tô Tiểu Hồng, bảo cô ta giữ lại cho mình một phòng ở hộp đêm Kim Tôn. Sau khi thanh toán liền dẫn hai cô gái rời khỏi đây. Bởi vì chiếc xe Toyota của hắn ở công trường chùa Nam Lâm bị đập nên phải đem đi sửa, vừa rồi là bắt taxi tới, bước ra khỏi cửa lớn của ngư quán. Khi đang chuẩn bị gọi xe thì nghe thấy có một người huyết sáo rất vang, sáu thằng lưu manh đứng ở đó, dùng ánh mắt rất bị ổi nhìn an nữ thần và hà hâm nhan, cô em xinh đẹp quá, tới đây chơi cùng anh nào. Trương Dương nhíu mày, loại chuyện này hắn gặp nhiều lần rồi, nhưng ở Giang Thành này, người dám táo bạo gây hấn với hắn lại không nhiều, dẫu sao thì tình hình chị an của nơi này so với xuân dương thì tốt hơn nhiều dạng gây hấn như thế này không những rẻ tiền mà còn nhạt vẹt nữa trương dương cố gắng nén sự xung động muốn đánh người ở trong lòng hai cô gái ở bên cạnh hắn tối nay an ngữ thần và hà hâm nhan tính tính đều có chút nóng này an ngữ thần lạnh lùng nhìn về phía đó nghiến răng nghiến lợi nói ghê tởm hà hâm nhan cũng nói có bệnh à trương dương hiện tại là cán bộ cấp khoa là người có thân phận chẳng tội gì mà đi chấp nhặt với bọn lưu manh này, hắn rút điện thoại ra, nói: "Mấy cậu đừng có tự tìm phiền phức làm gì, còn gây chuyện nữa là tôi gọi cảnh sát đấy." Nhưng Trương Dương lập tức phát hiện có điều dị thường, bọn lưu manh này không sợ sự uy hiếp của hắn, không những không rút lui, ngược lại còn lấn tới, thằng nhóc, mày cũng khệnh nhỉ, một chân đứng hai thuyền, bọn anh đây nhìn mày không thuận mắt tí nào." Một thằng ôn khác nói: "Con mẹ nó, thế đạo gì đây, đúng là hoa nhài cắm bãi sao 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 châu." trương đại quan nhân bật cười cười rất lạnh lùng bố mày hiện tại không thích dùng bạo lực bọn nhóc con có mắt không chồng này chẳng lẽ không nhìn ra là tao rất tức giận sao chẳng lẽ không biết hậu quả rất nghiêm trọng ư nói tới động thủ an ngữ thần còn nhanh hơn trương dương nhiều tâm tình của cô ta cũng không tốt phần mộ của tầng tổ phụ bị phá hủy tới giang thành lại nhìn thấy trương dương đang anh anh em em với hà hâm nhan tuy nói rằng chẳng liên quan gì tới cô ta nhưng tâm tình vẫn bị ảnh hưởng lớn bằng vào kinh nghiệm nhiều lần thực chiến của cô ta, xuất thủ ở gian thành chỉ cần ra tay đúng mực, căn bản chẳng phải lo lắng tới vấn đề hậu quả, đằng nào thì cũng có trương dương giải quyết hậu quả mà. ăn ngữ thần giống như một con báo cái lao vào đối thủ, tung một cước đá bay một tên trong số bọn lưu manh. hà hâm nhan kinh ngạc trước sức chiến đấu cường đại của cô ta, không khỏi phát ra tiếng hô kinh ngạc. cô ta vốn định đi tìm một chai bia để giúp đỡ, nhưng trương dương cười nói, đồ đệ này của anh máu lắm. Mấy thằng lưu manh thôi mà, không cần anh phải ra tay. Nhưng tình hình thực tế lại không đơn giản như hắn nghĩ, lại có hơn chục người chạy tới vây bọn họ lại, đám người này không giống như lưu manh trên giang hồ, ai ai cũng mặc quần áo luyện võ có màu sắc và kiểu dáng giống nhau, một thằng ôn gầy tong teo dẫn đầu chỉ vào Trương Dương, nói chính là hắn, chính là hắn trêu bạn gái của em. Trương đại quan nhân thực sự là chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao, tao ích. Chuyện chó gì vậy, tao trêu gẹo ai chứ? một cán bộ quốc gia như tao, một quan viên đường đường chính chính như tao mà lại đi trêu gẹo người khác à. Hắn đã ý thức được rằng, chuyện hôm nay có chút không đúng, những kẻ này khẳng định là có âm mưu mà tới. Trong đám người có một tên hán tử lao ra, hắn mặc quần áo luyện võ màu đen, xông tới chỗ Trương Dương, không nói câu nào, nhắm vào giữa ngực Trương Dương mà đấm. Lửa giận trong lòng Trương Dương đã bị đám người này chọc cho cháy bùng lên rồi, cũng vung ra một quyền, lấy cứng trọi cứng với tên kia hắn cũng muốn xem xem rốt cuộc là quyền đầu của ai cứng hơn, song quyền chạm nhau, thân hình của Trương Dương không hề động đậy, đối phương cũng chỉ lui ra sau một bước. Trương Dương không khỏi ngây người, thực lực của đối phương không ngờ lại không yếu, hơn 10 hán tử vây Trương Dương và Hà Hâm Nhan vào giữa, trong tay đồng thời lấy ra gậy gộc bằng sắt thép, quả nhiên là có chuẩn bị rồi. Trương Dương cười nói, muốn gây chuyện à, biết tao là ai không? Hiện giờ nếu biến đi thì tao sẽ coi như là chưa hề có chuyện này xảy ra đập hắn, hơn 10 người đồng thời xông về phía Trương Dương, Trương Dương ôm Hà Hâm Nhan, dùng sức ném cô ta ra ngoài, Hà Hâm Nhan phát ra một tiếng hét kinh hãi, cả người giống như cưỡi mây đạp gió bị ném ra ngoài, nhẹ nhàng rơi xuống chỗ cách vòng vây 5-6 mét, Trương Dương dùng lực cực kỳ xảo diệu, nắm bắt lực đạo cũng cực kỳ đúng chỗ. Nếu là người khác làm ra loại động tác này, Hà Hâm Nhan nhất định sẽ ngã rất thảm, trước tiên đưa Hà Hâm Nhan ra khỏi vòng vây. Như vậy hắn có thể toàn thần quán chú đối phó với đám người này. Trương Dương bắt lấy phần chuôi của một cây gậy, dùng hết sức kéo một cái, rút gậy ra khỏi tay đối thủ, sau đó tung cước đá đối phương bay ra, đụng vào một tên đồng bọn khác, hai người đồng thời ngã xuống đất. Hai cây gậy nhắm vào đầu Trương Dương mà đánh xuống, Trương Dương giơ gậy lên đỡ, tay phải hóa trưởng thành quyền. Bốp một tiếng đánh trúng bụng một tên, thăng Long quyền đệ nhất thức Long chiến vu dã. Từ lúc có được bộ quyền phổ đó, tuy tiến cảnh khá chậm, nhưng thức đầu tiên cũng đã luyện được có chút hỏa hầu lần này vừa hay lấy bọn này ra để diễn luyện một chút thằng ôn bị trương dương một quyền đánh trúng thân thể giống như diều đứt dây bay lên liên tục va vào ba đồng bạn sau đó mới rơi xuống đất đây vẫn là kết quả mà trương đại quan nhân hạ thủ lưu tình rồi trương dương thò tay ra bắt lấy cây gậy từ không trung rơi xuống lúc này những kẻ vây công hắn trên mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi trương dương mỗi tay cầm một cây gậy gầm lên một tiếng giống như hùng sư lao vào trận chiến chỉ thấy hắn vung vẩy hai tay, giống như bướm đập cánh, nhẹ nhàng đập lên người đám người này, một lát sau hơn chục người đều nằm bẹp trên đất, hắn đã sử dụng gậy như phán quan bút, phong bế huyệt đạo của đám người này, khiến bọn chúng mất đi sức chiến đấu. Chỉ còn lại tên áo đen công kích Trương Dương đầu tiên giang há miệng trợn mắt nhìn tất cả những cảnh này, sớm biết Trương Dương lợi hại như thế này, có đánh chết hắn cũng không tìm đến tên xui xẻo này, hắn thu hết can đảm, ôm quyền nói với Trương Dương, xin hỏi bằng hiếu, Cậu thuộc môn phái nào? Trương Dương ném hai cây gậy đi, từng bước tiến về phía hắn. Tên áo đen chỉ cảm thấy một cỗ áp lực cường đại từ bốn phương tám hướng ép về phía hắn. Hắn tung chân lên đá Trương Dương, nhưng bị Trương Dương nắm lấy bàn chân, rứt khoát lanh lẹ kéo chật khớp chân phải của hắn. Thuận thế đẩy một cái, điểm lên huyệt đạo của hắn rồi hất hắn ngã xuống đất. Trương Đại quan nhân cảm thấy vẫn chưa hả giận, vùng tay tát cho hắn một cái, nói Bố mày không môn không phái, chuyên đánh lũ cho chúng mày đấy trận chiến đấu phía An Ngữ Thần cũng đã kết thúc, với thân thủ của cô ta đối phó với sáu tên lưu manh căn bản là không đáng nói. Hà Hâm Nhan mang lòng đánh rắn dập đầu, đá thêm một cước vào bụng mỗi tên, cô ta cũng có chút uất hận, hôm nay bị ả à ảnh hậu hương cảng chơi sỏ một lần, vừa hay mượn những cái bao thịt này để chút giận. Hứa ra Dũng cùng viên lập ba đứng sánh vai ở cửa sổ, nhìn trang diện uy chấn bát phương trương đại quan nhân lấy ít địch nhiều ở quảng trường phía trước quán ba, hai người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, không ai ngờ được rằng sức chiến đấu của Trương Dương lại mạnh như vậy. Chỉ có Điền Bần là không cảm thấy có gì quá kinh ngạc, lúc trước hắn tận mắt nhìn thấy sự cường hãn và uy phong mà Trương Dương biểu hiện ra ở trong tai nạn mỏ đá Trương Ngũ Lâu, hôm nay những người mà Viên Lập Ba gọi đến so với ngày đó thì ít hơn nhiều. Điền Bần thở dài, nói, đây chính là quà gặp mặt của cậu à? Huynh đệ, tôi thấy chắc phải sư phụ của cậu ra tay thì may ra mới chắc ăn hắn cũng không phải là thổi phồng khí thế của người khác mà diệt uy phong của mình. Trương Dương này căn bản chính là một phần tử bạo lực, sử dụng bạo lực với hắn, đó chính là tự tìm bẽ mặt. Hứa ra dũng lại bật cười, thú vị lắm. Khi cảnh sát tới nơi thì Trương Dương đã dẫn hai cô gái nghênh ngang bỏ đi rồi. Xui xẻo nhất là những kẻ bị điểm trúng huyệt đạo, tên nào tên nấy nắm tại chỗ như bị tê liệt, viên lập ba cũng bật lực, chỉ đành mời sư phụ của hắn đến. Lương Bách Xuyên, sư phụ của viên lập ba nghe nói tới chuyện này thì cũng kinh ngạc vô cùng đám người công kích trương dương đại đa số đều là người của giang thành bách xuyên võ giáo người mặc áo màu đen chính là đồ đệ hoác trường vĩ của lương bách xuyên lương bách xuyên sắc mặt tái mét ông ta nối lại khớp chân của hoác trường vĩ sau đó thì giải quyết cho hắn hoác trường vĩ mặt mày xấu hổ gọi sư phụ hắn biết lần này rất mất mặt bách xuyên võ giáo nhiều người như vậy bị trương dương đơn thương độc mã giải quyết sạch nếu để truyền ra ngoài thì e rằng ở trong giới võ học sẽ bị người ta cười đến rụng cả răng. Lương Bách Xuyên giải huyệt cho các học sinh, lạnh lùng nói, quay về đã rồi nói. Vô luận khởi nguồn của lần này là ai, Lương Bách Xuyên đều rất không cao hứng, Trương Dương quá kiêu ngạo rồi, biết rằng những người này là đệ tử của mình mà không lưu lại một chút tình cảm và thể diện nào, cục tức này thật sự là khó mà nhịn được. Quay về xe, Lương Bách Xuyên vung tay tát cho viên lập ba một cái, nói, đây là chuyện gì hả? không có bản sự thì đừng có mà đi chọc người ta. Viên lập ba bị đánh, im lặng cúi đầu xuống, một lúc sau mới nói, hắn trêu gẹo bạn gái của Trương Huệ Khoan. Lương Bách Xuyên bĩu môi, Trương Huệ Khoan chính là thằng ôn gầy còi, cũng là đệ tử của ông ta. Ở Xuân Dương, ông ta cũng nghe nói tới tác phong bất hảo của Trương Dương, loại chuyện này phát sinh trên người hắn cũng không có gì là lạ cả. Lương Bách Xuyên trầm ngâm một lát rồi nói, bảo Trương Huệ Khoan tới đây, ta muốn hỏi hắn. Tô Tiểu Hồng đã đặc biệt bố trí một phòng VIP cho Trương Dương, còn mở một bình chi hoa sĩ 50 năm. An ngữ thần hiện tại có cái tật hế nhìn thấy chi hoa sĩ là có chút e sợ, cẩn thận ngửi ngửi, thử một chút rồi mới yên tâm uống. Trương Dương biết cô ta bị rượu giả của Ngưu Văn Cường dọa cho sợ rồi, khi Hà Hâm Nhan và An ngữ thần hát, Tô Tiểu Hồng đi tới cạnh Trương Dương, hỏi, Phương Tổng vừa mới đi, nghe nói các anh sẽ hợp tác xây dựng cảnh khu tường thành cổ à? Trương Dương cười nói, đúng vậy, Tô Tiểu Hồng đảo mắt, nói Trưởng phòng Trương xem xem có thể chiếu cố tới chỗ tôi không. Trương Dương cười nói, chỗ tôi là làm du lịch văn hóa, còn cô là làm về giải trí mà. Tô Tiểu Hồng liếc hắn một cái, nói Trưởng phòng Trương, không ngờ trong lòng anh vẫn coi tôi là một tú bà hành nghề chăn dắt, khinh thường người ta có phải không hả? Trương Dương cợt nhả nói, không phải là khinh thường ai cả, cô làm giải trí vẫn là thích hợp nhất, đi làm du lịch thì khuất tài quá. An ngữ thần nghe hai người họ nói chuyện mà không nhịn được cười. Cô ta nói với Trương Dương, An ra chúng tôi ở Giang Thành đầu tư nhiều tiền như vậy. Cảnh khu chùa Nam Lâm còn chưa làm xong mà phía anh đã chuẩn bị bắt đầu từ số không rồi. Phải chăng là có chút không được phúc hậu lắm? Tô Tiểu Hồng lúc này mới biết An ngữ thần là cháu của An Chí Viễn. Trong lòng lập tức có thêm mấy phần cẩn thận. Dẫu sao thì trước mắt An Đức Hằng và Phương Văn Nam là đối thủ trên thương trường. An Ngữ Thần nói thế nào đi chăng nữa thì cũng là đại biểu cho lợi ích của An gia, có những lời vẫn không thể nào nói quá tùy ý được. Trương Dương nói, Giang Thành lớn như vậy, không thể nói chuyện gì cũng đều xoay quanh An gia các cô, tiểu yêu, chuyện hôm nay cô cũng thấy rồi đó, chú năm của cô chiếm nhà máy dệt khiến trời giận người oán, người ta thoáng cái đã ập tới chùa Nam Lâm, suýt chút nữa thì đốt luôn cả chùa miếu đấy. An Ngữ Thần nhẹ giọng nói ra một tin tức khiến Trương Dương và Tô Tiểu Hồng đều cảm thấy kinh hãi sau này tôi sẽ phụ trách sự vụ cụ thể khai phá du lịch Giang Thành. Đối với Trương Dương mà nói thì đây là một tin mừng, đối với Tô Tiểu Hồng mà nói thì đây là một tin cơ mật của thương nghiệp. Cô ta nghĩ rất nhiều, đây phải chăng có nghĩa là An Gia muốn thông qua An Ngữ Thần để hòa giải với Trương Dương. Nếu bọn họ cởi bỏ khúc mắc đối với Phương Văn Nam mà nói thì không phải là chuyện tốt đẹp gì. Mỗi một người đều có tâm tư của riêng mình, tiếng bài hát chậm rãi vang lên, Hà Hâm Nhan biểu diễn bài, tuyết đang cháy. Như than như khóc, cực kỳ động lòng, khiến sức chú ý của tất cả mọi người đều bất giác tập trung lên người cô ta. Hát xong ca khúc này, Tô Tiểu Hồng và An Ngữ Thần đồng thời vỗ tay. Trương Dương nhìn về phía Hà Hâm Nhan với ánh mắt khen ngợi, "Than, tôi nói nè cô bé, em có thể không khoe khoang như vậy có được không?" Tô Tiểu Hồng nói với giọng chân thành, "Hát hay như vậy, nếu Hà tiểu thư bằng lòng thì có thể tới hộp đêm của chúng tôi làm sướng ca thủ, phương diện thủ lao tôi nhất định sẽ khiến cô hài lòng." hà hâm nhan còn chưa nói gì thì trương dương đã lắc đầu nói chị tô chỗ chị phức tạp lắm tiểu cô nương người ta vẫn còn rất đơn thuần không thích hợp đâu tô tiểu hồng trừng mắt lường trương dương nghe ra thằng nhóc này căn bản là vẫn luôn khinh thường mình nhưng há vẫn giải thích một cách giấu đầu hở đuôi tôi không có ý kinh thường chị đâu chỉ là cảm thấy không thích hợp thôi an ngữ thần nói khẽ hà tiểu thư có điều kiện tốt như vậy vì sao không phát triển ở ngành ca hát nếu cô bằng lòng tôi sẽ giới thiệu cho mốt một nhà sản xuất nổi tiếng của Hương Cảng, An Gia của chúng tôi cũng có chút cổ phần trong hãng đĩa. Hà Hâm Nhan cười nói, tôi đối với ngành giải trí không có nhiều hứng thú, ca hát cũng chỉ là sở thích thôi. An Ngữ Thần nói với vẻ chân thành, có điều kiện tốt như vậy mà không phát triển là vô trách nhiệm đối với bản thân. Hà Tiểu Thư, tin tôi đi, tôi là thật lòng muốn giúp cô mà. Điện thoại của Trương Dương đột nhiên gieo chuông, hắn thấy số rất lạ, nhưng vẫn cầm lên nghe, thấy một giọng nói trầm thấp ở đầu dây bên kia vang lên, Trương Dương phải không? Là tôi, tôi là Lương Bách Xuyên, thứ bảy cậu có rảnh không? Tôi muốn mời cậu uống trà. Đại danh của Lương Bách Xuyên ở trong giới võ lâm Giang Thành không có ai là không biết, ông ta mời Trương Dương uống trà, chẳng khác nào là đề xuất khiên chiến với Trương Dương. Ngày trước khi còn ở xã Hắc Sơn Tử Trương Dương từng có duyên gặp mặt một lần với Lương Bách Xuyên lúc đó hắn và đồ đệ nghiêm phục sinh của lương bách xuyên phát sinh một số xung đột lương bách xuyên lưu lại cho hắn ấn tượng cũng có chút phong phạm tông sư cảm giác còn là một người rất thấu tình đạt lý ông ta chủ động tìm mình chừng tỏ những người hôm nay vây công mình có liên quan tới ông ta trương dương thầm nghĩ đồ đệ đánh không lại người ta sư phụ cũng phải lên thôi hắn đương nhiên không tỏ ra yếu kém mỉm cười nói lương sư phụ có được lời mời của ông thực sự là vô cùng vinh hạnh ông nói địa điểm đi Án Hương Các, núi Mai Hoa ở ngoại thành phía Đông Giang Thành, vào lúc 9 giờ tối ngày thứ bảy. Được, tôi nhất định sẽ đến đúng giờ. Trương Dương đặt điện thoại xuống, bắt đầu suy nghĩ chuyện xảy ra ở ngư quán tối nay có phải là một mưu kế đã được vạch trước hay không? Hắn cơ hồ có thể khẳng định người của Bách Xuyên võ giáo nhất định là có âm mưu, có điều loại người võ lâm có thân phận như Lương Bách Xuyên chắc sẽ không làm ra loại hành vi nhỏ nhặt như vậy, chẳng lẽ chuyện này có liên quan tới hứa gia dụng ư? Bọn họ ở hộp đêm Kim Tôn tới 11 giờ tối thì về, Trương Dương bắt xe đưa An Ngữ Thần về đế hào thịnh thế, An Đức Hằng tối đó cũng sống ở đây. Trương Dương vốn định an bài một căn phòng cho Hà Hâm Nhan ở đây, nhưng Hà Hâm Nhan lại kéo hắn đi ăn thịt nướng, cô bé này thật là ham chơi quá thể. Ấn tượng của Hà Hâm Nhan đối với Giang Thành vẫn rất không tồi, cô ta hào sảng chạm cốc với Trương Dương, một hơi uống cạn, Trương Dương khen, chỉ bằng tử lượng này của em đã có thể được tính là nữ trung hào kiệt rồi. Nam nhân bình thường nhìn thấy em cũng phải chạy mất. Hà Hâm Nhan cười nói, anh cảm thấy em xấu vậy à? Cũng không phải, em còn có mấy phần tư sắc, thật sự nếu động lòng cũng có thể câu dẫn được hai người. Phi, anh đúng là miệng chó không mọc được nà voi." Hà Hâm Nhan nói xong không nhịn được mà bật cười. Tần Truyền Lương gắp một hạt lạc bỏ vào miệng, "Cô bé, nghĩ cho kỹ đi, đề nghị của An Ngữ Thần không tồi đâu, anh thấy em rất có tài, đừng bỏ lỡ cơ hội." Hừ, em sẽ suy nghĩ, Hà Hâm Nhan lần này đáp ứng rất thống khoái, cô ta không khỏi nói với vẻ hâm mộ, ăn nữ thần lợi hại nhỉ, em nghe cô ta gọi anh là sư phụ, vậy võ công cô ta đều là anh dạy à? Hay là anh cũng dạy em đi, em cũng bái anh làm sư phụ, nhưng Hà Hâm Nhan lập tức lại lắc đầu, bỏ đi, em không muốn làm đồ đệ của của anh đâu. Trương Dương mỉm cười nhìn cô ta, hỏi, vậy em muốn làm gì của anh? Câu này lộ ra một cỗ vị đạo ám nguội. Hà hâm nhan xem ra đã ngà ngà say rồi, thản nhiên cười nói, nam nhân quả nhiên không có ai tốt cả. Cái gì, em đừng có vơ đúa cả nắm như vậy có được không? Hà hâm nhan uống một ngụm rượu, nói thoải mái quá, rời khỏi đông giang, thay đổi hoàn cảnh một chút, cảm giác cả người như khác hẳn, trương dương, em mệt rồi. Anh đưa em tới khách sạn. Đừng phiền phức như vậy, em tới nhà anh ở. Hà, trương đại quan nhân sừng sốt, hà hâm nhan phải chăng là muốn quên mình vì nghĩa hà hâm nhan cười nói có thể tiết kiệm thì tiết kiệm yên tâm em đảm bảo sẽ không làm phiền anh đâu vấn đề là anh có đảm bảo hay không kìa hà hâm nhan thở dài nói cũng đành chịu thôi anh lợi hại như vậy lại giỏi đánh nhau như vậy nếu thật sự muốn làm ra chuyện xấu gì một cô gái yếu đuối như em chỉ có thể nghe theo mệnh trời thôi audio điện tử võ tấn bền Trương Dương lắc đầu, mẹ nó, lúc khảo nghiệm nguyên tắc tính đảng của mình tới rồi. Chỗ mà bọn họ ăn đồ nướng cách khu nhà mà Trương Dương thuê không xa, đã là không giờ đêm rồi, người và xe cộ đi lại trên đường đều đã rất ít. Hà Hâm Nhan vừa lầm bầm hát vừa nhẹ nhàng xoay tròn, xem ra tâm tình của cô ta tối nay rất khá. Trương Đại Quan Nhân mỉm cười nhìn Hà Hâm Nhan, không biết có phải là vì hơi men hay không mà trong người lại có chút nóng nóng. Hắn nhìn về mặt hồ ở xa xa, gió mát tạt vào mắt khiến đầu óc của hắn tỉnh táo hơn một chút. Mình và Hà Hâm Nhan tuy rất thân nhau, nhưng dẫu sao trước giờ vẫn chưa từng nghĩ về phương diện đó, có lẽ người ta chỉ coi mình là bạn bè, ngàn vạn lần đừng có nảy sinh tàn niệm. Trương Dương một mực cho rằng bản thân mình không phải là một người xấu, ít nhất thì cũng không phải là người thừa lúc người ta yếu đuối mà nhảy vào, hiếm có nhất là thằng ôn này cho rằng mình trên phương diện cảm tình không phải là một kẻ tùy tiện, hắn bắt đầu ý thức được rằng sự phiền phức trên phương diện tình cảm của mình đã không ít rồi, có một số chuyện bớt dây vào là tốt nhất. Điều này cũng có chút liên quan tới tính tình của Hà Hâm Nhan, cô ta là một người dám yêu dám hận, khiến một cô gái như thế này yêu mình cũng không phải là một chuyện tốt. Đi tới trước cửa phòng của Trương Dương, Hà Hâm Nhan không ngờ lại có chút do so dự, cô ta lý nhí nói, em lại có chút hối hận rồi, hay là em tới khách sạn ngủ vậy? Trương Dương cười nói, lăn tăn ít thôi, anh không xấu như trong tưởng tượng của em đâu, anh có phòng khách mà. Hắn móc chìa khóa ra mở cửa phòng, Hà Hâm Nhan có chút thấp thỏm theo hắn tiến vào. Trương Dương thuận tay ném chìa khóa lên bàn, nói anh đi tắm trước, em tự chọn phòng đi. Hắn nhìn ra sự đắn đo của Hà Hâm Nhan, không khỏi cười nói, thật sự coi chỗ này của anh là hang sói à. Cùng lắm thì em khỏa trái cửa phòng lại. Hà Hâm Nhan nói, chỉ là một cái cửa phòng thì làm sao mà cản được anh. Đây là lời nói thực, trường đại quan nhân võ công cái thế, cánh cửa mỏng manh này căn bản không đỡ nổi một quyền của hắn. Em hạ thấp năng lực kiềm chế của anh và cũng đề cao sức dụ hoặc của em quá rồi đó. Trương đại quan nhân ném lại một câu cuối cùng, sau đó thì bước vào phòng tắm. Hà hâm nhan nhìn bóng lưng của hắn, có chút xấu hổ mỉm cười, cô ta ngồi trên salon, mở tivi ra xem, thở dài một hơi để tâm tình được thả lỏng. Mắt nhìn chằm chằm vào màn hình tivi, trong đầu thì lại hồi tưởng lại tình cảnh của mình và Trương Dương từ lúc quen nhau tới nay, khóe miệng Hà Hâm Nhan không khỏi bất giác lộ ra một nụ cười ấm áp. Cô ta đột nhiên ý thức được địa vị của thằng nhóc vì tiện kiêu ngạo bất tuân này ở trong lòng cô ta là càng lúc càng quan trọng, cô ta không thể coi khinh sự tồn tại của loại tình cảm này, nhưng nhớ tới những mỹ nữ thay đổi như đèn kéo quân ở bên cạnh Trương Dương, Hà Hâm Nhan không khỏi nhíu mày, trong lòng người ta có thể là chưa từng có hình bóng của mình. Rõ ràng biết đây là một hố lửa nhưng mình lại vẫn cứ lao đầu vào. Nghĩ tới đây cô ta không khỏi có chút mất mát, mệt mỏi ngáp một cái, đúng vào lúc này, trong phòng đột nhiên chìm vào trong bóng tối, hà hâm nhan hô lên kinh ngạc trương dương, mất điện rồi. Gan của cô ta tuy rất lớn, nhưng đột nhiên rơi vào trong bóng tôi vẫn khiến cô ta có chút sợ hãi. Trương Dương đầu đầy xà phòng, lớn tiếng hô, trong tủ tivi có bật lửa và nến đấy. Hà Hâm Nhan lần mờ đi tới trước tivi, từ trong tủ tivi tìm được bật lửa và nến, cô ta hô to, chỗ các à hát, hát thường hay mất điện lắm à. Trong phòng tắm lại vang lên tiếng nước róc rách, Trương Dương không trả lời. Hà hâm nhàn biểu biểu môi, quẹt lửa nhưng lại không thấy cháy, xem ra đá lửa hỏng mất rồi, cô ta chán nản lắc đầu, bật lửa hỏng mất rồi. Thật là phiền phức, Trương Dương sờ soảng rửa sạch bọt xà phòng trên người rồi quấn khăn chạy ra. Hà hâm nhan một tay cầm nến, một tay cầm bật lửa ngồi trên salon, nghe thấy tiếng bước chân của trương dương cô ta cảm thấy yên tâm hơn gọi trương dương trương dương khịt khịt mũi mùi gì thế hà hâm nhan được hắn nhắc nhở liền hít hít trong không khí sặc sụa mùi hơi ga hơi ga ư trương dương nói tự dưng đi đụng tới nó làm gì hắn cất bước về phía phòng bếp sờ so soạng tiến đến trước bệ bếp phát hiện hai cái van ga đều được mở to hắn cười khổ nói em sơ ý quá đấy không đánh được lửa thì cũng đừng có mở van ga ra chứ nếu phát hiện chậm một chút, e rằng hai người chúng ta đều bị ngạt chết rồi. Hà Hâm Nhan bước vào phòng bếp theo, tràn đầy kinh ngạc, nói em căn bản là không hề tiến vào nhà bếp mà, là anh tự mình quên đóng thì có. Trương Dương thò thay ra đóng van ga, đột nhiên nghe thấy tiếng hộp bát âm rất êm tai, hắn quay người lại nhìn, thấy một chiếc hộp nhạc ở trên chạn bếp vang lên, hộp nhạc đó phun ra một ngọn lửa, ngọn lửa đó gặp phải không khí tràn đầy khí ga, đột nhiên biến thành sáng rực lên hai mắt trương dương trợn tròn hắn trong nháy mắt ý thức được gì đó đột nhiên quay người lại xông ra khỏi phòng bếp giang hai tay ra ôm lấy người hà hâm nhan đè cô ta lên trên giường hà hâm nhan không hiểu động cơ của hắn còn cho rằng là hắn nổi thú tính muốn phi lễ với mình rít lên một tiếng cắn mạnh lên vai hắn lửa nhanh chóng lan rộng ra trong phòng bếp dày đặc khí ga lập tức dẫn nổ một quầng lửa trói mắt từ trong phòng bếp bắn ra theo đó là một tiếng nổ đinh tai nhức óc ngọn lửa rừng rực giống như một con rồng từ cửa phòng bếp phun ra nhanh chóng lan rộng ra tới cả phòng khách sóng nhiệt cường đại quật cho sa lông lật nhào lửa liếm qua phần trên của sa lông chiếu sáng cả khuôn mặt của trương dương và hà hâm nhan thân thể của bọn họ vì sa lông bị lật mà cũng lăn vào góc tường cửa sổ thủy tinh trong phòng vì không chịu nổi áp lực cường đại mà vỡ tan mảnh thủy tinh bay khắp nơi cả căn phòng khách đều chìm ngập trong biển lửa trương dương ôm hà hâm nhan lên sau khi nổ nhanh chóng dẫm lên sa lông, dùng thân thể đụng vỡ cửa sổ, từ đó mà nhảy ra ngoài. Cho tới sau khi rơi xuống đất, Hà Hâm Nhan vẫn còn chìm đắm trong sự kinh hãi của vụ nổ, cả người đều đần ra không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trương Dương dùng thân thể bảo vệ cô ta, còn bản thân hắn thì không được may mắn như vậy, cái khăn tắm đã bốc cháy, trên người cũng bị bỏng rất nhiều chỗ, hắn liên tục lăn mấy vòng trên thảm cỏ, dập tắt lửa trên người. Vụ nổ ở trong nhà Trương Dương rất nhanh liền đánh thức cư dân của cả khu nhà, không ít người đều chạy tới xem, tóc Trương Dương bị cháy không ít, khăn tắm cũng bị cháy ra mấy cái lỗ lớn, không che được thân thể, trên mặt cũng bị khói hun cho chỗ đỏ chỗ đen, trông cực kỳ thảm hại. Đội phòng cháy chữa cháy sau khi nhận được điện thoại rất nhanh liền chạy tới đây, đội viên phòng cháy chữa cháy nhanh chóng tiến vào hành động dập lửa khẩn cấp. Hà Hâm Nhan và Trương Dương hai người khi tiếp nhận điều tra có một ký giả báo sáng tới chụp ảnh bọn họ lia lịa trương dương cả bụng đầy lửa giận gầm lên con mẹ nó chụp cái gì mà chụp tên ký giả đó nhìn thấy vẻ mặt của trương dương bất thiện ý thức được hắn muốn cướp máy ảnh của mình vội vàng lẩn vào trong đám người rồi chạy mất trương dương đi chân trần lại thêm xung quanh đầy người đang đứng xem náo nhiệt cũng không tiện truy cản chỉ đành bỏ qua đợi khi đội phòng cháy chữa chạy điều xa xong tình hình thì trời cũng đã sáng rồi bọn họ nhận định sơ bộ rằng vụ cháy lần này là bởi vì trương dương quên đóng van ga sau khi bắt lửa liền dẫn tới vụ nổ trương dương thì biết rằng chuyện này không hề đơn giản như vậy hắn cho rằng nhất định có người phóng hỏa có điều lửa đã xóa hết toàn bộ chứng cứ rồi hắn tuy rằng luôn miệng nói có người phóng hỏa nhưng trong nhất thời lại không tìm được chứng cứ căn cứ theo điều tra hiện trường của đội phòng cháy chữa cháy trên cơ bản nhận định là sau khi khí ga dò dỉ thao tác không thỏa đáng mà dẫn tới hỏa hoạn xử lý xong chuyện ở hiện trường, Trương Dương và Hà Hâm Nhan tìm một nhà nghỉ ở gần khu nhà, Trương Dương trên người có rất nhiều chỗ bị bỏng, tuy bỏng không nặng, nhưng trên người vẫn nổi không ít bỏng nước, đau đến nỗi khiến cho hắn cả đêm không ngủ nổi. Sáng sớm ngày hôm sau, Hà Hâm Nhan đi ra ngoài mua quần áo cùng với cao chữa bỏng cho hắn, về phòng hắn giúp hắn lau rửa vết thương, lại thấy trên lưng Trương Dương chỗ nào cũng bị bỏng đến đỏ bừng, lại còn có mấy chục cái bọng nước to nhỏ khác nhau, lại thêm trên đầu vai trương dương còn có một hàng vết răng lấm tấm máu chính là đêm qua do cô ta cắn hà hâm nhan nhìn thảm trạng của trương dương mũi cay cay mắt không ngờ lại đỏ lên ôn nhu hỏi có đau không trương dương lắc đầu nói không sao không phải là trọng thương gì cả ái khi hà hâm nhan bôi cao chữa bỏng cho hắn thằng nhóc này vẫn không nhịn được mà rên lên đau đớn thay xong quần áo mà hà hâm nhan mua cho mình trương đại quan nhân bước tới trước gương để ngắm thấy tóc mình đã bị đốt trụi, trông cực kỳ khó coi, giống như là bị bệnh dụng tóc vậy. Tóc hà hâm nhan cũng bị cháy một chút, có điều con gái tóc dài, cũng khó mà nhìn ra được. Trường đại quan nhân vẫn rất chú trọng hình tượng, hắn tới một cửa hiệu cắt tóc ở ven đường, bảo người ta ca ọ trọng đầu cho hắn. Đầu chọc nhẹ nhóm mát mẻ, Trương Dương quay về nhà mình thuê, ở cửa sổ và cửa chính toàn là dấu vết của khói hun lửa đốt, hắn dẫm lên cho bụi bước vào trong phòng, tối qua tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên, nhất định là có người đã lẻn vào trong phòng mở van ga từ trước, sau đó đặt cái hộp nhạc tự động đánh lửa ở đó. Trương Dương quan sát kỹ càng một lượt căn phòng bếp đã bị thiêu rụi, nhưng không phát hiện ra thứ gì khả nghi. Trương Dương dám xác định rằng lần này tuyệt đối không phải là chẳng may, nhất định là có người đặt bẫy hỏng mưu sát mình. Thậm chí ngay cả việc mất điện cũng là tính toán trước, sau chuyện điều tra mới biết, lúc đó mất điện là bởi vì cầu chỉ bị đứt, nếu lúc đó bật lửa không phải là bị hỏng đá đánh lửa, Hà Hâm Nhan mà châm lửa lên thì hậu quả càng khó bề tưởng tượng hơn. Hà Hâm Nhan cũng bớt chút thời gian đi sửa lại tóc trở về, đứng ở trước cửa nhìn cảnh tượng hoang tàn ở trong nhà, không nhịn được mà thở dài, nói, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Tất cả những gì phát sinh tối qua đều quá đột nhiên, cô ta tới hiện giờ vẫn không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, chỉ nghe Trương Dương nói rằng có người đặt bẫy muốn mưu sát hắn. Trương Dương cười nói, có thể là anh đắc tội với ông trời rồi hắn cúi người xuống từ dưới sàn nhà bếp cầm lên một mảnh hộp nhạc lên đây là một cái bánh răng ở bên trong chỉ từ bộ phận linh tinh này chắc khó mà tìm được manh mối đi thôi hà hâm nhan nhẹ nhàng gọi nhìn căn phòng lộn xộn cô ta đột nhiên cảm thấy sợ hãi trương dương gật đầu quay người đi xuống lầu ở dưới lầu gặp an nữ thần nghe tin chạy đến trương dương kinh ngạc trước tin tức linh thông của an nữ thần cô sao lại biết vậy An ngữ thần thấy Trương Dương bình an vô sự thì mới yên tâm, nhưng sau khi thấy cái đầu chọc của hắn thì không nhịn được cười, cô ta cũng nhìn lên mặt Hà Hâm Nhan với ánh mắt ý vị thâm trường. Hà Hâm Nhan mẫn rưỡi cảm giác được trong ánh mắt của cô ta ẩn chứa thâm ý, thế là khuôn mặt hơi nóng lên. An ngữ thần ném một tờ báo cho Trương Dương, trưởng phòng Trương, anh hiện tại thành đại danh nhân của Giang Thành rồi. Trương Dương mở báo sáng Giang Thành ra đọc, thấy trên trang ba đặc biệt nói tới trận hỏa hoạn sáng nay, Điều khiến Trương Dương tức giận nhất là tấm ánh chụp mình trong lúc sứt đầu mẻ chán không ngờ lại được đưa lên. Hà hâm nhan thì chỉ lộ ra bóng lưng, tuy là như vậy, song phối hợp với lời văn bên trên thì khiến người ta cả thấy rất ám muội. Buổi tối, khoảng 0 giờ, trong một chung cư ở Nhã Hồ phát sinh hỏa hoạn, một đôi nam nữ đang yêu nhau suýt chút nữa thì táng thân trong biển lửa. Lúc phát sinh vụ nổ, đôi nam nữ này may mắn đang ở trên salon, sóng xung kích của vụ nổ hất hai người từ cửa sổ tầng 3 xuống, nhưng khi rơi xuống thảm cỏ không ngờ lại bình yên vô sự một cách rất thần kỳ căn cứ theo điều tra trận hỏa hoạn này là bởi vì do gì khi ga trương dương nghiến răng nghiến lợi mắng nói năng linh tinh hắn nhìn phần ghi tên ký giả hàn đức cường trong lòng thầm ghi nhớ kỹ cái tên này di động của trương dương cũng bị hủy trong vụ nổ tính toán sơ lược một chút chỉ phương diện tài sản thôi cũng tổn thất hơn hai vạn đồng tiền tài chỉ là vật ngoài thân hắn không hề để ý nhưng điểm nghi vấn của chuyện này thực sự là quá nhiều, hắn phải điều tra rõ ràng, rốt cuộc là ai muốn dồn hắn vào chỗ chết. Trương Dương bảo An Ngữ Thần đưa Hà Hâm Nhan tới trạm xe lửa để về Đông Giang, kể ra Hà Hâm Nhan cũng xui xẻo, 5.000 đô la Hồng Kông cực khổ kiếm được cũng bị cháy sạch trong trận hỏa hoạn rồi, có điều cô bé này cũng không để tâm, giá trị của kim tiền so với sinh mạng thì quả thực là không đáng để nhắc tới. Trương Dương trực tiếp tới ký túc xã nhà máy máy móc điện tử, tìm tính báo viên thường hảo của Cục Quốc An, thường hảo nghe hắn kể xong chuyện tối qua, nhíu mày nói, anh có thể xác định rằng cái hộp nhạc đó không phải là đồ của anh không? Trương Dương gật đầu rất dứt khoát, nói tôi có thể xác định, cái hộp nhạc đó tôi trước giờ chưa thấy bao giờ. Hơn nữa cái van ga cũng không phải là tôi mở. Thường Hạo nói, căn cứ vào tình huống mà anh kể lại, cái hộp nhạc đó chắc là một thiết bị hẹn giờ, tới thời gian nhất định sẽ chuyển động phát ra tiếng nhạc, bên trong lắp đồ đánh lửa, Đối phương đã mở van ga từ trước, ga sau khi gặp lửa sẽ sinh ra vụ nổ. Nhất định là như vậy, có người muốn mưu sát tôi." Trương Dương tức giận nói. Chương 149: Đối đầu gay gắt. Thường Hạo nói, đây không phải là thủ đoạn bình thường, người bình thường cho dù muốn giết anh cũng không dùng thủ đoạn phức tạp như vậy, hắn tính toán khá chu mật, cho dù chuyện có bị phát hiện thì cũng sẽ không có đầu mối mà truy tìm, anh nghĩ kỹ lại xem rốt cuộc đã đắc tội với ai. Trương Dương nhíu mày, người mà hắn đắc tội thực sự là quá nhiều, nhưng hận mình tới mức hạ sát thủ thì chắc là không có mấy người. Người mà hắn nghĩ tới đều tiên chính là An Đức Hằng, có điều nghĩ thấy hắn và An Đức Hằng trước mắt chỉ có xung đột trên lợi ích. Nếu An Đức Hằng có hiểm nghi, vậy thì bọn Vương Học Hải cũng đáng ngờ, người mà hắn đắc tội trên chính trị còn nhiều hơn nhiều, nhưng dám ám sát mình chắc chẳng có mấy người. Thường hạo từ vẻ mặt của hắn nhìn ra rằng hắn cũng chẳng có manh mối gì, liền cúi đầu than khẽ anh tự mình cẩn thận một chút lần sau đi chọn phòng, tôi có thể giúp anh bày biện pháp an ninh. Trương Dương cười nói, không cần phải khoa trương như vậy đâu. Hắn đặt cái bánh răng lên bàn, đứng dậy nói, cậu cứ giúp tôi tra xem liệu có thể tìm thấy manh mối gì không. Con mẹ nó, thật là phiền chết đi được, còn phải tới đơn vị một chuyến. Trương Dương về tới cục du lịch mới biết hôm nay đã có rất nhiều người tới tìm mình, điện thoại thì càng nhiều không kể xiết, xem ra người quan tâm đến hắn cũng không ít tất cả mọi người thấy Trương Dương thì không có ai là không biểu lộ ra vẻ cực kỳ hứng thú với cái đầu chọc của hắn. Phó Cục trưởng Cao Hưng Quý vừa bị xử phạt cảnh cáo trong đảng từ xa đã nhìn thấy cái đầu chọc của Trương Dương, không nhịn được mà mắng khẽ hình tượng gì vậy. Lưu manh xã hội đen à, giọng nói của hắn tuy rất nhỏ, nhưng vẫn bị Trương Dương mắt tinh tai thính nghe được, Trương Dương ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy sát cơ chiếu lên mặt Cao Hưng Quý, dọa cho Cao Hưng Quý dùng mình sợ hãi, vội vàng trốn vào trong phòng làm việc. Chu Hiểu Vân đưa cái mũ lưỡi chai màu đen của mình cho Trương Dương, nói, xếp, anh đội lên đi, để tránh người ta cứ nhìn chầm chầm vào đầu anh. Trương Dương mỉm cười, cầm lấy cái mũ rồi điều chỉnh lại độ to nhỏ, sau đó đội lên đầu. Hắn nhắm mắt lại nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, chuyện này không thể cứ vậy mà bỏ qua được. Nghĩ một vòng, hắn vẫn đặt điểm hoài nghi lớn nhất lên người An Đức Hằng, muốn sau này được bình an thì phải sớm diệt trừ hết ẩn hoạn ở bên cạnh, vào lúc đang mải tính toán trong đầu thì điện thoại reo chuông. Trương Dương cầm điện thoại lên, là cục trưởng cục công an thành phố Giang Thành Điền Khánh Long gọi, thông qua một loạt các sự kiện gần đây, quan hệ giữa Điền Khánh Long và Trương Dương biến thành cực kỳ mật thiết, cho nên vừa nghe thấy một vụ cháy nho nhỏ cũng chủ động gọi điện thoại tới hỏi thăm. Điền Khánh Long trước tiên hỏi thăm tình hình của Trương Dương một chút, xác định hắn không có việc gì thì mới an tâm, nói tôi bảo người đi khảo sát hiện trường rồi, từ tình hình nắm được trước mặt, chắc không có hiện tượng người ngoài phóng hỏa. Trương Dương trước giờ luôn mang thái độ hoài nghi đối với năng lực của Cục Công an Giang Thành, nếu không thì hắn cũng không muốn đi nhờ Thường Hảo giúp đỡ làm gì. Tuy hoài nghi là người khác phóng hỏa, nhưng hiện tại cũng không có chứng cứ xác thực nào, Trương Dương quyết định trước tiên sẽ xử lý chuyện này một cách khẽ khàng, nếu lập án ngược lại sẽ khiến cho kẻ nấp trong bóng tối muốn ngư hại mình sẽ cảnh giác hơn. Nghĩ tới đây, Trương Dương trước tiên là cảm tạ sự quan tâm của Điền Khánh Long, sau đó quy kết chuyện này cho nguyên nhân là mình quên không khóa văn ga. Điền Khánh Long cũng vui vì chuyện này chỉ là không may, dẫu sao thì gần đây chuyện phát sinh, thật sự là quá nhiều, tới hiện giờ vụ án anh em họ tặng bị bắn lén ở quảng trường khu khai phá vẫn chưa có manh mối gì, hắn cũng không muốn dính thêm phiền phức nữa. Hắn gọi điện thoại cho Trương Dương không chỉ là quan tâm hỏi thăm, cũng là bởi vì Phó Thị trưởng Lý Trường Vũ tạo cho hắn một số áp lực, bản thân Trương Dương đã cho rằng lần này là chuyện không may, vậy chuyện này cũng có thể đặt một dấu chấm hết ở đây rồi. Vừa gác điện thoại cho Điền Khánh Long xong, Chu Hiểu Vân từ bên ngoài bước vào, nói, xếp, cục trưởng cổ bảo anh tới nhà máy dệt để họp. Họp cái gì? Trương Dương lộ ra vẻ kinh ngạc. Nói là tọa đàm với công nhân nhà máy dệt, khu lý chỉ tên bảo anh tham gia. Cuộc họp hòa giải lần này do khu văn uyên dẫn đầu, bí thư khu ủy Phạm Bá hỉ, khu trưởng tiền trường kiện, cục trưởng cục công an khu vực Tiết Thành Cương, cục trưởng cục di vật văn hóa khu thường tại, trưởng phòng phòng mở rộng thị trường của Cục Du lịch là Trương Dương đại biểu bộ chỉ huy cảnh khu chùa Nam Lâm và khu Văn Huyên dự họp. Phía nhà máy dệt thì có quản đốc kiêm bí thư đảng ủy Trương Tường, Chủ tịch công đoàn Lý Trường Văn, còn có 5 đại biểu do công nhân chọn ra. Lúc Trương Dương đến, trong phòng họp nhỏ đã ngồi đầy người rồi. Hắn tìm chỗ trống rồi bước tới ngồi xuống cạnh an nữ thần, nhưng lập tức phát hiện chỗ mình ngồi có chút không đúng, hội đàm ba phía mình nên ngồi ở phía bộ chỉ huy, giờ ngồi mẹ nó nhầm ở ghế của đại biểu phía hương cảng rồi. Ăn đức hằng nhíu mày, rõ ràng là có chút không vui vì sự xuất hiện của thằng ôn này. Trương Dương nhìn thấy vẻ mặt của hắn, trong lòng nảy sinh cảm giác vui mừng, con mẹ nó, mày càng không thích thì tao càng muốn ngồi ở chỗ này. Hắn giơ tay lên cởi cái mũ lưỡi chai rồi đặt lên bàn, cái đầu chọc lập tức hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Phạm bá hỉ ngạc nhiên nhìn đầu thằng ôn này, đột nhiên phun ra một câu, kiểu tóc của trưởng phòng trương hay quá. An ngữ thần không nhịn được, bật cười khúc khích, cô ta vừa cười, lại khơi dậy không ít tiếng cười có thiện ý, bầu không khí trầm muộn lập tức dễ chịu không ít. Sau khi tiếng cười dừng lại, bầu không khí của hiện trường lại rơi vào yên lặng, phạm bá hỉ hắng giọng nói, mọi người đều đến đủ rồi, chúng ta mở họp thôi, hôm nay tổ chức hội nghị này, mục đích chính là để giải quyết vấn đề, cho nên chúng tôi muốn nói thẳng và dứt khoát, có lời gì, có ý kiến gì thì chúng ta cứ nói ra trước mặt nhau đi hắn cầm chén trà trước giờ không rời khỏi người lên uống một ngụm, sau đó nói, tình huống ngày hôm qua tôi không có mặt ở đây nên không rõ, nhưng không ít đồng chí của chúng tôi đã tận mắt nhìn thấy, tự mình trải qua. Hắn nhìn về phía khu trường tiền trường kiệt, nói tiếp theo mời khu trường tiền phát biểu. Hiện trường không có ai vỗ tay cả, loại hội nghị này hình như cũng không thích hợp vỗ tay, trên mặt tiền trường kiện không có bất kỳ nét cười nào, vẻ mặt ngưng trọng, nói chuyện hôm qua, rất nhiều người chúng tôi ở hiện trường đều tự mình trải qua, tôi muốn hỏi, trước khi các bạn có loại hành động quá kích như vậy, có từng nghĩ tới chế độ pháp luật của quốc gia chúng ta không? Có từng nghĩ tới hậu quả của việc làm đó không? Có nghĩ tới tổn thất đối với tài sản của nhân dân và quốc gia là bao lớn không? Có nghĩ tới sẽ tạo thành ảnh hưởng ác liệt như thế nào không? Ngữ khí của hắn ta vô cùng nghiêm khắc. Một đại biểu của nhà máy lấy hết dũng khí Nói, mục đích biểu tình của chúng tôi không phải là muốn đối kháng với chính phủ, chúng tôi chỉ muốn khiến các cơ quan chính phủ chú ý, muốn để lãnh đạo các anh nghe tiếng lòng của tầng lớp công nhân chúng tôi, về sau cục diện mất đi sự khống chế cũng không phải là điều mà chúng tôi muốn nhìn thấy, cũng không phải là chúng tôi có thể khống chế được. Tiền Trường Kiện tức giận nhìn đại biểu của nhà máy đó, nói các anh đều là người đã thành niên, có lẽ còn là người của công đoàn, sao làm chuyện gì cũng để máu nóng sộc lên đầu như vậy? các anh nên suy nghĩ tới hậu quả của sự việc chứ chúng tôi là vì mọi người vì tập thể thôi cái gì là lớn nhất quốc gia là lớn nhất anh cảm thấy không phải là vì bản thân mà là vì tập thể nhưng tập thể ở trước mặt quốc gia thì tính là gì chứ ai vì lợi ích của một tập thể nhỏ mà dẫn tới việc bất chấp lợi ích của quốc gia lý do này có chấp nhận được không tiền trường kiện tính tình thường trực lời nói hùng hổ dọa người Bầu không khí vừa được Phạm Bá Hỉ làm cho dịu đi lập tức biến thành khẩn trương trở lại. An Đức Hằng nói rất đúng lúc, mục đích mà thế kỷ An Thái chúng tôi đầu tư vào quê nhà là muốn có cống hiến cho quê hương, muốn nhu cầu hạnh phúc và lợi ích cho nhân dân của quê nhà. Tôi nghĩ có lẽ là tôi đã không biểu đạt rõ ý tứ của mình, có lẽ là giữa chúng ta không đủ hiểu nhau, cho nên mới sinh ra hiểu lầm này." An Đức Hằng vẫn biểu hiện ra thành ý nhất định, hắn là người làm ăn, không muốn loại tình trạng này cứ tiếp tục song phương càng găng thì càng bất lợi đối với sự đầu tư của hắn. Trong lòng hắn khu đất của nhà máy dệt vải so với kiến thiết cảnh khu chùa Nam Lâm còn quan trọng hơn nhiều. Phạm Bá Hỷ mỉm cười, nói An Tiên Sinh nói rất hay, mọi người cùng ngồi xuống vốn là để giải quyết vấn đề hiểu lầm. Dỗ hai bên có chỗ nào không hiểu nhau thì có thể mượn cơ hội này để câu thông, chỉ cần thông cảm cho nhau, có được tiếng nói chung, những vấn đề này tự sẽ được giải quyết, tôi thấy những chuyện này chẳng qua là mâu thuẫn nội bộ nhân dân thôi mà ánh mắt của hắn nhìn về phía Trương Trung Tường, quản đốc kiêm bí thư công đoàn của nhà máy dệt, quản đốc Trương có quan điểm gì muốn nói cho mọi người nghe không? Biểu hiện của Trương Trùng Trường vẫn có chút cẩn trọng, loại chuyện này phát sinh, hắn là một người khó xử nhất, trong mắt công nhân hắn là chó săn của chính phủ, trong mắt lãnh đạo thượng cấp, năng lực công tác hắn bị nghi ngờ, có thể nói hắn hai mặt đều khó, Trương Trung Tường hiểu rằng, mình kỳ thực một người không thích hợp phát ngôn nhất, nhưng về phía nào cũng không ổn, Hắn đẩy quyền phát ngôn lên người chủ tịch công đoàn Lý Tường Văn, lời của chủ tịch Lý có thể đại biểu cho ý kiến của công nhân. Hay là chủ tịch Lý nói trước đi. Lý Tường Văn mắng thầm trong lòng, Trương Trung tường chó chết, mày con mẹ nó sợ đắc tội với người ta rồi bắt tao nói, tao tuy là chủ tịch công đoàn, nhưng cũng là thành viên của Đảng Cộng sản mà, xảy ra chuyện, hắn đương nhiên phải trước hết đứng ở phía Đảng. Công đoàn của Trung Quốc có bối cảnh và hàm nghĩa đặc thù cho nên cán bộ của công đoàn của Trung Quốc thường thường dành hết tinh lực vào phương diện hoạt động vui chơi giải trí của xí nghiệp, cưới hỏi tang ma của công nhân viên, tham chính nghị chính, đó không phải là việc của tôi. Lý Trường Văn Ho khan liên tiếp hai tiếng, nhưng vẫn không nói ra được câu nào. Hắn không nói, năm đại biểu phía nhà máy không nhịn nổi, công nhân già từ đại quang hắng giọng nói to, không ai dám nói thì tôi nói. Trương Trung Tường và Lý Trường Văn Mặt lập tức nóng bừng. Phạm Bá hỉ mỉm cười cổ vũ, "Lão đồng chí có gì thì cứ nói đi, không cần phải lo lắng." Từ Đại Quang nói, "Bắt đầu từ lúc nhà máy dệt được xây dựng, tôi đã tới đây làm rồi, tới hiện giờ là vừa đúng 32 năm, vợ tôi, con dâu tôi, con trai tôi đều là công nhân của nhà máy dệt, có thể nói nhà máy dệt chính là nhà của chúng tôi, nhà máy dệt chính là bát cơm của cả nhà chúng tôi, lãnh đạo các anh nói một câu là muốn hủy nhà máy dệt, thế chẳng phải là đập bể chén cơm của chúng tôi không?" bảo cả nhà chúng tôi uống gió Tây Bắc mà sống à. Phạm Bá Hỷ nhìn tiền trường kiện, giọng nói của tiền trường kiện vẫn nghiêm khắc như trước, lão đồng chí, ai bảo là chúng tôi muốn đập bể chén cơm của các anh. Thị Lý đã ở khu khai phá cấp cho các anh một khu đất mới rồi, đã bắt đầu xây dựng một nhà máy dệt mới, không bao lâu nữa, các anh sẽ lại chuyển sang nhà xưởng mới, sẽ lại đi vào công tác. Lại có một đại biểu nói, bao lâu? Một năm, hai năm, trong đoạn thời gian này chúng tôi chỉ được phát một chút lương đảm bảo cơ bản, lợi ích của chúng tôi làm sao mà được đảm bảo đây? Đây là một vấn đề khá thực tế, tuy thị lý đã tiến hành nhiều lần thảo luận về vấn đề nhà máy dệt, nhưng phương án cuối cùng được đưa ra để bồi thường công nhân vẫn không đủ công bằng. Hơn nữa An Đức Hằng nóng lòng đẩy nhanh kế hoạch di rời nhà máy, cho nên mới có tình trạng nhà xưởng mới của nhà máy dệt ở khu khai phá chưa xây xong mà đã quyết định dỡ bỏ bộ phận nhà xưởng của nhà máy dệt. Từ Đại Quang nói, án chiếu theo hiệp nghị bồi thường mà nhà máy đã tuyên bố, một nhà bốn miệng ăn chúng tôi thu nhập mỗi tháng phải giảm đi 230 đồng. 230 đồng này đối với các người thì không tính là gì, nhưng đối với chúng tôi mà nói thì có nghĩ là phí sinh hoạt một tháng. Nhà xưởng mới một năm chưa xây xong vậy chúng tôi sẽ phải tổn thất hơn 2.000 đồng, hai năm chưa xây xong chúng tôi sẽ tổn thất hơn 5.000 đồng. Thị lý xây dựng tôi không phản đối, nhưng bằng vào gì mà bảo công nhân chúng tôi phải trả hóa đơn cho các người lại có đại biểu công nhân nói, tôi nghe nói thương nhân Hương Cảng lấy khu đất của nhà máy mà không phải trả tiền, không biết chuyện này có phải là thật không? Thế này thì có khác gì là bán nước chứ? Bán lợi ích của quốc gia, bán lợi ích của công nhân bình thường chúng tôi chính là phạm tội." Ngôn từ của mấy đại biểu càng lúc càng trở nên kịch liệt hơn. Nụ cười trên mặt Phạm Bá Hỉ cũng dần dần biến mất, hắn cầm cốc trà lên uống một ngụm theo thói quen, vị đồng chí này, quan điểm của anh rất cực đoan, Hương Cảng cũng là một bộ phận của nước ta thương nhân Hương Cảng cũng là con cháu của Viêm Hoàng, nhà máy dệt không phải là của các anh, cũng không phải là của chúng tôi, mà là của quốc gia. Cái gì mà bán nước, nói chuyện cũng phải có trách nhiệm với lời mình nói chứ. Câu sau cùng câu này của hắn có chút hàm nghĩa uy hiếp, hắn lạnh lùng nhìn Trương Trung Tường một cái, trước chuyện hắn đã dặn dò Trương Trung Tường phải làm tốt công tác phía công nhân, từ tình huống hiện tại cho thấy, Trương Trung Tường rõ ràng là không xứng đáng với chức vụ, đợi chuyện này qua đi, nhất định phải tính sổ với hắn. Khu trưởng tiền trường kiện nhíu mày, nói khẽ các anh người câu Tây người câu Đông thì có thể giải quyết được vấn đề à? Đề xuất điều kiện của các anh đi, để chúng tôi nghe xem rốt cuộc là muốn cái gì. Một câu này của hắn đã nói đúng vào trọng điểm của vấn đề rồi. Mấy vị đại biểu quay sang nhìn nhau, vẫn là từ đại quang đứng ra, chúng tôi có yêu cầu cơ bản nhất, trước khi nhà xưởng mới của nhà máy dệt ở khu khai phá được xây xong, phải phát đủ số tiền lương cho chúng tôi, cùng với tiền thưởng bình quân nữa, phúc lợi và đãi ngộ cũng không thay đổi so với trước kia, tất cả tổn thất tạo thành trong thời gian và bỏ nhà máy dệt cũng đều phải giải quyết thông qua công hội hiệp thương. An Đức Hằng nhíu mày, hắn sớm đã biết được vấn đề vẫn là tiền mà thôi, thái độ của hắn trên chuyện này cũng rất rõ ràng. Việc di rời nhà máy dệt là vấn đề của thành phố Giang Thành, vấn đề của khu văn huyên chứ không phải là vấn đề của hắn. Một trong những điều kiện tiên quyết mà hắn được khai phá khu đất của nhà máy dệt là đầu tư cảnh khu chùa Nam Lâm. An Đức Hằng nói một cách dứt khoát, tôi nghĩ chuyện này tôi không giúp gì được. Đám lãnh đạo của khu Văn Uyên nghe thấy câu này của An Đức Hằng thì trong lòng đều ngây ra, mục đích hội đàm ba phía chính là cố tìm tiếng nói chung, ba phía đều phải đưa ra nhượng bộ nhất định, một câu này của An Đức Hằng đã nói rõ là hắn không muốn bỏ tiền, chẳng lẽ khoản phí an trí khổng lồ cho công nhân nhà máy dệt muốn để khu lý thanh toán ư? Tiền trường kiện mím chặt môi, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm, sự trầm mặc khiến người ta cảm thấy đầy áp lực. Trương Dương một mực không nói gì đột nhiên cười bảo, tôi thấy chuyện này có thể giải quyết được. Một câu nói hấp dẫn sức chú ý của tất cả mọi người, tiểu điểm của ánh mắt vẫn là cái đầu chọc bóng loáng của hắn, cái đầu chọc lốc này quả thật là quá trói mắt. Ai cũng muốn giải quyết vấn đề, nhưng tình hình trước mặt xem ra là không ai giải quyết được, nhà máy dệt không có tiền, công nhân chia tay đòi tiền, người có thể giải quyết chuyện này một là khu văn uyên, một là phía đầu tư hương cảng, khu văn uyên không có tiền, trên vấn đề dỡ bỏ nhà máy dệt, thị lý bỏ một phần tiền, bọn họ bỏ ra một phần tiền, trong chuyện này khu lý cũng không rõ, trong mắt bọn họ chỗ tiền này nên do phía Hương Cảng bỏ ra. An Đức Hằng không muốn chi tiền, hắn cho rằng việc dỡ bỏ nhà máy dệt không có liên quan gì tới hắn, chính vì cách nghĩ này mới khiến chuyện rơi vào cục diện bế tắc, chuyện có liên quan tới tiền, muốn giải quyết cũng không phải dễ dàng như vậy. Trương Dương mỉm cười, nói chuyện này tôi cũng hiểu được một chút, chắc là cũng có tí quyền phát ngôn, chúng ta là quốc gia xã hội chủ nghĩa giai cấp vô sản lấy quản lý việc nhà làm chủ, ai cũng là chủ hết, nói trong phạm vi nhỏ hơn, chính là nhà máy dệt, mấy ngàn công nhàn các anh chính là chủ. Một câu này khiến cho mấy đại biểu công nhân nở mày nở mặt, thầm nghĩ thằng chọc này là ai vậy? Trong các cán bộ hôm nay dự họp cuối cùng cũng có người lên tiếng vì lão bách tính rồi. Trương Dương nói, An Tiên Sinh đầu tư vào cảnh khu chùa Nam Lâm, quả thật là mang mục đích đầu tư quê nhà, báo đáp tổ quốc, thành ý của ông ấy chúng ta phải khẳng định nhưng chính phủ thành phố Giang Thành, chính phủ khu văn huyên chúng ta cũng biểu hiện ra thành ý đồng dạng, bật đèn xanh trong cả kế hoạch đầu tư, tạo ra không ít điều kiện thuận lợi cho ngài, an tiên sinh không thiếu tiền, cho nên mới tới đầu tư, Giang Thành cần phát triển, tài chính là một nguyên nhân quan trọng hạn chế sự phát triển, cho nên mới có lần hợp tác này. An Đức Hằng nhìn Trương Dương với vẻ cảnh giác, hắn không biết thằng nhóc này đang làm trò gì, có điều có một điểm hắn có thể khẳng định, Trường Dương chắc chắc là sẽ không nói giúp cho hắn, thứ cho tôi ngu muội không hiểu được ý tứ của trưởng phòng trương. Theo như tôi biết, lần đầu tư này của An Tiên Sinh liên quan tới rất nhiều phương diện, có điều trọng điểm là cảnh khu chùa Nam Lâm, còn dỡ bỏ khu đất của nhà máy dệt, chủ yếu là dùng để đồng bộ cho công trình thương nghiệp và du lịch. Tôi thấy chắc cũng không gấp như vậy, An Tiên Sinh có thể suy nghĩ tới việc tạm hoãn việc di rời hay không, trước tiên xây cảnh khu lên, sau đó mới khai phá khu đất của nhà máy dệt như vậy có thể hạn chế tổn hại lợi ích của song phương tới mức thấp nhất, giúp nhà máy dệt có thể có đủ thời gian để chuẩn bị. Kiến nghị của Trương Dương rất hợp tình, hợp lý, những công nhân này đều gật gật đầu, Nhung An Đức Hằng và lãnh đạo của khu văn huyên đều nghe ra, Trương Dương đây là nói giúp cho nhà máy dệt. An Đức Hằng kiên quyết nói, không được, trong kế hoạch phát triển của tôi, khai phá cảnh khu chùa Nam Lâm và khai phá công trình khu đất nhà máy dệt là tiến hành động bộ, tôi không thể làm chậm chế tiến độ của công trình được trương dương cười nói khu đất của nhà máy dệt chủ yếu là dùng cho thương nghiệp đối tượng đầu tư chủ yếu của an tiên sinh không phải là cảnh khu ư câu nói này của hắn đầy vị đạo gây hấn an ngữ thần cũng cảm giác thằng nhóc này đã cờ xí liên minh đứng ở lập trường đối địch với an gia của bọn họ rồi trong lòng vô cùng tức giận hận không thể xông lên đập cho hắn một trận an đức hằng nói kế hoạch khai phá lần này là kết quả sau khi tôi và lãnh đạo thương lượng câu này vừa được nói ra mấy vị lãnh đạo của khu văn huyên đều có chút không vui, An Đức Hằng rõ ràng là lấy lão đạo thị lý ra ép người. Trương Dương vẫn nở một nụ cười rất vô tư, An Tiên Sinh nói vậy là không có thành ý rồi, hôm nay đến cả một lãnh đạo của thị lý chúng tôi cũng không tới dự họp, ngài cảm thấy chuyện này có liên quan tới chúng tôi không? Chúng tôi đã không quản, cuộc họp cũng không cần thiết phải tiến hành nữa rồi, bí thư phạm, khu trưởng tiền, tôi thấy tan họp đi thôi hàm dưỡng của An Đức Hằng có cao hơn nữa cũng bị thằng nhóc này chọc cho giận tím cả mặt. Mấy lãnh đạo của khu Văn Uyên thì vui mừng khi nghe thấy Trương Dương nói ra câu này. An Đức Hằng tuy là thương nhân đầu tư lớn nhất ở khu Văn Uyên, nhưng tầm mắt của hắn rất cao. Bởi vì có quan hệ với đại thị trường tả viên chiêu cho nên hắn căn bản không để mấy lãnh đạo của khu lý vào mắt. Những lãnh đạo này của khu lý cũng không tình nguyện quan tâm tới chuyện của nhà máy dệt, nguyên nhân phần lớn là bị ép lên đầu. Câu nói này của Trương Dương khiến cho họ chút được nội âm ức thương nhân đầu tư thì sao chứ thương nhân đầu tư thì lợi hại lắm à nơi đây là địa bàn của bọn tôi anh muốn làm ăn được thì trước tiên phải biết tôn kính bọn tôi an đức hằng đang định phát tác thì an nữ thần lén lút kéo tay áo hắn mỉm cười nói trưởng phòng trương hôm nay chúng tôi tới đây là chứng tỏ chúng tôi có thành ý giải quyết vấn đề này thái độ của anh hình như có chút không tốt lắm trương dương thầm nghĩ tiểu nha đầu à cô muốn chống lại tôi rồi rốt cuộc thì cũng phải bảo vệ nhà mình hắn mỉm cười nói, xin hỏi An Tiểu Thư và An Tiên Sinh trong hai người lời nói của ai có tính chất quyết định đây? Anh có ý gì? Trong con mắt đẹp của An Ngữ Thần đã bốc lửa giận. Bí thư khu ủy khu văn uyên Phạm Bá Hỷ kịp thời đứng ra giảng hòa, mọi người đều mang mục đích muốn giải quyết vấn đề, đừng làm tổn thương hòa khí. Trương Dương nói, kỳ thực chuyện này rất đơn giản, các người đầu tư vào Giang Thành, chính là nhìn chúng tiền cảnh của Giang Thành, Nói một câu mà các người không muốn nghe thì là tiền của các người cũng chẳng phải là cho không ai cả. Các người muốn sớm thu hồi đầu tư, muốn sớm nhận được lợi ích, cái này cũng có thể hiểu được, cũng không phải là đáng trách gì cả. Thương nhân mà, có ai mà không muốn có lợi ích đâu. An Đức Hằng nói, trưởng phòng Trương Hình như có thành kiến đối với chúng tôi thì phải, mục đích mà chúng tôi đầu tư vào Giang Thành không chỉ là vì muốn giành lợi ích cho mình, Trung Quốc lớn như vậy, thành thị của hoàn cảnh đầu tư tốt hơn Giang Thành cũng nhiều mà. Trương Dương cười nói, tôi biết anh cao thượng, anh muốn giành lợi ích kinh tế đồng thời còn muốn giành lợi ích xã hội, thành thì có hoàn cảnh đầu tư tốt hơn Giang Thành ở Trung Quốc có nhiều thật, nhưng tôi tin rằng thành thì có thể đề cung điều kiện ưu đãi như vậy cho các người e rằng ngay cả một cái cũng không có đâu. Tất cả mọi người đều nghe ra, cuộc chiến ngày hôm nay giữa Trương Dương và An gia đã bắt đầu rồi, mấy vị lãnh đạo của khu văn Nguyên vui vẻ ngồi xem mấy đại biểu của nhà máy dệt thì có chút không hiểu, vị trưởng phòng trương này hình như là đứng về phía mình thì phải. An Đức Hằng nói, trưởng phòng trương, anh hình như đã lẫn lộn mất chủ đề ngày hôm nay rồi. Hắn đã nghe ra Trương Dương đang cố tình đưa hội nghị này theo một chiều hướng khác. Trương Dương lắc đầu, không phải là tôi lẫn lộn chủ đề đâu, là quan niệm của anh có vấn đề, anh bỏ ra 200 triệu để đầu tư vào Giang Thành, không phải là làm ra nhiều công đức như vậy đâu. Anh phải có một nhận thức chính xác rằng, khai phá cảnh khu lần này là một quá trình hợp tác song phương. Anh bỏ vốn, chính phủ thành phố Giang Thành chúng tôi và chính phủ khu văn nguyên đầu tư đất đai, là danh lam thắng cảnh, những thứ này đều là vô giá. Tôi xin đưa ra một ví dụ, chỉ xá lợi Phật tổ thôi đã không thể dùng 200 triệu để ước lượng giá trị của nó rồi. Cho nên anh đừng có cho rằng là Giang Thành chúng tôi chiếm tiện nghi của các anh, án chiếu theo cách nói quen thuộc của chúng tôi thì anh chỉ là một cổ đông nhỏ mà thôi. An Đức Hằng lớn tiếng nói, tôi trước giờ chưa từng nghĩ nhiều như vậy, tôi và Giang Thành hợp tác luôn mang theo thái độ giúp nhau cùng có lợi, cùng nhau phát triển. An Tiên Sinh đã có thành ý như vậy thì trong chuyện nhà máy dệt cũng nên có biểu hiện gì đó chứ, anh đã có ý khai thác khu đất của nhà máy dệt thì nên bồi thường cho việc di rời, đừng có đẩy hết trách nhiệm lên thành phố Giang Thành và khu Văn Uyên. An Đức Hằng rõ ràng là có chút tức giận rồi, tôi là án chiếu theo hiệp ước mà làm, phá bỏ và di rời nhà máy dệt không thuộc vấn đề mà tôi phải lo. An tiên sinh chỉ muốn khai phá và sử dụng đất, không lo việc an trí di rời, cũng chính là nói tất cả trách nhiệm trong chuyện này chúng tôi phải gánh rồi, hay quá. Chúng tôi không phải là không quản, mà là chúng tôi không quản được, công nhân đòi phí an trí cho việc di rời, khu văn uyên không có tiền, thị lý không có tiền, nói trắng ra tất cả vấn đề đều là ở một chữ tiền. Không có tiền thì nhà máy dệt không thể phá bỏ và di rời, không thể di rời thì các anh không thể lập tức khai phá, sau cùng thì người chịu thiệt cũng chỉ là các anh. An Đức Hằng nói, tôi chiếu theo hiệp ước đã đầu tư 200 triệu vào cảnh khu chùa Nam Lâm rồi, tôi không thể nào đầu tư thêm nữa. Trương Dương cười nói, anh không thể đầu tư thêm, hợp tác song phương vừa mới bắt đầu, sự gia tăng của phí an trí di rời có nghĩa là gia tăng chi phí khai phá, cũng chính là nói những chi phí tăng thêm này toàn bộ đều do thành phố Giang Thành chi trả, mà phân chia lợi ích cuối cùng lại án chiếu theo hiệp ước mà làm, anh tưởng chúng tôi coi tiền như rác à?" An Đức Hằng bỗng nhiên đứng bật dậy, tức giận nói, anh quả thật là vô lý mà, tôi không cần phải bàn chuyện với anh nữa." Trương Dương mỉm cười nói, không muốn bàn cũng phải bàn." An Đức Hằng tức giận nói, Trưởng phòng Trương, anh hôm nay căn bản là cố ý nhắm mũi dùi vào tôi, có một câu tôi phải nhắc nhở anh, hậu quả có thể dẫn tới vì thái độ của anh, tôi e rằng là anh không gánh nổi đâu." Hắn đang uy hiếp Trương Dương. Trương Dương vẫn mang thái độ thờ ơ, nói: "Hậu quả gì? Cùng lắm thì anh rút vốn đầu tư thôi, tôi xin nói cho anh biết, cảnh khu chùa Nam Lâm của chúng tôi là con gái của hoàng đế, không lo không gả được chồng. Anh không đầu tư thì tự có người khác tới đầu tư thôi, phía Giang Thành chẳng có tổn thất gì cả." Thái độ của Trương Dương vẫn rất cứng rắn. Ăn Đức hằng hậm hực gật đầu, hắn nói với Phạm Bá Hỉ: "Bí thư Phạm, tôi thấy hôm nay dừng ở đây đi." thái độ của quý phương khiến tôi rất thất vọng. Hắn nói xong câu này thì quay người bước ra ngoài cửa, an ngữ thần chừng mắt lườm trương dương một cái rồi đúng dậy đi theo. Đám người phạm bá hỉ có chút hoảng hốt, hôm nay vốn là muốn đàm phán với công nhân của nhà máy dệt, nhưng không ngờ sau cùng mâu thuẫn lại tụ hết lên người trương dương và an đức hằng. Phạm bá hỉ cười khổ, nói tiểu trương, cậu đây là làm gì vậy? Trương Dương khinh thường nói, tôi vẫn luôn nhìn không vừa mắt loại người này, có vài ba đồng tiền thì tưởng hay lắm à. Người muốn đầu tư ở Giang Thành nhiều lắm, không chỉ có mình hắn thôi đâu, các vị yên tâm, hắn mang đi bao nhiêu tiền tôi sẽ phụ trách mang lại về bấy nhiêu tiền, tôi vẫn không tin rằng cảnh khu chùa Nam Lâm không có an ra bọn họ thì bị bỏ không đâu. Tiền trường kiện nói, tôi cảm thấy những lời vừa rồi của tiểu trương rất có đạo lý, điều kiện mà thị lý cấp cho thương nhân phía hương cảng quá rộng rãi rồi, không thể bởi vì bọn họ đầu tư mà nhún nhường mãi được cái gì cũng không muốn bỏ sức bỏ tiền, trong thiên hạ lấy đâu ra nhiều tiện nghi như vậy, đến lúc khiến họ tỉnh ra rồi đấy. Mấy công nhân bị chuyện vừa rồi làm cho mụ mị đầu óc, từ đại quang lý nhí hỏi, các vị lãnh đạo, vậy còn tình huống mà chúng tôi phản ánh. Trương Dương vỗ mạnh một cái lên bàn, nói tôi hỏi thật là các anh muốn làm gì vậy. Tự dưng tụ tập gây chuyện, có chuyện gì thì cũng từ từ mà nói, ai là người phe các anh, chính là chúng tôi đó, chúng tôi tụ ở đây phí hết miệng lưỡi để làm gì chẳng phải là vì mưu cầu lợi ích cho các anh ư. Các anh hay lắm, đi coi những người thật tâm muốn giúp các anh thành kẻ địch, không biết cái gì gọi là mâu thuẫn nội bộ à. Có mâu thuẫn thì cứ nói ra, công bằng vô tư bàn bạc giải quyết, tụ họp gây chuyện có thể giải quyết được vấn đề không. Hôm qua các anh vây công bộ chỉ huy cảnh khu, may mà các lãnh đạo rộng lượng không truy cử, nếu thật sự truy cứu thì đó chính là phạm tội đấy. Những lời này đã dọa cho đám đại biểu công nhân sợ xanh cả mặt từ đại quang mấp máy môi nói chúng tôi không muốn phạm tội tiền trường kiện lớn tiếng nói không muốn phạm tội nhìn những tổn thất tài sản mà các anh hôm qua gây ra đi tạo thành ảnh hưởng ác liệt như vậy cho dù là vô tâm thì cũng vẫn là phạm tội chúng tôi đều là cán bộ của đảng chúng tôi không mưu tính cho phúc lợi của lão bách tính thì chẳng lẽ lại đi hãm hại các anh à ngay cả một chút lòng tin tối thiểu cũng không có phạm bá hỉ cười nói bỏ đi mọi người hãy tỉnh táo một chút về kiểm điểm những sai lầm và vấn đề tồn tại trên người mình đi. Tôi xin ở đây đảm bảo với mọi người, vấn đề của nhà máy dệt, tôi nhất định sẽ coi trọng, nhất định sẽ cho các anh một kết quả khiến các anh hài lòng. Vì một câu nói này của Phạm Bá Hỷ, hiện trường vang lên tiếng vỗ tay. Phạm Bá Hỷ và Tiền Trường Kiện trao đổi ánh mắt với nhau, bọn họ đều hiểu rõ, hội nghị lần này đã bị Trương Dương làm cho gián đoạn rồi, trên thực tế vẫn chưa giải quyết được vấn đề gì cả, bọn họ không sợ kéo dài, kéo dài đối với An ra thì lại chẳng có ích lợi gì cả. Có điều An Đức Hằng khi bỏ đi rõ ràng là rất tức giật, nếu hắn phản ánh chuyện này lên thị lý, lãnh đạo thành phố khẳng định sẽ trách tội xuống. Có điều thấy bộ dạng thản nhiên như không của Trương Dương, bọn họ cũng an tâm hơn nhiều, người ta là kẻ gây sự còn trả sợ, bọn họ sợ cái quái gì chứ. Lúc tiền trường kiện và Trương Dương sánh vai rời khỏi phòng họp, còn thân mật vỗ vỗ vai Trương Dương, Hôm qua nếu không phải là Trương Dương dùng bàn che cho hắn, e rằng hắn cũng đã bị ném cho rất thảm. Tiền Trường Kiện nói: "Tiểu Trương à, thị lý vẫn rất coi trọng sự đầu tư của phía Hương Cảng đấy." Trương Dương mỉm cười một cách tự tin: "Yên tâm đi, bọn họ sẽ không rút vốn đâu, tiện nghi lớn như vậy, bọn họ cũng nỡ buông tay đâu." Tiền Trường Kiện mỉm cười lắc lắc đầu. Lòng tin của Trương Dương là xây dựng dưới tiền đề hắn nhìn thấy sự khả quan của tài nguyên du lịch Giang Thành. An ngữ thần không hề đi xa, đứng ở cửa nhà máy dệt đợi Trương Dương. Cô bé lông mày sách ngược, mặt hầm hầm, bộ dạng như muốn tìm Trương Dương hỏi tội. Trương Dương và Tiền Trường Kiện vừa đi vừa nói chuyện, giả vờ như không nhìn thấy cô ta. An ngữ thần tức giận nói: Trương Dương, anh đứng lại. Tiếng gọi này khiến tất cả mọi người đều giật nảy mình. Trương Dương mỉm cười nói: An tiểu thư, cô gọi tôi à? Hắn đứng nguyên tại chỗ không động đậy biểu tình trên mặt tựa cười mà như không phải cười còn mang theo một chút kiêu ngạo đây là biểu tình của người trên cơ thằng nhóc này đã nặn ra được mấy phần vị đạo rồi đáng tiếc người ở đối diện hắn là an ngữ thần an ngữ thần ở trước mắt các lãnh đạo của khu văn uyên nghiến răng nghiến lợi nói trương dương tôi muốn đánh anh từ rất lâu rồi trương dương thờ dài nói cô bé biết cái gì gọi là khi sư diệt tổ cả gan làm loạn không trong mắt tất cả mọi người ở xung quanh hai người bọn họ càng giống như là một đôi oan gia đang tranh hơn thua. Bí thư khu ủy Văn Uyên Phạm Bá Hỷ và khu trưởng Tiền Trường Kiện ngồi trong một chiếc xe, nhìn Trương Dương và An Ngữ Thần ở bên ngoài, hai người không khỏi bật cười, cơ hồ là đồng thời thốt lên, nhân tài. An Ngữ Thần tuy rất muốn đánh Trương Dương, nhưng cuối cùng vẫn khắc chế được sự xung động này, cô ta biết rất rõ, mình căn bản không phải là đối thủ của thằng nhóc này, cô ta hầm hực gật đầu, nói, từ giờ về sau, tôi và anh đoạn tuyệt quan hệ sư đồ. Tùy cô, hành vi vừa rồi của anh căn bản là lấy việc công để báo thù riêng. Trương Dương cười nói, sai rồi, cái gì mà lấy việc công báo thù riêng chứ, tôi là lấy chuyện luận chuyện, các người mở miệng ra là đôi bên cùng có lợi, cùng nhau phát triển, sao tôi thấy hợp tác lần này toàn là chỉ có lợi cho an gia của các người thế. Nhưng trên bản hiệp nghị đã viết rất rõ ràng rồi. Trương Dương cười lạnh, nói cô nhóc, có biết hương cảng vì sao lại bị chia tách 100 năm không? Chính là bởi vì nhà Thanh đã ký một điều ước không bình đẳng. Cô nhìn cho rõ đi, đất dưới chân là tân Trung Quốc xã hội chủ nghĩa, trên khối đất này, không thể xuất hiện chuyện bán đứng lợi ích quốc gia nữa, quốc gia không cho phép, nhân dân không cho phép và ông đây cũng không cho phép luôn. An ngữ thần tức giận nói, chỉ một mình anh là người Trung Quốc à, tôi cũng là người Trung Quốc, tôi cũng là con cháu của Viêm Hoàng. Được rồi, dừng đi, con cháu của viêm hoàng thì tôi công nhận, nhưng những người sinh ra từ năm 97 trở lại thì tôi thừa nhận là người Trung Quốc. Còn cô tôi chỉ có thể coi cô là bọn giặc ngoại xâm thôi, địa vị còn không bằng người ngoại quốc nữa kia. An ngữ thần giận quá líu lo nói tiếng Quảng Đông, chỉ có dùng tiếng Quảng Đông mới biểu đạt ra được sự phẫn nộ của cô ta, lại chêm thêm một câu anh văn, sao 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 sao. Trương Dương hiện tại đã không còn là thằng nhóc cái gì cũng không hiểu của ngày xưa nữa rồi, phát khoa trương dương phiên âm từ sao 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 ra. Cô dựa vào gì mà phát khoa tôi, muốn phát khoa thì cũng là tôi phát khoa cô kia. Nhưng trương đại quan nhân hiện tại đã là cấp chính khoa rồi, rất có hàm dưỡng, trình độ nói chuyện tự nhiên cũng cao hơn nhiều, một ngày làm thầy cả đời làm thầy, cô không ngờ lại muốn phát khoa tôi, phải chăng là hơi bậy bạ rồi. Ăn ngữ thần mặt đỏ bừng, tức giận đến nỗi giơ chân đá trương dương. Trương đại quan nhân nhẹ nhàng né tránh, thở dài nói cô nói xem hai người chúng ta có thể nói chuyện một cách bình tĩnh hỏa nhã không nói cái rắm hôm nay tôi muốn giáo huấn tên vô lại anh một trận an ngữ thần lại xông về phía hắn trương dương giơ hai tay ra làm tư thế tạm dừng dừng lại cô là muốn giải quyết vấn đề hay là muốn khiến vấn đề càng loạn hơn quyền đang dơ lên của an ngữ thần dừng lên trên không trung anh muốn giải quyết thế nào Trương Dương cười nói, bất kỳ sự hợp tác nào cũng đều phải xây dựng trên cơ sở đôi bên cùng có lợi, chú năm của cô chỉ muốn chiếm tiện nghi của chúng tôi, coi người khác là đồ ngốc à. Hay là cô kể lại chuyện ngày hôm nay cho ông nội của cô đi, xem xem ông ta nói sao. An Chí Viễn nghe An Ngữ Thần kể lại xong, trầm mặc một lúc rồi mới nói khẽ, làm ăn. Muốn lâu dài thì phải chiếu cố tới, chiếu cố tới, lợi ích của song phương, sự đầu tư của An gia ở đại lục không phải là chỉ làm ăn một lần, không thể chỉ vì cái lợi trước mắt được, hiệp nghị hợp tác khai phá, ta đã xem qua rồi. Chính phủ thành phố Giang Thành quả thật đã nhượng bộ rất nhiều, chúng ta cũng phải có thành ý. Ông ta dừng một chút rồi lại nói, chúng ta không phải là cường đạo, đầu tư vào quê nhà để cùng được lợi. Chứ không phải là ăn cướp, tiểu yêu, nói cho chú năm của con, sau này việc khai phá cảnh khu do con phụ trách. Bảo hắn đừng tham dự vào. Thái độ này của ông nội ngay cả An Ngữ Thần cũng không ngờ đến. Trương Đại Quan Nhân khi biết được kết quả, mỉm cười nói, tôi quả nhiên là không nhìn nhầm, ai lão là người thấu tình đạt lý nhất trong nhà các người. Thằng nhóc này cũng quy cả An Ngữ Thần vào loại chua ngoa không biết nói đạo lý, khiến cho An Ngữ Thần tức đến nỗi suýt nữa không thở được. An Đức Hằng sau khi nhận được quyết định của cha, cũng không hề biểu lộ ra vẻ quá tức giận. An Ngữ Thần nhìn chú Năm, trong mắt ít nhiều có chút đồng tình và bất nhẫn. Dẫu sao thì chú Năm cũng là xuất phát từ lợi ích của cả gia tộc, nhưng ông nội nói cũng rất có đạo lý, làm ăn không thì chỉ vì các lợi trước mắt, nếu chỉ chăm chăm vì lợi ích của mình mà phớt lờ cảm nhận được người khác, vậy thì việc làm ăn của An ra tại Giang Thành rõ ràng sẽ không đi được xa. Cô ta nói khẽ ý của ông nội là đem việc phát triển cảnh khu và mở rộng kinh tế chia thành hai bộ phận mà tiến hành, hơn nữa việc làm ăn ở hương cảng vẫn cần chú tới quản lý, sợ chú Năm quá mệt. An Đức Hằng mỉm cười, tiểu yêu cháu có thể giúp chú thì tốt quá, gần đây chú quả thật đã mệt rồi, chuyện ở Đông Giang phải lo, chuyện mở rộng và phát triển ở Giang Thành cũng phải lo, cảnh khu chùa Nam Lâm cũng phải lo, núi Thanh Đài ở Xuân Dương cũng phải lo, dù thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể quản nhiều chuyện như vậy được, đầu tư cảnh khu là một chuyện lâu dài, trong khoảng thời gian ngắn không thể nhìn thấy hiệu quả ngay được, do cháu quản lý là tốt nhất. An Ngữ Thần nói, chú Năm, cháu đối với làm ăn cũng chẳng có kinh nghiệm gì, chỗ nào không hiểu xin chú dạy cho cháu. An Đức Hằng gật đầu, hắn nói khẽ ông nội của cháu hay mềm lòng, có cảm tính rất sâu đối với quê nhà, một loạt những việc làm gần đây của chú không hề để ý tới cảm thụ của ông ấy, khiến lão nhân ra thương tâm rồi. Ân ngữ thần lắc đầu, ông nội có thể hiểu được cách làm của chú mà. An Đức Hằng nói, có lẽ là trong quan hệ với chính phủ địa phương, chú nên mang thái độ ôn hòa hơn một chút, hắn nhìn đồng hồ, nói, gần đến giờ rồi, chú đã hẹn gặp mặt với Bí Thư Tần để nói chuyện lăng viên ở núi Thanh Vân, hy vọng có thể tìm thấy một phương án giải quyết thỏa đáng. Cháu đi với chú. Hội đàm lần này giữa Tần Thanh và An Gia là trong phạm vi nhỏ, sau khi suy nghĩ tử tế về chuyện này, cô ta quyết định vẫn hạn chế ảnh hưởng của chuyện này trong phạm vi nhỏ nhất. Kế hoạch đầu tư núi Thanh Đài của An Lão Vốn không có vấn đề gì, chỉ là trong quá trình thao tác cụ thể có sai lệch, kịp thời sửa chữa sai lầm đối với sự hợp tác giữa song phương vẫn là kết quả tốt nhất. Gặp mặt phạm vi nhỏ cũng là yêu cầu của An Đức Hằng, từ sau lần trước lãnh giáo sự quấy rối của Trương Dương, An Đức Hằng đã nảy sinh một loại cảm giác sợ hãi đối với nơi này, hắn thậm chí sợ Trương Dương lần này vẫn sẽ ra mặt, thằng nhóc này chẳng có nhiều bản sự, nhưng bản sự quấy rối thì lại rất giỏi. Cuộc gặp mặt được bố trí trong phòng họp nhỏ của Sở Chiêu Đãi Chính phủ huyện Xuân Dương, Tần Thanh Chi dẫn thư ký tới phụ trách ghi chép, phá An Đức Hằng thì chỉ có hắn và An Ngữ Thần. Thái độ của Tần Thanh so với mấy lần nói chuyện trước kia thì đã hòa hoãn hơn nhiều. Cô ta mỉm cười mời hai người ngồi xuống, trước tiên đưa bọn họ xem mấy bức ảnh Thanh Vân Trúc Hải sau khi bị phá hoại. Trong đó có không ít bức mà An Đức Hằng và An Ngữ Thần đã xem qua. Tần Thanh lợi dụng loại phương thức này để chiếm thượng phong trên tâm lý. Trên thực tế phá hỏng hoàn cảnh sinh thái của núi Thanh Đài chính là vì An Đức Hằng tu sửa lăng mộ, phá hỏng quy hoạch mà dẫn tới. An Đức Hằng đặt ảnh lên bàn, hờ hững nói, bí thư Tần, tôi thừa nhận trong chuyện này có trái với phương oán quy hoạch lúc trước, nhưng việc đã xảy ra rồi, tôi chỉ có thể bảo chứng sau này trong quá trình khai phá sẽ cố hết sức tránh chuyện giống như vậy phát sinh. Tần Thanh nói câu trả lời này của An Tiên Sinh rất khó có thể khiến lão bách tính của Xuân Dương chấp nhận. An Đức Hằng nói, vậy bí thư Tần muốn xử lý thế nào? Tần Thanh nói, xử lý không phải là mục đích, sửa chữa sai lầm là để sau này hợp tác phát triển được tốt hơn. Tôi đề xuất ý kiến, lập tức dừng việc đốn cây bừa bãi ở Thanh Vân Trúc Hải, đối với những chỗ bị phá hoại, phía hương cảng phải phụ trách nhanh chóng khôi phục diện mạo vốn có. 2. Việc tu sửa lăng mộ phải án chiếu theo kế hoạch từ trước, khu vực lăng mộ không được tự ý vượt ra khỏi phạm vi đã xét duyệt. 3. Công trình khôi phục sơn trại ở cạnh Thanh Vân Trúc Hải phải lập tức đình chỉ, kiến trúc đã hoàn thành thì dỡ bỏ hết. Cô ta nói một cách chém đinh chặt sắt, không có một chút dư địa để thương lượng. An Đức Hằng nói, Bí Thư Tần, chuyện của Thanh Vân Trúc Hải, tôi có thể có bồi thường nhất định, tôi hy vọng lăng mộ của ông nội tôi đừng có bất kỳ biến động nào nữa, xin cô nghĩ tới cảm tính của bọn con cháu đời sau chúng tôi. Câu nói này nghe rất chân thành. Tần Thanh cười nhạt, nói An Tiên Sinh, tôi nghĩ lệnh tổ phụ có thể sinh ra trên mảnh đất này, trôn xương cũng trên mảnh đất này đã là sự an ủi lớn nhất rồi, con người sau khi chết có thể chiếm được địa phương bao lớn chứ. Anh làm vậy chắc gì đã là bản ý của ông ấy, ông ấy ở dưới cửu tuyền nếu biết, chắc gì đã cảm thấy cao hứng vì cách làm hiện tại của anh. Anh đồng thời vào lúc yêu cầu người khác để ý tới cảm tình của các anh, liệu có từng để ý tới cảm tình của người quê hương không? Kỳ thực trước đây đối với quy hoạch lăng mộ đã rất suy nghĩ tới cảm tình của các anh rồi. Tôi hy vọng An Tiên Sinh có thể tôn trọng kế hoạch đã được xác định trước, đừng có tùy ý thay đổi. An Đức Hằng đang hai tay ra, nói, làm việc gì cũng phải biến báo chứ. Tôi trước đây nghe nói thể chế của nội địa rất cứng nhắc, hôm nay mới được kiến thức. Không có quy củ thì không thành tiêu chuẩn, làm quan cũng vậy mà làm ăn cũng vậy, đều phải có nguyên tắc, nếu ngay cả nguyên tắc cơ bản nhất cũng không để ý, vậy thế giới này sẽ biến thành hỗn loạn mất. An tiên sinh, tôi đối với đạo thương trường thì không có bất kỳ quyền phát ngôn nào, đồng dạng, anh đối với văn hóa chính trị của tổ quốc cũng không có quyền phát ngôn." Tần Thanh trả lời không chút nhân nhượng. An Đức Hằng còn định nói gì đó thì An Ngữ Thần đã chen miệng vào, "Bí thư Tần chúng tôi sẽ cố sức phối hợp với công tác của chính phủ Xuân Dương, hy vọng chuyện này có thể được giải quyết một cách ổn thỏa tốt đẹp, đừng để ảnh hưởng tới việc hợp tác sau này của chúng ta. Tần Thanh mỉm cười, nói, rất vui khi nghe được câu này của An Tiểu Thư, chúng tôi sẽ cho các vị đủ thời gian để các vị xử lý chuyện này. Câu này đã biểu lộ đầy đủ sự tôn trọng và coi trọng của chính phủ huyện ủy huyện Xuân Dương. Kỳ thực lúc trước Trương Dương đã kiến nghị với Tần Thanh phải chấp pháp thật nghiêm, thằng nhóc này dắp tâm muốn chơi an đức hằng nhưng thân là người lãnh đạo cao nhất của huyện Xuân Dương, Tần Thanh phải chú ý tới các phương diện, nguyện ước ban đầu mà An Lão đầu tư ở Xuân Dương là rất tốt, nếu trong chuyện này áp dụng phương thức xử lý quá khích của Trương Dương, ắt sẽ làm tổn hại tới cảm tình của Lão nhân gia. An Đức Hằng nhìn An Ngữ Thần, có chút bất lực lắc lắc đầu, nói, sau này những chuyện này tôi sẽ không quản nữa. Tần Thanh nói, quá trình cải cách cũng là quá trình nhận thức và cọ sát, đối với chúng ta mà nói cải cách và mở rộng là một thứ hoàn toàn mới, phải không ngừng học tập, không ngừng tiến bộ trong tìm tòi, đối với những người đầu tư như các vị mà nói cũng vậy. An tiên sinh, hy vọng chúng ta tương lai có thể tiến hành hợp tác với nhau trên nguyên tắc công bằng công chính, cùng nhau có lợi, nỗ lực vì một ngày mai tươi sáng hơn của núi Thanh Đài. An Đức Hằng cảm thấy thất vọng chưa từng có, cảm giác thất vọng của hắn không chỉ từ quyền lực bị lão ra tử tước đi, còn tới từ thái độ đột nhiên cứng rắn của bộ ngành các cấp chính phủ của Xuân Dương và Giang Thành. Hắn ý thức được sự thay đổi này không phải là phát sinh một cách đột nhiên, có lẽ biểu hiện trước đây của mình quá quá kích, khiến người ta nắm được sơ hở. Hắn nghĩ tới Trương Dương, từ trước tới giờ hắn không hề nhận thức được sức ảnh hưởng của Trương Dương trong thể chế của Giang Thành, chuyện của hai ngày này đã khiến hắn ý thức được rằng, mạng lưới quan hệ của Trương Dương đã mở rộng ra khắp các phương diện của Giang Thành, Lý Trường Vũ, Tần Thanh rõ ràng đều đứng trên lập trường của hắn mà nói chuyện. Đối với An Đức Hằng mà nói, đầu tư du lịch ở Giang Thành không phải là trọng điểm, khu mở rộng và khai phá khu đất của nhà máy dệt mới là trọng điểm đầu tư lần này. Mâu thuẫn đã tập trung ở việc khai phá cảnh khu, mình tạm thời tránh khỏi chiến trường cũng chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. Hắn hít mắt lại, trước mặt đột nhiên hiện ra khuôn mặt già nua và đờ đẫn của An Chí Viễn, trong lòng đột nhiên thấy nghi ngờ, lão đầu tử này rốt cuộc là có hồ đồ hay không? Chẳng lẽ ông ấy là một mực giả vờ ngốc, hay là để ông ấy nhìn ra chân tướng gì rồi? Ăn Đức Hằng rất nhanh liền phủ định cách nghĩ này, không ai có thể nhấn nhịn được dạng cừu hận này, sự quan ái và tín nhiệm mà An Chí Viễn biểu lộ ra trước mặt mình chắc không phải là ngụy trang. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, đối với hắn mà nói chuyện thật sự quan trọng chính là làm thế nào mà nắm được tài sản của An ra vào trong tay một cách lặng lẽ không để ai biết. Đầu tư với quy mô lớn ở nội địa lần này, chính là một loại chuyển rời tài sản, đợi sau khi tất cả được hoàn thành, chính là ngày mà An lão đầu tử nhắm mắt xuôi tay. Lúc Tần Thanh và An Đức hằng đàm phán, Trương Dương cũng ở Xuân Dương, hắn đang cùng với Quách Đạt Lượng nói chuyện thiên tai ở trong bãi nuôi lợn của Quách Đạt Lượng. Trận lũ bất ngờ mấy ngày trước khiến bãi nuôi lợn của Quách Đạt Lượng chịu tổn thất không nhỏ, xưởng thức ăn gia súc cũng bị tổn thất tương đương, Quách Đạt Lượng đang chỉ huy công nhân tiến hành xây dựng lại sau thiên tai. Trương Dương sở dĩ tới đây là bởi vì Sở Yên Nhiên hôm nay cũng muốn tới, Sở Yên Nhiên đã hẹn gặp hắn ở đây, bảo rằng có chuyện quan trọng muốn nói với hắn. Sở Yên Nhiên cũng vừa từ nước Mỹ trở về, mấy ngày trước tập đoàn tài chính Benin vứt bỏ kế hoạch đầu tư ở Giang Thành, Sở Yên Nhiên lại vẫn không thôi nỗ lực, sau khi từ nước Mỹ trở về, tới Kinh Sơn bàn bạc một hồi với Lâm Tú, sau khi có quyết định mới gọi điện thoại cho Trương Dương, nhân tiện tới xưởng thức ăn gia súc để khảo sát tình hình thiên tai, hẹn Trương Dương gặp mặt ở Xuân Dương. Buổi trưa, Sở Yên Nhiên lái chiếc xe Hummer màu đỏ của cô ta tới, quách đạt lượng để chiêu đãi hai quý khách là cô ta và Trương Dương đặc biệt chuẩn bị các món ăn từ lợn. Sở yên nhiên dùng xe xong, phát hiện Trương Dương đang ở trên sườn núi đào cái gì đó, hiếu kỳ đi tới, ghé sát vào nhìn, Trương Dương từ dưới đất đào lên một thứ tròn tròn màu đen. Chắc là dễ của một loại thực vật nào đó, cô ta hiếu kỳ hỏi, đây là gì vậy? Hương bồ, một loại dược liệu, có thể làm an thần tỉnh táo đầu óc. Trương Dương đặt hương bồ vào trong cái túi mang theo người, mỉm cười nhìn khuôn mắt giống như mây sáng của sở yên nhiên, không khỏi cảm thán, nói không ngờ thủy thổ của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ cũng rất nuôi người, em hình như là còn xinh đẹp hơn trước kia. Sợ yên nhiên vì một tiếng, nhưng trong lòng thì lại hưởng thụ vô cùng, có cô gái nào mà không mong được người yêu khen ngợi đâu. Cô ta ôn nhu nói, gần đây không phải là không được như ý sao. Chuyện cảnh khu chùa Nam Lâm tiến hành đến đâu rồi? Gặp phải chút khó khăn, nhưng trước mắt được anh khắc phục rồi. Trương Đại Quan Nhân nói rất thản nhiên trên thực tế mưa gió trong khoảng thời gian này quả thật là không ít, mất trộm xá lợi Phật tổ một lần khiến hắn rơi vào quẫn cảnh, nhưng chuyện sau đó phát sinh lại khiến chuyện có chuyển cơ, đúng là Sơn cùng tùy tận tưởng không lối, liễm ám hoa minh lại hiện lên. Hiện tại An Đức Hằng đã không phụ trách việc mở rộng du lịch ở Giang Thành của An ra nữa rồi, những việc trước đây làm khó Trương Dương đã được giải quyết từng cái một. Quách Đại Lượng đứng ở bên dưới gọi hai người xuống ăn cơm, Trương Dương thò tay ra dắt sợ yên nhiên, sườn núi sau mưa xuân có chút chân ướt, hắn sợ sở yên nhiên sẽ trượt chân ngã, sự quan tâm vô tình lộ ra khiến sở yên nhiên ấm áp vô cùng. Còn chưa bước vào phòng ăn đã ngửi thấy mùi thức ăn dụ người rồi, móng giò luộc, thịt đầu lợn, ruột kho, lòng lợn trộn rau, giả dày lợn nhồi ớt cay, giò lợn hầm, gân chân lợn kho. Có những lúc đầu bếp thôn giã ở sau núi làm thức ăn còn ngon hơn cả đầu bếp của khách sạn năm sao rất nhiều sở yên nhiên bình thường rất ít ăn thịt cũng vừa ăn vừa khen luôn miệng. Trương Dương và Quách Đạt Lượng thì mở hai bình thanh giang đại khúc, vừa uống vừa nói về trận lũ xảy ra ở Xuân Dương, nhắc tới hồ ái dân, Quách Đạt Lượng không khỏi thổn thức, người bạn núi khố, đồng nghiệp ngày xưa đã có thể dùng phương thức này để kết thúc sinh mệnh của mình, ngay cả hắn cũng không ngờ tới. Quách Đạt Lượng cảm khái, nói tôi kính nể đồng chí hồ ái dân, so với anh ấy, tôi thực sự là xấu hổ. Trương Dương mỉm cười nói, người chết là hết, người còn sống như chúng ta thì phải sống cho tốt, để báo đáp quốc gia, báo đáp xã hội. Quách Kiến nói, trưởng phòng trương, cha tôi vừa quyên hai vạn đồng để xây dựng trường học, đây cũng là một hành động để báo đáp xã hội đó. Quách Đạt Lượng xoay đúa gõ lên đầu Quách Kiến một cái, thằng ôn con, đã bảo mày đừng có nói ra cơ mà. Sợ yên nhiên cười nói, kỳ thực làm chuyện tốt thì sợ gì để người khác biết, để càng nhiều người biết thì sự tích của mình càng cảm nhiễm được nhiều người, như vậy mới có càng ngày càng nhiều người làm chuyện tốt chứ. Trương Dương mỉm cười, nói cô bé, anh thích sự thiện lương của em đấy. Câu này khiến sở yên nhiên đỏ mặt, thằng ôn này xuồng xã quá, cũng không để ý tới bên cạnh còn người khác nữa. Cha con quét đạt lượng coi như không nghe thấy gì, lại nâng cốc lên cạn chén, quét đạt lượng nói, trận lũ này, bãi nuôi lợn và xưởng thức ăn gia súc đều có chút tổn thất, có điều vấn đề cũng không lớn, qua mấy ngày nữa là có thể sản xuất như bình thường, Hôm nay cung cầu thức ăn gia súc đều mạnh, đơn đặt hàng chúng ta không ngừng gia tăng, xem ra không lâu nữa là phải mở rộng quy mô rồi." Sở Yên Nhiên nói, căn cứ theo hiểu biết của tôi, tiếng vang của thức ăn gia súc rất tốt, mở rộng quy mô e rằng là xu thế bắt buộc rồi." Quách Đạt Lượng nói, lúc trước khi xây dựng xưởng thức ăn gia súc chỉ suy nghĩ tới vấn đề giá thành và kinh phí đầu tư, không ngờ lại phát triển nhanh chóng như vậy, hiện tại thì tốt rồi sau khi xưởng thức ăn ra xúc đưa vào sản xuất mới phát hiện nơi này quá xa, giao thông vận chuyển không tiện, ngược lại còn làm tăng giá thành, bất lợi cho phát triển nhà máy. Sở Yên Nhiên nói, hiện giờ tệ nạn do sơ hở trong công tác khiến sinh ra tổn thất của công còn chưa xuất hiện đã phát sinh vấn đề này rồi, có thể nhằm vào chuyện này để tiến hành cải tiến, lo trước tính sau mới là căn bản để phát triển thuận lợi. Trương Dương nghe thấy Sở Yên Nhiên nói rất rõ ràng, không ngờ cô ta cũng hiểu biết về làm ăn như vậy, Trương Dương đối với kinh thương không có hứng thú gì cả, nghe bọn họ nói chuyện đều là về xưởng nuôi lợn và xưởng thức ăn gia súc, không nhịn được liền chen vào, tôi nói nè, chúng ta giờ đang ăn cơm, có thể không nhắc đến thức ăn gia súc có được không? Mấy người đều bật cười. Sở yên nhiên trợn mắt lườm hắn, nói chỉ có chuyện của anh là quan trọng, còn chuyện của người khác thì không quan trọng à. Trương Dương cười nói, em đừng khơi màu mâu thuẫn nội bộ nhân dân nhé, Tình hữu nghị giữa anh và trưởng xã Quách em làm sao mà chia rẽ được. Quách đạt lượng cười ha ha, nói chúng ta ăn cơm không nói chuyện công việc. Nào, nào nào, uống rượu, uống rượu. Quan hệ của Trương Dương và Sở Yên Nhiên bọn họ đều biết, người ta là vợ chồng son liếc mắt đưa tình thôi mà. Ăn bữa trưa xong, Trương Dương và Sở Yên Nhiên đi tới con suối nhỏ ở phía Đông bãi nuôi lợn, núi Thanh Đài chỗ nào cũng đều là cảnh đẹp, nước suối đổ vào khe núi, trong suốt thấy cả đáy cá lội tung tăng, suối xanh va vào núi đá, nước bắn tung tóe, giống như nhẹ nhàng gảy đàn, tiếng len keng không ngừng vang bên tai. Sở yên nhiên ngồi lên một tầng đá ở mép suối, Trương Dương ngồi xuống cạnh cô ta, nói cô bé, tới nước Mỹ lâu như vậy có nhớ anh không? Sở yên nhiên cắn cắn môi, cười tươi như hoa, nói, làm gì có thời gian, bà ngoại em bệnh rồi, em cả ngày phải chăm sóc cho bà, về sau bệnh của bà đỡ một chút thì lại dẫn em nhiều lần tham gia các loại tiệc tùng, muốn giúp em chọn một thanh niên tài tuấn làm bạn trai, nhưng em tìm đỏ cả mắt cũng chẳng thấy ai cả. Trương đại quan nhân nghiến răng nghiến lợi nói, bà ngoại em bị bệnh à? Có phải là đập đầu vào cửa không? Sở yên nhiên thấy bộ dạng hầm hực của hắn, trong lòng vừa tức giận lại vừa buồn cười, vung quyền đấm mấy cái lên vai hắn, nói, đầu anh đập vào cửa thì có ý. Đôi mắt đẹp nhìn Trương Dương nói, trong đoạn thời gian em tới nước Mỹ anh có nhớ em không? Không. Cái gì? Sở Yên Nhiên lông mày dựng ngược, anh dám không nhớ em à? Anh sao phải nhớ em? Thì ra em tới nước Mỹ vui chơi, còn anh thì đờ đẫn ở đây đến mắc bệnh tương tư, vì sao chứ? Sở Yên Nhiên tức giận nói, biết ngay là anh sẽ không nhớ em mà, đoạn thời gian này lại câu dẫn con gái nhà người ta rồi phải không? Bằng vào bộ dạng này của anh mà phải đi câu dẫn à? Toàn là người ta câu dẫn anh thì có đó ngựa không biết mặt dài em sao chẳng nhìn ra anh có chỗ nào đẹp trai cả đó là em không biết thưởng thức nhưng phàm là con gái có chút thẩm mỹ bình thường đều sẽ cho rằng anh rất anh tuấn tiêu sái sở yên nhiên ôm miệng nói trời ạ à, trên thế giới này không ngờ còn có người mặt dày như anh trương dương mỉm cười bước tới nói đó chính là cá tính biết cái gì gọi là xuất sắc không ai sánh bằng ngọc thụ lâm phong không em hôm nay coi như là được mở mắt rồi đó em cầu xin anh đó, đừng có khiến em nôn ra hết những đồ vừa ăn. Trương Dương rất không thật thà thò tay ra, ôm lấy eo thon của sở yên nhiên, nói đây chính là mị lực của thần tượng đó. Người ta đều nói thần tượng là đối tượng khiến người ta nôn mửa, anh hôm nay có thể khiếu em nôn hết đồ vừa ăn, đủ để chứng minh anh chính là thần tượng của em rồi. Sở yên nhiên đánh một cái lên tay hắn, nhưng bị Trương Dương bắt lấy luôn bàn tay nõn nà, dùng sức kéo vào trong lòng. Sở yên nhiên đẩy hắn ra, nói anh không nhớ em không cho anh ôm em trương dương cười nói nhớ cũng không thể tùy tiện nói ra được của đây gọi là nội hàm đây gọi là đẳng cấp sở yên nhiên đỏ mắt nói em nhớ anh thì lại nói ra em nghĩ anh không có nội hàm không có đẳng cấp vậy không phải là bức anh phải dở trò lưu manh với em ư trong mắt trương đại quan nhân lộ ra ánh mắt đê mê sở yên nhiên tóm lấy tay hắn nói đánh chết đồ lưu manh anh Đôi bàn tay của cô ta rất nhanh bị Trương Dương nắm lấy, thân thể bị hắn ôm vào lòng. Sở Yên Nhiên xấu hổ cúi mặt xuống không dám nhìn hắn, Trương Dương hôn khẽ một cái lên trán cô ta, sau đó hôn xuống tới lông mày, mắt, sống mũi, cuối cùng là lên đôi môi nóng bỏng của cô ta. Chương 150, ân oán giang hồ. Trương Dương nhìn thẳng vào đôi mắt của Sở Yên Nhiên nói, ngươi cũng là của ta, kẻ nào dám có chủ ý với ngươi lão tử thiến hắn, cho hắn cả đời làm thái giám luôn. Nói năng linh tinh, người ta nói trời thế, người cư nhiên coi là thật làm gì? Ánh mắt ta rất tin tưởng a." À? Trương đại quan nhân nghiêm trang nói. Sở Yên Nhiên có chút oán giận, người chỉ được cái châu quan phóng hỏa, không cho bách tính đốt đèn. Ai nói không, nhưng đời này người chỉ dễ cho ta đối thôi." Sở Yên Nhiên chun chun mũi, người ích kỷ, một bụng nam tử chủ nghĩa, ta thế nào lại nhìn chúng ngươi được nhỉ? Như vậy mới có thể chứng minh ta luôn quan tâm hết mực tới ngươi." sở yên nhiên lộ ra một nụ cười, tựa đầu vào vai hắn nhỏ giọng nói, chuyện nam lâm tự ta xin lỗi. Trương Dương cười nói, cái gì mà xin lỗi, nhà đầu ngốc này. Lúc đầu ai có thể nghĩ tới việc xá lợi Phật bị mất xong rồi lại được tìm về nhanh như thế chứ? Sở yên nhiên nói, ta không thể giúp gì ngươi được. Trương Dương vòng tay ôm nàng nói, ta chỉ là kiến nghị các người đầu tư, cũng đâu nhất định có thể bắt các người đầu tư được, ta muốn chính thích nhưng cũng không thể cứ bắt mọi người giúp ta được ơ ta phải tự dựa vào năng lực của mình chứ. Lâm A Di nói đúng, ngươi vì ta mà thành lập cái trung tâm thẩm mỹ ở Xuân Dương, rồi đầu tư vào xưởng thức ăn gia súc như thế cũng là quá nhiều tiện nghi cho ta rồi. Sở yên nhiên nhỏ giọng, ta muốn ngươi có được tiện nghi từ ta. Trương đại quan nhâm chừng mắt nhìn, lỗ nguyên hình một bộ mặt sắc lang, đây chính là ngươi nói đó nhé. Sở yên nhiên thế mới biết hắn hiểu sai ý mình, vội sửa lại nói, ngươi đừng có suy nghĩ linh tinh nữa đi. Được rồi, ta tới đây là muốn nói với ngươi, ta đã chuẩn bị được 400.000 đô la Mỹ để đầu tư. Nam Lâm tự đã được an ra thầu cả, miếng đất gần đó cũng bị hắn lấy mấy. Cổ thành thì đã thuộc về tập đoàn thịnh thế của Phương Văn Nam. Nhất thời ta còn chưa nghĩ ra cái hạng mục gì để cho ngươi đầu tư. Sở yên nhiên cười nói, nhìn ngươi kìa, trông chẳng giống cái tên trương trưởng phòng suốt ngày vinh váo gì cả. Trương Dương gật gù nói, việc đầu tư một cách mù quáng tuyệt đối không thể được, kỳ thực ngươi trước cũng nói cái xưởng thức ăn gia súc là một hạng mục khả thị, ít nhất vẫn hoàn vốn rồi a. À. Trương đại quan nhân bỗng nhiên nhớ tới suối nước nóng lần trước trải qua cùng với Tần Thanh, tùm tìm cười nói, ta vừa mới nhớ ra, để trở lại Thanh Thai Sơn ta đưa ngươi đi xem một khu suốt nước nóng, tại đó xây dựng một khu nghỉ dưỡng thực sự có tiền đồ a. À. Ngoặc kép, sở yên nhiên đánh hắn một cái, cũng tốt, ta cũng đang chuẩn bị trở về Xuân Dương. Ngươi đi Xuân Dương làm gì? Gặp Thanh Tỷ, chúng ta hẹn tối nay đi ăn trương đại quan nhân thực sự là có chút buồn bực hắn thế nào cũng không nghĩ tới sở yên nhiên và tần thanh cư nhiên lại ăn ý với nhau như vậy chuyện này có vẻ hơi có chút lạ trương dương tuy rằng rất muốn trái ôm phải ấp mọi bề đều thuận lợi thế nhưng hắn cũng minh bạch trong thời gian ngắn mà muốn mấy hồng nhan tri kỷ của mình quen với tư tưởng nhất phu đa thê phong kiến thì rất khó huống chi mỹ nữ tần chủ tịch kia lại là một cán bộ nhà nước một đảng viên ưu tú của đảng cộng sản Ý chí kiên định của nàng là không cần phải bàn. Sở Yên Nhiên cũng là con em gia đình quan chức cấp cao, phụ thân là thường vụ phó chủ tịch tỉnh Bắc Nguyên kiêm bí thư thị ủy Tĩnh An, ngoại công là tham mưu trưởng quân khu Bắc Nguyên. Những nữ tử ưu tú như thế lẽ nào dễ dàng cam tâm chia sẻ nam nhân của mình? Trương Dương càng nghĩ lại càng cảm thấy kỳ quái. Sở Yên Nhiên lưu ý thấy thần tình của hắn, nàng cười nói, ta và Thanh tỷ rất thân thiết mà, yên tâm đi, không quan hệ gì tới người đâu trương dương đương nhiên không tin nàng nói không quan hệ tới hắn mới là lạ tuy rằng nghĩ vậy nhưng biểu hiện ra vẫn như là chẳng thèm quan tâm tới cái chủ đề này yên nhiên cũng mệt ngồi ngủ luôn ở ghế sau trương dương chủ động lái xe đưa yên nhiên trở về xuân dương tần thanh thấy hai người cùng tới một lúc có chút cảm thấy hơi bất ngờ nàng ngồi vào ghế sau với yên nhiên trương dương mỉm cười ta đưa người về đây a à? tần thanh nhìn yên nhiên không khỏi cười hỏi nàng ta làm sao vậy Sai múi giờ đó mà, nàng ta vừa mới ở Mỹ về đã tới đây hẹn với người đó. Tần Thanh lắc đầu cười nói, An Đức Hằng và An Ngữ Thần cũng vừa rời đi. Bọn họ tới làm gì? Ở đây dù sao cũng là Đại Ôn huyện ủy, Tần Thanh không muốn người khác chú ý liền bảo hắn lái xe tới Vi Viên đi. Trương Dương hơi ngẩn ra, Vi Viên đối với hắn chẳng lạ lẫm gì, lúc Lý Trường Vũ còn đương chức tại Xuân Dương, Tô lão thái chính là ở tại đây. Xem chừng là không ít quan viên trong huyện ủy không phải người Xuân Dương đều lựa chọn ở đây cả. Nơi ở cho những quan viên chính phủ thường bao giờ cũng ở gần trụ sở huyện ủy, nằm trong một khu vực yên tĩnh an ninh tốt. Vi viên tuy rằng hơi xa huyện ủy một chút, thế nhưng cũng nằm trong một khu vực an tĩnh, tránh được rất nhiều phiền phức không cần thiết. Trương Dương lái xe tới tận căn nhà của Tần Thanh, lúc này Sở Yên Nhiên mới tỉnh dậy hỏi, đây là đâu vậy? Tần Thanh mỉm cười, chỗ ta ở. Trương Dương cảm thán nói, không nghĩ ra là Tần chủ tịch cũng biết lấy quyền mưu giải quyết việc riêng. Tần Thanh chừng mắt lườm hắn, nàng ngại có Sở Yên Nhiên ở bên cạnh mà không muốn đấu khẩu với hắn. Sở Yên Nhiên xuống xe gọi Trương Dương ra cốp xe giúp mang mang đồ, lần này trở về nàng mang theo không ít quà về. Tần Thanh nhìn hai người xách hết túi to túi nhỏ không khỏi mỉm cười, làm vậy có khi người khác tưởng hai người tới tặng lễ ta mất. Sở Yên Nhiên cười khanh khách, nói là tặng lễ cũng không sai a. À bất quá mục đích của ta thì hoàn toàn thuần khiết đó tần thanh nói hai người cứ sắp xếp nhé ta đi chuẩn bị cơm để lát nữa xem xem lễ của ta có to không nào sở yên nhiên gật đầu nói để ta phụ giúp cùng tần thanh nói với trương dương người ra chỗ hàm lão mua thêm một chút món ăn muốn uống rượu thì tự mua lấy ở đây không có ai uống rượu nên không có a à. trương dương buồn bực lái xe rời đi sở yên nhiên cùng tần thanh nhìn theo hắn song song quay lại nhìn nhau mỉm cười quan hệ hai người bây giờ phải nói là cực kỳ vi diệu bình tâm mà nói tần thanh trước mặt sở yên nhiên luôn tỏ ra khiêm nhường một chút trong tiềm thức của nàng nàng coi sở yên nhiên mới chính thức là người yêu của trương dương cho nên quan hệ giữa nàng và trương dương đối với sở yên nhiên mà nói là thiếu công bằng tần thanh chẳng bao giờ nghĩ tới bản thân nàng và hắn sẽ lên cái danh phận gì cho nên đối với sở yên nhiên cũng chẳng cần phải tranh đoạt cái gì sở yên nhiên nhẹ giọng, thanh tỷ hình như đối với ta có chút không tự nhiên. Làm gì có, tần thanh dịu dàng cười nói, biết ngươi hôm nay tới, ta đã chuẩn bị thức ăn, muốn tự mình nấu cho ngươi thưởng thức đó. Sở yên nhiên cười nói, hay quá, ta cũng rất muốn được nếm thử chủ nghệ của thanh tỷ. Xuân Dương huyện không hề lớn, Trương Dương lại là một nhân vật cũng nổi danh ở đây, chạy chiếc Jeep Bắc Kinh màu đỏ lại càng khiến cho người ta chú ý đang mua một ít món ăn ở chỗ lão hàm và mua thêm chút rượu thì an ngữ thần chạy chiếc jeep xanh xuất hiện. bởi vì nàng ngày mai muốn đi khảo sát thực địa thanh thai sơn một chút, cho nên an ngữ thần cũng đang có mặt ở xuân dương. nàng đang chạy xe thì để ý thấy chiếc jeep bắc kinh màu đỏ, tự nhiên là nghĩ tới sở yên nhiên. thấy sở yên nhiên ở đây sẽ nghĩ tới trương dương, lòng tò mò kéo nàng lại gần chỗ đó, không ngờ lại gặp trương dương đang đi mua đồ ăn về. trương dương gặp an ngữ thần cũng bất ngờ, a à, tiểu yêu thực sự là nhân sinh hà sử bất tương phùng A. Tần Thanh vừa nãy có nói qua An Đức Hằng và An Ngữ Thần đang ở Xuân Dương, ngẫm lại cái Xuân Dương bé tí này gặp An Ngữ Than ở đây cũng không có gì là lạ. An Ngữ Thần nhìn chiếc xe, lại nhìn túi đồ ăn trong tay hắn, ánh mắt tràn ngập thâm ý nhìn Trương Dương, mua đồ ăn về nhà sao. Trương Dương cười nói, có khách tới nhà cho nên mua thêm một chút đồ ăn. An Ngữ Thần nói, sư phụ, ta cũng chưa có ăn a nhà đầu này thực sự là chóng quên quá hai ngày trước còn cùng với trương dương đòi ân đoạn nghĩa tuyệt lúc này tự nhiên đã gọi sư phụ hết sức tự nhiên cũng may trương dương không phải là người chấp nhật gật đầu nói chưa ăn a à. vậy đi theo ta trương dương cũng là khách khí một chút không nghĩ tới an ngữ thần căn bản không có chủ định khách khí với hắn nàng ta lập tức đồng ý tốt vậy chúng ta ăn tối ở đâu đây trương dương thầm nghĩ trong lòng đúng thật là quên mất tiểu nha đầu an ngữ thần này là biết khách khí thì mặt trời mọc đằng tây cũng nên. Hắn bảo an ngữ thần chờ một chút, mua thêm một ít đồ ăn, hai bình rượu sái, rồi rời đi. Trương Dương trở về mang theo an ngữ thần, cả Tần Thanh và Sở Yên Nhiên đều giật mình. Ngay cả chính an ngữ thần cũng bất ngờ, nàng căn bản không có nghĩ là sẽ tới nhà Tần Thanh ăn tối. Mặc dù cũng đã nghe vài chuyện nọ kia của Trương Dương và Tần Thanh, nhưng không nghĩ rằng lại gặp Sở Yên Nhiên ở đây, trong lòng có chút kỳ quái có thể nói là nàng ta và sở yên nhiên xung khác nhau như nước với lửa, cơ mà trước mắt thấy hai người kia ở chung một chỗ rất hòa hợp khiến cho nàng ta thực sự nhìn không thấu. An ngữ thần cười nói, tần bí thư ta bất ngờ tới đây, không biết là có được hoan nghênh hay không. Tần thanh cười nói, an tiểu thư, ngươi là khách quý ta mời còn không được ấy chứ. Nào, vào ngồi đi. Sở yên nhiên nhìn an ngữ thần mỉm cười rồi đi vào bếp, đồng thời gọi Trương Dương, Trương Dương, ngây ngốc đứng đó làm gì, còn không mau mang thức ăn vào đi. Trương Dương đi vào, đặt đồ ăn lên lên bàn, sở yên nhiên nhỏ giọng nói, người thế nào lại mang nàng ta tới đây? Sở yên nhiên căn bản đối với an ngữ thần cũng không mấy hào cảm. Trương Dương lúc này mới thấp giọng kể chuyện xảo mộ an ngữ thần ngoài kia, sở yên nhiên gật đầu cũng không định có ý trách cứ hẳn, sắp xếp đồ ăn rồi bảo Trương Dương bê lên. Trương Dương bê đồ ăn lên bàn để, an ngữ thần tiến tới tiếp cho Trương Dương nói, sư phụ, mấy cái việc này đều là việc của nữ nhân, người sao lại tự mình động thủ thế. Một câu khiến cho Trương Dương hơi bất ngờ, tiểu nha đầu nay lại tốt như thế từ bao giờ. Tần Thanh cũng lấy làm lạ, lấy hiểu biết của các nàng về Trương Dương, liệu giữa hai người này có tồn tại được cái gọi là tình cảm nam nữ thuần khiết hay không. Bốn người ngồi xuống bàn ăn, Trương Dương mắt nhìn ba vị mỹ nữ như hoa như ngọc quanh mình mà trong lòng tràn đầy cảnh giác, có thể nói ba người tính cách đều cực kỳ bất đồng, Thế nhưng không người nào không thuộc loại thông minh tuyệt đỉnh so với người thường Tần thanh nghiêm nghị, sở so yên nhiên phóng khoáng, an ngữ thần ương bướng Ba người khác nhau, như vậy ở cùng một chỗ không biết tới cuối cùng sẽ ra thế nào Trương Đại Quan Nhân trong lòng hết sức lo lắng Bất quá bề ngoài vẫn tỏ ra bình thường chẳng thèm quan tâm tới chuyện đó Tu vi chính trị của Trương Đại Quan Nhân theo thời gian đề thăng lên không ít Tố chất tâm lý cũng vững hơn nhiều Chuyện này chưa đủ để khiến hắn lo lắng ra ngoài mặt Trương Dương nâng chén lên nói, nào, chẳng mấy khi chúng ta có thể gặp mặt thế này, cùng nhau lên một chén đi. Sở Yên Nhiên cười nói, hình như hôm nay Thanh Tỷ mới là chủ nhân à, không tới phiên ngươi làm chủ đâu. Tần Thanh cười nói, cái gì mà chủ với khách, tất cả đều là hảo bằng hiếu, đâu cần khách khí phân biệt thế chứ. An ngữ thần nhẹ giọng nói, dù là không phân chủ khách, nhưng cũng nên phân lớn nhỏ chứ. Một câu nói khiến cho không ai ở đây không sừng sốt. Trương Dương lại nhớ tới cái lần mang theo an ngữ thần tới nhà Lý Trường Vũ ăn cơm, cảm giác nha đầu này đúng là cái dạng chỉ sợ thiên hạ không loạn, hắn vội khéo léo cười nói, ngươi là đồ đệ của ta, ở đây ngươi nhỏ nhất. An ngữ thần cư nhiên chống đối hắn, ngươi đa sự quá, ta là ta đang nói tới tuổi tác A. Trong chúng ta lớn nhất là tần bí thư, nhỏ nhất là ta. Trương Dương trợn mắt, ta kháo A, tiểu yêu nhà ngươi lại muốn làm cái gì đây? Tần Thanh Phi rằng đã 28 tuổi, thế nhưng nhan sắc phải nói là động nhân, trên khuôn mặt tuyệt đối không hề lưu lại một dấu vết gì của năm tháng. Làn da của nàng mềm mại, nhẵn nhụi như da trẻ con vậy, nghĩ lại cái cảm giác lúc ấy tuyệt không thể không rung động. Lại nói tới mới nhớ, gần đây chưa có cơ hội gần gũi với Tần Thanh. Tần Thanh đương nhiên nghe ra ý của An Nữ Thần, bất quá hàm dưỡng nàng rất tốt, mỉm cười nói, An Tiểu Thư nói tới làm ta bất chi giác nhớ ra mình đã già. Sở Yên Nhiên cười nói, như thanh tỷ đây gọi là phong vận nữ tử. Ta đây ước ao còn không được ấy chứ. An ngữ thần thấy Trương Dương chừng mắt nhìn mình, cũng tự biết sai, vội giải thích, ý ta không phải là như thế, ý của ta là nói trước giờ chẳng phải lúc nào cũng là người lãnh đạo nói chuyện sao. Lời này nghe ra còn có chút ít đạo lý, chỉ ít cũng làm cho người ta dễ nghe hơn một chút. Tần Thanh vẫn mỉm cười nhẹ giọng nói, các người đều là lần đầu tới đây, thân là chủ nhà, ta xin kính các người một chén vậy mọi người nâng chén rượu lên, An Ngữ Thần lại nói, ta thấy vị tất Trương Dương đã là lần đầu tới đây. Trương Đại Quan Nhân bực mình, ta nói người này An Ngữ Thần, ngươi là khách mời tới dùng bữa A, à, nói nhiều điều khó lọt tai thế làm gì nhỉ? An Ngữ Thần làm ra bộ dạng ái náy, tần bí thư, ta tính tình ngay thẳng, cứ hay nói là nói luôn chẳng suy nghĩ, ngươi đừng tính toán với ta A. À. Tần Thanh nói, không sao, tính tình An Tiểu Thư thật thà như thế ta cũng rất thích. Sở yên nhiên đạm nhiên cười nói, thật thà cũng phân ra nhiều loại, có loại là chân thật biểu lộ, nhưng cũng có kiểu cố ý làm ra như vậy, bất quá thế nào thì chỉ có đương sự mới biết rõ mà thôi. Trương Dương đương nhiên biết mấy nàng như thế nào, xem ra hôm nay 10 phần thì có tới 8 phần là chiến tranh rồi. Hắn nâng chén lên nói, này, ta nói mấy người có để ta vào mắt không thế. Nào thôi dĩ hòa vi quý, hôm nay nữ nhiều năm ít, đều nghe ta, chúng ta uống nào ánh mắt ba nàng đều tập trung nhìn Trương Dương, Trương Dương bị cả ba nhìn chằm chằm có chút hoi gược, trên mặt ta có cái gì sao? An ngữ thần cười nói, sư phụ nói đúng, chúng ta uống chúc sư phụ mạnh giỏi nào. Sở yên nhiên tràn ngập kỳ quái, cái gì mà mạnh giỏi? Hắn đi đâu? An ngữ thần nói, lẽ nào các ngươi chưa nghe nói, sáng thứ sáu này, sư phụ ta cùng đệ nhất cao thủ Giang Thành Lương Bách xuyên luận võ tại võ các hoa sơn. Chuyện này đã oanh động cả Giang Thành rồi đó. Tần Thanh và Sở Yên Nhiên quay ra nhìn nhau, trong mắt của hai người đều lộ ra một chút suy nghĩ, mặc dù năng lực chiến đấu của Trương Dương thì hai nàng hoàn toàn yên tâm, thế nhưng cả hai đều cảm thấy ở cái thời đại này mà dùng phương thức bạo lực gì gì đó thật có chút khó coi. Tần Thanh không nhịn được chóc nã hắn, Trương Dương, người hiện tại là một cán bộ quốc gia, một đảng viên đảng Cộng sản, thế nào mà lại làm việc vô tâm vô phế như thế? Trương Dương cười nói, đây là luận võ, tới điểm là dừng, đừng có nghiêm trọng hóa vấn đề như thế, chính trị và chuyện này đâu có liên quan. Sở Yên Nhiên cười nói, sự tình này hay a, à, trước giờ chỉ toàn được nghe luận võ công trong phim trong chuyện. Trương Dương lần này ta nhất định phải đi theo ngươi mở mang một chút. Trương Dương chừng mắt nhìn An Ngữ Thần, ngươi thực sự là lắm lời mà. Việc này hắn vốn không muốn để người khác biết, bất quá không biết An Ngữ Thần nghe ngóng từ đâu. An Ngữ Thần cười nói, hiện tại võ Lâm Giang Thành đều đã biết chuyện ta không nói cũng có người khác nói thôi. Trương Dương thầm than tiểu nha đầu này thực sự là quá kiêu ngạo, nhịn không được chỉnh nàng một chút, người tài năng thì đem tinh lực tập trung quản cái việc của An ra ngươi đi, An ra đầu tư hỏng bét cả, khiến cho thanh thai sơn trướng khí mù mịt. An ngữ thần biết hắn đang đánh chống lảng đồng thời xoáy mình, nâng chén lên cụng với tần thanh nói, tần bí thư. Việc thanh thai sơn có chút đặc biệt, chúng ta đã rút ra kinh nghiệm từ đó, nhất định sẽ khôi phục nguyên trang thanh vân trúc hải, Cố gắng trong thời gian ngắn nhất giảm thiểu tổn thất tới mức nhỏ nhất Tần Thanh vui vẻ gật đầu nói An tiểu thư nói như vậy khiến ta thật cao hứng Ta tin tưởng song phương chúng ta cũng tận lực xuất thủ Cộng đồng chung tay vào Thanh thai sơn nhất định càng ngày càng hoạt động tốt An ngữ thần rất sảng khoái uống hết một chén Nhưng bỗng nhiên nhíu nhíu mày Sau đó đứng lên cười nói Xin lỗi ta muốn đi toilet một chút Nàng đứng dậy mới bước được hai bước Thì thân thể mềm mại bỗng loạn trọn tựa sắp ngã xuống đất sở yên nhiên gần nàng nhất vội nghiêng người đỡ lấy nàng ta. Đã thấy sắc mặt an ngữ thần trắng bệch, môi mím chặt, toàn thân run rẩy. sở yên nhiên vội nói, Trương Dương. Người mau tới. Trương Dương vội vọt ngay qua, vội bế thân thể nàng ta lên chạy tới phòng ngủ đặt lên giường, tần thanh và sở yên nhiên cởi giày ra giúp nàng ta. Trương Dương vận chỉ như gió, điểm liền mấy huyệt đạo trên người an ngữ thần, lúc này nàng mới hết run rẩy. Trương Dương bắt mạch cho nàng, tiếp xúc vào da thì thấy lạnh ngắt, mạch nhỏ yếu ớt hết sức. Trương Dương vận nội lực chậm rãi đẩy nội lực mình vào kinh mạch nàng. Tần Thanh và Sở Yên Nhiên rất lo lắng định hỏi hắn tình hình của An Ngữ Thần, nhưng để ý thấy biểu tình của Trương Dương hai mày cao chặt, trông hết sức nghiêm trọng đành yên lặng để cho hắn làm. Qua một hồi kiểm tra kỹ càng, Trương Dương mới buông tay ra, phong bế thêm hai huyệt đạo, kéo chăn đắp cho nàng rồi xoay người đi ra cửa. Tần Thanh bảo Sở Yên Nhiên ngồi lại chăm sóc cho An Ngữ Thần, sau đó theo sau Trương Dương. Trương Dương đi ra ban công đứng, hai tay giang rộng đặt lên thành lan can, ngẩng đầu lên bầu trời nhưng hai mắt lại nhắm lại. Tần Thanh đi tới từ phía sau ôm lấy hắn, Trương Dương cũng nắm lấy bàn tay nàng, giữ nàng thật chặt vào bên mình. Bệnh tình của An Ngữ Thần quả thật tiến triển nhanh hơn so với hắn dự liệu nhiều, trước kia An Ngữ Thần cũng từng được một vị được mệnh danh là thần y thời nay Chu Vân tham chữa trị cho, nhưng hắn cũng chưa thể nắm chắc phần trị dứt điểm cho nàng. Đây là một ca bệnh khó, ngay cả Trương Đại Thần y cũng không nắm chắc 10 phần, tuy nhiên hắn tuyệt đối không buông bỏ. Nếu so với Văn Linh lúc trước được Trương Dương chữa cho thì bệnh của An Ngữ Thần không nặng nhưng phức tạp hơn nhiều. Nàng là bị bệnh tim bẩm sinh, tâm mạch cực kỳ mỏng manh yếu ớt, muốn chữa được thì đầu tiên là phải củng cố minh mạch và tâm mạch vững chắc. Từ thời tùy chiếu tới nay, bệnh như Văn Linh đã thuộc loại hiếm gặp. Cũng chính là ca bệnh mà Trương Dương phải tổn nhiều tinh lực nhất, bất quá Văn Linh chỉ là hôn mê dài ngày kinh mạch tắc nghẽn, chỉ cần dùng nội lực đả thông kinh mạch là được. Mà an ngữ thần thì hoàn toàn bất đồng, nếu như mạnh mẽ mà đả thông kinh mạch nàng thì có thể dẫn tới hậu quả ngược lại, khiến cho mạch môn hỗn loạn, tâm phế bị đả thương. Chu Vân Tham kia tuy rằng tài giỏi nhưng cũng chỉ có thể bảo hộ được tâm phế của nàng, vẫn cần phải hoàn toàn củng cố lại kinh mạch, tâm mạch trong cơ thể thì an ngữ thần mới có khả năng chữa khỏi được bệnh. Tần Thanh Ôn Nhu hỏi, An Tiểu Thư cuối cùng là bệnh như thế nào? trương dương nói ta cũng không biết phải nói như thế nào bệnh này ta mới thấy qua lần đầu tần thanh trầm mặc hẳn xuống nàng đối với y thuật của trương dương phải nói là tràn ngập tin tưởng và sùng bái nếu như trương dương đã nói như thế thì khẳng định là bệnh nan y thật không ngờ an nữ thần đang còn thanh xuân thiếu nữ gia cảnh tốt như vậy mà số mệnh lại bất hạnh tần thanh không khỏi cảm thán cho số phận của an nữ thần mà có chút bùi ngùi trương dương nói ta lần đầu tiên không nắm chắc chữa được cho một người trong khoảng thời gian này ta sẽ cố gắng nghĩ biện pháp trị liệu cho nàng ta, nhưng đừng cho ai biết. Tần Thanh mỉm cười nhẹ giọng nói, nhất định có biện pháp mà, ta nghĩ ông trời có mắt cũng nhất định không nhìn một nữ hài tử đơn thuần khả ái như thế sớm ly khai nhân thế. Trương Dương bỗng nhiên nhớ tới một câu đó là, trời xanh ghen ghét hồng nhan, hắn chính là một kẻ không tin vào trời, nếu như cam tâm cái gọi là mệnh trời thì có lẽ giờ này hắn chẳng có mặt ở đây. Oán khí trùng thiên, xuyên đáo tới tận thời này. Tần Thanh buông Trương Dương ra, đúng sang bên cạnh, nhìn lên bầu trời nói, An Lão đã đem chuyện đầu tư ở Thanh Thai Sơn giao cho An Ngữ Thần phụ trách, nguy cơ của Thanh Vân Trúc Hải có thể coi là cơ bản được giải quyết. Trương Dương gật đầu nói, An Đức Hằng làm việc giã tâm quá mạnh mẽ, An Lão cũng nhìn ra điểm này. Hiện tại số tiền đầu tư của An gia chia làm hai bộ phận, một phần về đầu tư du lịch cho An Ngữ Thần phụ trách. Hắn dừng lại một chút rồi sầu lo nói tiếp, thân thể của An Lão hiện khá kém, an ngữ thần cũng bệnh ta xem ra tiền cảnh đầu tư du lịch có vẻ không sáng sủa cho lắm rồi tần thanh biết trương dương đối với an đức hằng không có hảo cảm gì bất quá hắn lo lắng cũng không phải không có lý sự việc gần đây đã chứng minh an đức hằng làm việc dã tâm lớn lo lắng vì lợi ích bản thân là nhiều điều này làm cho tần thanh đối với an đức hằng cũng có phần phản cảm trương dương thở phào nhẹ nhõm nói thôi thì cứ thuận theo tự nhiên đi a à hắn bỗng thấp giọng nói tiếp người gần đây có vẻ rất thân thiết với yên nhiên a à. tần thanh không khỏi nở nụ cười người lo lắng chúng ta có âm mưu gì sao trương dương không nói gì ánh mắt nhìn xa xăm có vẻ ý vị sâu xa tần thanh nhẹ giọng nói người yên tâm trước mặt nàng ta chẳng nói chuyện gì đâu cũng sẽ không có dự định can thiệp vào chuyện của các ngươi tần thanh tuy rằng nói như thế nhưng trong lòng không tự chủ được mà sinh ra cảm giác mất mát khôn tả tuy rằng chưa bao giờ nàng mong bản thân và hắn lên cái danh phận gì nhưng dù sao xưa nay tính tình nàng cao ngạo cũng phải trải qua nhiều phen đấu tranh tư tưởng kịch liệt nàng mới thừa nhận tình yêu của hắn trương dương đưa tay vuốt má nàng người thật đẹp đẹp cái gì cũng đã già rồi trương dương bật cười không một chút nào mềm mại vô cùng khuôn mặt tần thanh hơi đỏ lên có chút thẹn chừng mắt nhìn hắn nàng nắm bàn tay hắn nói, ta và sở yên nhiên gần đây hay gặp nhau là vì chuyện công việc tại Xuân Dương. Nghe nói lần này tập đoàn bối chữ đang có dự định đầu tư không nhỏ, ta muốn nàng đầu tư vào Xuân Đu Ân. Trương Dương không khỏi cười, tin tức người linh mẫn quá ha. À. Tần Thanh nói, nàng cũng từng nói chuyện với ta, lúc đầu vốn định là đầu tư vào Nam Lâm Tự, nhưng vì xá lợi Phật cho nên lại ngừng lại. Hiện tại An Gia đã thầu dự án cảnh khu Nam Lâm Tụ rồi cho nên ta mới sinh ra cái ý nghĩ này nàng ngừng lại một chút rồi cười trêu chọc hắn, ngươi cũng không cần phải lo lắng ta lấy mất chính thích của ngươi, thể nào ta cũng đặt ngươi lên vị trí thứ nhất. Trương Dương trừng mắt, ta kháo, ngươi coi ta là người thế nào chứ? Ngươi là nữ nhân của ta, cái gì mà chính thích của ta với của ngươi, đều là của nhau hết. Làm sao ta phải lo lắng? Kháo! Trương Dương nói năng vô cùng thô tục, nhưng lọt vào tai Tần Thanh nghe lại cảm thấy hết sức ấm áp, nàng dựa vào người hắn, trong lòng hưởng thụ tới cực điểm một chủ tịch huyện kiêm quyền bí thư lạnh lùng đanh thép trên chính đàn nhưng lúc này lại chỉ như một con chim nhỏ e lệ nếp vào lòng hắn nàng nhỏ giọng nói đừng có nóng giận mà người ta biết sai rồi ta kháo trương dương ra cái vẻ làm bộ tức giận ép sát vào thân thể nàng ghi chặt lên cặp nhũ phong mềm mại co giãn tần thanh vội vùng trốn thoát khỏi ma trào của hắn nhẹ giọng nói yên nhiên vẫn còn ở dưới nhà a trương dương nở nụ cười hắn cũng không có ý định tiếp tục trêu chọc nàng mỉm cười hỏi, người dự định để nàng ta đầu tư vào hạng mục gì? Tần Thanh đáp, việc này trước hết cứ để tự yên nhiên khảo sát. Cơ mà hình như nàng muốn xây dựng một xưởng chế biến thức ăn gia súc lớn tại khu quy hoạch mới. Khu quy hoạch mới Xuân Dương, trương đại quan nhân ly khai khỏi Xuân Dương cũng chưa tính là lâu, nhưng vẫn là lần đầu nghe thấy cái tên này. Tần Thanh cười nói, khu vực đó nằm giữa Xuân Dương và Giang Thành, diện tích chừng chục km vuông. Ba tháng trước đề án trình lên, Hiện huyện ủy đã phê duyệt. Trương Dương gật đầu, hiện tại toàn bộ khu thuộc cấp tỉnh đang tiến hành rất nhiều dự án quy hoạch, Tần Thanh tại Xuân Dương làm như vậy cũng là hợp thời. Tần Thanh nói, cho nên ta muốn Sở Yên Nhiên đầu tư công trình này là công trình đầu tiên và cũng là trọng điểm. Mấy trăm ngàn đô la Mỹ mà cũng chỉ xây dựng một nhà máy thức ăn gia súc thôi sao? Tần Thanh cười nói, vẫn còn đang xem xét dự định xây dựng một khu nghỉ dưỡng tại khu suối nước nóng Thanh Thai Sơn. Nghe tới đây Trương Dương lập tức nhớ tới đoạn tình cảnh lãng mạn của hắn và Tần Thanh lúc ở đó, nhãn thần tiểu tử này lập tức trở lên ám muội Tần Thanh thấy ánh mắt của hắn lập tức cảnh giác hẳn lên, biết ngay tiểu tử này đang có cái ý xấu xa gì rồi. Nàng vội nghiêm túc nói tiếp, mấy hôm trước, ta có cùng một người bạn học cũ, tới khu suối nước nóng đó tham quan. Nàng ta đối với cảnh vật nơi đó hết sức tán dương, sau đó còn lấy một số mẫu nước về tiến hành xét nghiệp, sơ bộ có thể coi là nơi này thủy chất rất tốt nếu như bỏ qua thì thật sự là quá đáng tiếc ngoặc kép trương dương nghĩ tới một vấn đề then chốt liền hỏi vì sao không tìm an ra hợp tác tần thanh mỉm cười làm chuyện gì thì cũng phải suy tính kỹ càng trước sau an ra đối với việc thanh vân trúc hải đã làm ta phải xem xét lại bọn họ chuyên môn với kế hoạch đầu tư để thu hồi vốn trong thời gian ngắn đối với du lịch địa phương không hề thích hợp hơn nữa khu vực suối nước nóng xuân hy đó mặc dù là bên cạnh nhưng cũng không thuộc thanh thai sơn cho nên có thể tách ra thành một hạng mục riêng. Ngoặc kép, Tần Thanh lại nói, chuyện này ta cũng định để cho ngươi đứng đầu. Trương Dương lập tức minh bạch Tần Thanh định nhường cái chính tích này lại cho mình, bất quá cũng là chính xác bởi lúc trước khi ký hợp đồng đầu tư khác thác với An ra có điều khoản bất cứ hoạt động khai thác gì quanh Thanh Thai Sơn huyện phải trưng cầu ý kiến hoặc ưu tiên cho An ra. Nếu như chuyện đầu tư lần này do huyện thiết kế nên thì không khỏi có chút vướng mắc. Bất quá nếu là Trương Dương thì lại là chuyện khác hắn đại biểu cho thị ủy lương bách xuyên tại toàn bộ tỉnh bình hải có thể nói là danh tiếng hiển hách hắn là ngôi sao sáng nhất của hình ý quyền trong cả vài chục năm gần đây đồ tử đồ tôn của hắn trải khắp từ nam tới bắc khoảng chừng chục năm trở lại đây hắn rất ít khí xuất mã nhưng lần này thực sự là trương dương cũng khinh người quá đáng đánh bị thương môn hạ của lương bách xuyên tới hơn chục người thân làm sư phụ cái món khẩu khí này vô pháp có thể nuốt trôi sáng thứ sáu Tại luận võ các hoa sơn đã đông chật kín người tới xem náo nhiệt, dù sao một tràng diện đã rất rất lâu rồi mới xuất hiện, lại là giữa một đại cao thủ tiếng tăm lừng lẫy và một cao thủ trẻ tuổi thật không thể không khiến cho người ta cảm thấy kích động. Lương Bách Xuyên thì không cần phải nói tới, nhưng Trương Dương thì còn ít người biết tới, chuyên kỳ của hắn một mình đánh lui hơn 40 thôn dân hung hãn lúc còn là chủ nhiệm ủy ban kế hoạch xã Hắc Sơn từ hôm nay được mọi người đem ra bàn tán xôn xao. Sở Yên Nhiên và An Ngữ Thần cũng chạy tới trợ uy cho Trương Dương, các nàng đặt cả tiền cược cho hắn, thế nhưng mãi mà lại không thấy Trương Dương tới. Không chỉ Trương Dương không tới, ngay cả Lương Bách Xuyên cũng không thấy đâu, luận võ các hoa sơn chỉ còn một đám người bàn ra tán vào không hiểu chuyện gì xảy ra. Trương Dương cũng không phải là sợ, cũng chẳng phải là lỡ hẹn, mà là hắn đã gặp mặt nói chuyện với Lương Bách Xuyên rồi. Hai người cho rằng chuyện này quá huyên náo, cái đó thực sự là ngoài ý muốn của hai người. Cả hai đều cho rằng kết quả luận võ thế nào hai người biết là đủ, không cần thiết phải để mọi người đều biết. Thống nhất quan điểm với nhau như thế, cả hai liền hẹn định tương kiến tại một vị trí khác. Thời gian đã tới, ở một nơi ngay trên Hoa Sơn, Trương Dương mặc một thân võ phục màu đen, Lương Bách Xuyên mặc màu xám đã đứng đối diện với nhau. Một vài đệ tử của Lương Bách Xuyên cũng đứng gần đó. Có nhiệm vụ cảnh giới không cho ngoại nhân tiến lại gần. Lương Bách Xuyên hai tay ôm quyền, biểu tình trên mặt tỉnh táo trang trọng bất suy chuyển, có thể nói đối với cao thủ, cảnh giới nội tâm rất quan trọng. Tuy rằng Trương Dương đã đả thương hơn 10 danh đệ tử của hắn, nhưng hiện tại trên mặt không tỏ ra bất luận biểu hiện gì. Lương Bách Xuyên là một võ sĩ, động cơ luyện võ của hắn hết sức đơn thuần, chỉ là vì để không ngừng tiến bộ, không ngừng vượt qua bản thân mình. Trương Dương nhìn Lương Bách Xuyên, từ đôi mắt toát khí độ và sự bình ổn đã nhận ra trước mắt mình chính là một đối thủ có thực lực. Trương Dương mỉm cười nói, Lương sư phụ, lần này ngươi tìm ta là vì muốn đòi lại công đạo cho đệ tử mình hay là đơn thuần muốn luận bàn với ta? Lương Bách Xuyên đảm nhiêm nói cả hai. Trương Dương gật đầu, nếu ta thất bại. Đăng báo công khai xin lỗi các đệ tử của ta, đồng thời bồi thường tiền thuốc men. Nếu ta thắng, chuyện này coi như chưa từng xảy ra, đám đệ tử của ta sẽ không bao giờ giáp mặt với trương trưởng phòng nữa. Trương Dương cười, nhất định vậy trương dương cười nói một võ giả chân chính luận bàn võ thuật sẽ chẳng cần một cái mục đích gì người nhiều tính toán nhiều động cơ như vậy sẽ là hại mình thôi ta không sợ thất bại kể là thất bại đi chăng nữa thì vẫn rất bình thường nhưng nếu ngươi thất bại võ lâm bình hải sẽ nhìn ngươi thế nào đồ tử đồ tôn của ngươi sẽ nhìn ngươi thế nào ngươi sợ thất bại một kẻ sợ thất bại thì thế nào lại có thể buông tay lương bách xuyên cười to hắn tràn ngập thưởng thức gật đầu nói ngươi nói không sai ha ha mong rằng cảnh giới võ thuật của ngươi có thể cũng được như lời ngươi ta thật sự chẳng muốn tỉ thí với ngươi thế nhưng ta vừa hỏi lại ngươi để xem ngươi định giải quyết chuyện này thế nào thôi nếu ta thất bại ta sẽ công khai xin lỗi toàn bộ ngươi và các đệ tử còn nếu ta thắng tất cả những chuyện này coi như chưa từng phát sinh trương đại quan nhân vẫn luôn là một người rộng lượng thế nhưng lọt vào tai lương Bách Xuyên thì lại nghe ra thẳng nhãi kia thực sự là cuồng vọng, kể thì với tư cách là một đại võ sư nổi danh thì một tên tiểu tử đứng trước mặt há lại có tư cách nói ra những lời ấy. Lương Bách Xuyên lui xuống một bước, thân vào thế thủ, hiện tại có thể nói thân thể hắn đang đạt được trạng thái tốt nhất. Trương Dương thì vẫn tỏ ra cái vẻ lười biếng bất cần, Lương Bách Xuyên tuy rằng lợi hại thế nhưng lại chẳng hề tại một chút hứng thú nào cho Trương Dương. Võ thuật cố nhiên cần sự chăm chỉ tu luyện, nhưng điểm quan trọng lớn nhất lại là ngộ tính, không có ngộ tính thì tuyệt không bao giờ đột phá được bình cảnh. Trương Dương hiện tại chưa thể khôi phục được hoàn toàn cảnh giới của Trương Nhất Trâm năm xưa, nhưng với nhân giới võ thuật của hắn cũng đủ để ngạo thị chúng nhân. Trương Dương lắc đầu thở dài, bộ mắt rảo hốt bắt đầu triển lộ rõ ràng, kỳ thực ta đối với đám đồ đệ của ngươi điểm huyệt phải nói là rất nhẹ bẫng, bằng không dựa vào ngươi tuyệt đối không thể giải được. Hắn cố tình tận lực đả kích lương bách xuyên trước khi lâm trận. Trong đôi mắt trầm ổn của Lương Bách Xuyên bắt đầu nổi lên một tia khó chịu, hắn tiến về phía trước một bước, xuất ra một quyền thẳng vào ngực Trương Dương. Hình ý quyền đúng là cương quyền, xuất phát nguồn từ chiến trường mà ra cho nên quyền ý bao trùm và hung hãn, đấu pháp chú trọng thực chiến không màu mè hoa mỹ, tiến nhanh mà lui cũng nhanh, thân pháp nhanh gọn, ít có những pha xoay mình hay lộn người. Loại quyền pháp này trải qua biết bao nhiêu năm tháng tôi luyện trên chiến trường mà thành, mạnh về thực chiến. Mỗi đòn xuất ra thì thường yêu cầu xuất ra tiềm năng lớn nhất trong cơ thể, Dĩ khí hành khí, yêu cầu can bộ không được duỗi thẳng, dù ở cự ly ngân quyền kình cũng có tính xuyên thấu cao, cho dù ngạnh đỡ được thì cũng gây tổn thương tới lục phủ ngũ tạng. Cho nên thường thì các hảo thủ hình ý quyền trước khi nắm chắc ra một đòn hạ thủ tuyệt đối sẽ không dễ dàng xuất thủ, đương nhiên cũng không dám quá nhẹ tay với đối phương mà ra một vài đòn thăm dò. Lương Bách Xuyên ngược lại chủ động xuất ra một quyền tận lực là bởi xuất phát từ cơ sở lòng tin của bản thân quyền này của hắn coi như là có tới 89 thành công lực, hơn nữa dù sao hắn đối với Trương Dương cũng ít nhiều phản cảm, lập tức muốn bức Trương Dương phải xuất ra thực lực, nếu không thì cũng là cho tên tiểu tử hống hách cuồng ngạo một bài học. Trương Dương xuất ra một trường, lấy trường đối quyền, quyền trường chạm nhau lập tức cả hai thân thể chấn động, Trương Dương còn cảm thấy một cỗ nội kình tựa hồ xé rách không khí đánh về phía ngực mình. Thật không ngờ Lương Bách Xuyên kia cũng có nội lực hùng hậu như thế, Trương Dương vận nội công bảo vệ đồng thời lùi về phía sau vài bước mới hóa giải được hết quyền kình của Lương Bách Xuyên. Lương Bách Xuyên thì lại càng kinh ngạc hơn, hắn mặc dù dùng khoảng 8 thành nội lực, nhưng chừng đó cũng thừa sức một đòn đánh chết cả một con trâu mộng. Thật không ngờ tiểu tử trước mắt kia chỉ dùng một trường đối ngạnh với quyền của mình, điều này cho thấy rằng tu vi võ thuật của tiểu tử kia tuyệt đối tinh thâm hơn hắn vốn tưởng rất nhiều audio điện tử võ tấn bền hết chương 150